liễu lăng nhi vừa dứt lời mấy cỗ thần niệm liền thì quét tới à bách hoa môn thần đế lão tổ thiệu tức khang đã nhận ra liễu lăng nhi ẩn ẩn tràn ra ngoài thần đế khí tức bất quá còn tốt chỉ là cái vừa mới tấn thăng thần đế sơ giai thần đế cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn dâu tóc bạc trắng thiệu tất khang cười lạnh một tiếng báo ra gia tộc của ngươi có lẽ lão phu cùng ngươi nào đó một trưởng bối quen biết có thể tha thứ ngươi không tất báo ra môn nhà chúng ta bất luận cái gì trưởng bối đều khó có khả năng cùng ngươi quen biết liễu lăng nhi một bộ rất không nhịn được bộ dáng nói ra hoặc là trực tiếp đánh hoặc là mang theo người người cút nhanh lên thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp vừa mới tấn thăng thần đế cảnh thì dám như thế cuồng vọng thực sự không biết trời cao đất rộng thiệu tức khang đã bị chọc giận cũng không muốn nói thêm qua nói nhảm nhiều hắn cấp tốc để một thân khí thế đạt tới đỉnh phong trạng thái đồng thời phóng xuất ra chính mình thần đế lĩnh vực đối với thần đế lĩnh vực liễu lăng nhi không lại cảm thấy lạ lẫm đó là thần hồn cùng một phương thiên địa tự nhiên cộng minh Tiến tới làm đến thần hồn cùng tự nhiên sức mạnh to lớn tương dung, phong tỏa một vùng không gian thần thông. Theo thần đế cảnh bắt đầu, thần hồn nhất định phải bắt đầu cảm ngộ tự nhiên pháp tắc. Á Long tại Cần Hư Tông lưu lại thánh pháp tẩy lễ, chỗ lợi hại nhất ngay tại ở có thể đem Á Long đối phép tắc tự nhiên cảm ngộ, quán chú cho nhận lễ rửa tội người. Nhận lễ rửa tội người có thể tiếp nhận bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy phải xem thiên phú của người nọ cùng ngộ tính. Đối mặt Thiệu Tức Khang thần đế lĩnh vực, Liễu Lăng Nhi tự nhiên không cam lòng yếu thế cũng thả ra chính mình thần đế lĩnh vực, chỉ bất quá, bởi vì là vừa mới tấn thăng thần đế cảnh, Liễu Lăng Nhi đối với mình thần đế lĩnh vực vận dụng 10 phần lạnh nhạt, nàng thần đế lĩnh vực cũng không đủ ổn định, cái này khiến nàng thần đế lĩnh vực vừa mới phóng thích, ngay tại đối phương thần đế lĩnh vực cường đại áp bách dưới trực tiếp tán loạn. Ha ha ha, Thiệu Tất Khang nhịn không được cất tiếng cười to. Cái này ngươi biết chênh lệch đi, tu vi càng cao, tu vi chênh lệch tại thực lực thể hiện phía trên liền sẽ càng rõ lộ ra. Liễu Lăng Nhi cũng là có chút xấu hổ đồng thời cũng bởi vì thiệu tức khang chế diễu mà cảm thấy tức giận ai còn chưa từng là cái người mới vào nghề a vốn là liễu lăng nhi không muốn đối á long tinh phía trên ân oán tham gia qua sâu chỉ tính toán uy hiếp một chút những người này hiện tại nàng đổi chú ý nàng tức giận thiên phong hoa mặc vào thất tinh liệt không đao bị nàng giữ trong tay siêu liễu lăng nhi hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái cường hãn trí tôn thần thể phối hợp chuẩn thánh khí thiên phong hoa uy năng để cho nàng trong nháy mắt thì bay lượn đến thiệu tất khang trước người cái gì Thiệu Tất Khang bị giật nảy mình. Tốc độ này làm sao có thể nhanh như vậy? Nàng tại ta thần đế lĩnh vực bên trong, lẽ ra tốc độ sẽ rất chậm mới đúng. Thiệu Tất Khang làm sao biết, Thiên Phong Hoa có thể bài trừ không gian phong tỏa loại thần thông, mà thần đế lĩnh vực cũng là cùng loại thần thông. Liễu Lăng Nhi không cách nào thi triển chính mình thần đế lĩnh vực, nhưng bằng mượn một đôi Thiên Phong Hoa, nàng đồng dạng có thể không nhìn Thiệu Tất Khang thần đế lĩnh vực, đến mức tự thân thực lực bị suy yếu, hoàn toàn có thể dùng Thất Tinh Liệt Không Đao uy năng để đền bù. Bạch, liễu lăng nhi một đao bổ về phía thiệu tất khang thiệu tức khang không khỏi một trận tim đập nhanh vội vàng vung lên một thanh loan đao tiến hành đón đỡ cái kia loan đao là cực phẩm thần khí đen sắc nhọn vang trói tai một cỗ cường đại khí kình sóng xung kích bao phủ bốn phương tám hướng đem chung quanh thiệu môn chủ bọn người toàn bộ đẩy bay thì liên vị kia tây lăng hoàng tộc cao giai thần vương đều không tự chủ được lui về sau mấy trượng xa để mọi người hoảng sợ là thiệu tức khang vung lên loan đao vậy mà bị chém đứt một kiện cực phẩm thần khí thế mà liền một cái chém thẳng đều gánh không được. Lúc này bọn họ mới ý thức tới, Liễu Lăng Nhi trong tay bảo đao là chuẩn thánh khí. Đối thiệu tất khang mà nói, còn tốt chính là, tổn thất một kiện cực phẩm thần khí, chính mình lại là tiếp nhận đối phương một lần công kích. Hắn thân hình thoát một cái, cùng Liễu Lăng Nhi kéo ra một khoảng cách. Ngươi không phải rất ưa thích cười à, làm sao không cười, tiếp tục cười à. Liễu Lăng Nhi một bên nói, một bên mang theo thất tinh liệt không đau, lần nữa thẳng hướng thiệu tất khang thiệu tức khang đương nhiên không cười được hắn cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm khí thế nữ nhân này trước mắt rất mạnh nàng di động tốc độ cực nhanh lực lượng cực mạnh trong tay bảo đao là kiện chuẩn thành khí chỉ là sơ nhập thần đế cảnh làm sao lại như thế cường hãn thiệu tức khang không nghĩ ra chính mình một cái chung giai thần đế lại sẽ ở một cái sơ giai thần đế trước mặt bị đánh đến không ngẩng đầu được lên cái này vẫn là đối phương thần đế lĩnh vực không cách nào thi triển tình huống dưới lúc này hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ hắn muốn chạy trốn thế nhưng là phát hiện tốc độ của mình không kịp đối phương đành phải kiên trì lại tế ra một thanh cực phẩm thần kiếm siêu siêu liễu lăng nhi vây quanh thiệu tức khang cực tốc di động bạch á nàng thi triển thiên tuyệt chảm đao pháp hoặc lấy đao mang đánh xa hoặc lấy đao nhận khoảng cách gần chém thẳng thiệu tức khang bị áp chế gắt gao chỉ có sức lực chống đỡ không có chút nào lực trở tay bách hoa môn thiệu môn chủ tây lăng hoàng tộc thái thượng hoàng Càn hư tông thù địch tông môn các cường giả đều nhìn trợn tròn mắt. Mời về thần đế lão tổ cũng không được sao. Lạc An, ngụy Thắng chờ càn hư tông cao thủ thì là từng cái vui mừng khôn xiết. Cái này được thánh pháp tẩy lễ nữ nhân, nhảy lên thẳng vào thần đế cảnh. Tuy là sơ dai mức độ, lại có thể tùy ý áp chế bách hoa môn thần đế lão tổ. Càn hư tông được cứu rồi. Lạc An vô cùng may mắn. May mà để hai mẹ con này đi nếm thử thu hoạch được thánh pháp tẩy lễ. Bằng không, mẹ con hai người chưa hẳn có thể đối phó thần đế cường giả thần đế cảnh chém rớt, thần đế phía dưới không có tư cách tham dự vào. Ai cũng không giúp được thiệu tất khang, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Bạch, thất tinh liệt không đao chém tại thiệu tất khang đầu vai, phút chốc liền đem thiệu tất khang trên người cực phẩm thần giáp chảm phá. Sau một khắc, thiệu tất khang cánh tay trái bị sinh sinh chém xuống, nhìn thấy mà giật mình. Thiệu tất khang tim đập nhanh lại tuyệt vọng, lực công kích của chính mình kỳ thật cũng không yếu, đáng tiếc tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, công kích của hắn rơi không đến trên người đối phương đánh không lại, chỉ có thể bị trà đạp, bị buộc bất đắc dĩ. Thiệu Tức Khang không muốn chết ở chỗ này, đành phải lựa chọn thả ra bản thân thần anh. Thần đế cảnh thần anh, so với thần vương cảnh thần anh không chỉ có cường đại hơn nhiều, mà lại chỗ mi tâm sẽ thêm ra một con đường vết. Mỗi cái thần đế đạo ngân đều là thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn ký kết mà thành, ẩn chứa chí ít một đầu pháp tắc chi lực. Thần đế cường giả đối cái nào một đầu tự nhiên pháp tắc cảm ngộ sâu hơn, này thần anh ký kết đạo ngân liền sẽ ẩn chứa cái kia một đầu phép tắc tự nhiên lực lượng. Thiệu Tức Khang cảm ngộ chính là thổ hệ pháp tắc, thần anh mi tâm đạo ngân trạng thái như tinh thạch sắc thái màu vàng đất. Thổ Hoàng đạo ngân giờ phút này nở rộ dị quang, bọc lấy cái kia thần anh tự giữa không trung cực tốc rơi xuống, cùng thổ địa tiếp xúc trong nháy mắt liền quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Liễu Lăng Nhi lấy thần niệm cẩn thận tìm kiếm, cũng vô pháp lại tìm được Thiệu Tất Khang thần anh, muốn triệt để diệt sát một cái thần đế đối sơ nhập thần đế cảnh liễu lăng nhi mà nói vẫn là lộ ra 10 phần không dễ ai liễu lăng nhi thất vọng thở dài một tiếng nếu như cảnh giới của mình đầy đủ vững chắc chính mình thần đế lĩnh vực không dễ dàng như vậy tán loạn đối phương thần anh tuyệt đối đào thoát không rơi bất quá còn tốt chính là có thể diệt đối phương thần thể cùng thần hồn thiệu tức khang thần anh chạy trốn thiệu môn chủ bọn người toàn bộ quay cuồng đặc biệt là tây lăng hoàng tộc mời về cái vị kia cao giai thần vương giờ phút này run lẩy bẩy sắc mặt trắng bệch trong lòng hắn vạn phần oán hận hận không thể một bàn tay đập chớt chính mình tây lăng hoàng tộc một đám hậu nhân đây không phải đem ngươi tổ tông hướng trong hố lửa đầy sao không phải nói đối phương cũng là cao giai thần vương sao vì cái gì xuất hiện là một cái thần đế cảnh các ngươi để cho ta cái này cao giai thần vương quay lại tìm người ta suối quẩy đây không phải chịu chớt sao bách hoa môn thiệu môn chủ tây lăng hoàng tộc thái thượng hoàng đông đảo càn hư tông thù địch tông môn cao thủ nhóm từng cái như bị xét đánh thân thể trở nên cứng giờ phút này là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Trung giai thần đế đều bị diệt thần thể cùng thần hồn, khó trách đối phương khẩu khí lớn như vậy, người ta có tư cách đó à. Lần này thật sự là chơi lớn rồi. Tới tới tới, còn người nào không phục khí, chúng ta đánh tiếp. Liễu Lăng Nhi khua tay thất tinh liệt không đau, ánh mắt đảo qua thiệu môn chủ bọn người. Bao quát vị kia cao giai thần vương ở bên trong, bị Liễu Lăng Nhi ánh mắt đảo qua đám người, từng cái ủ rũ, nơm nớp lo sợ. Đánh tiếp là không thể nào căn bản không ai có thể tiếp nữ nhân này một đao, trốn cũng là không thể nào làm được. Bọn họ cũng không có đến thần đế cảnh, bọn họ thân thể, thân hồn cùng thần anh đều khó có khả năng tại thần đế cường giả dõi sát phía dưới chạy thoát, đều lấy linh hồn thể đi. Liễu Lăng Nhi không cho cự tuyệt phân phó nói, từ nay về sau, các ngươi không được sẽ cùng Càn Hư Tông là địch, cũng không được mời cường giả tới đối phó Càn Hư Tông. Đảm nhiệm ai cũng biết, không thể liền phải chết. Liễu Lăng Nhi được Càn Hư Tông thánh pháp tẩy lễ, chỗ tốt này quá lớn cho nên muốn nhiều giúp càn hư tông một thanh ta thể thiệu môn chủ bọn người còn đang do dự lúc tây lăng hoàng tộc cao giai thần vương dẫn đầu tỏ thái độ quả nhiên tu vi càng cao càng sợ chớt cao giai thần vương đều thể thiệu môn chủ bọn người tự nhiên cũng chỉ có thể theo thể tại liễu lăng nhi thần niệm giám sát dưới bọn họ không dám gian lận lập xuống vô hiệu lời thể tốt các ngươi đều có thể lăn chờ những người này đều lập qua linh hồn lời thể liễu lăng nhi hướng lấy bọn hắn phất phất tay sau đó trở xuống đến cái sơn động kia cửa động thiệu môn chủ bọn người ào ào cũng không quay đầu lại chạy lần này trốn so với một lần trước càng chật vật càng lòng còn sợ hãi liễu cô nương các ngươi đối càn hư tông đại ân đại đức càn hư tông trên dưới sẽ vĩnh viễn ghi khắc lạc an mang theo ngụy thắng chờ càn hư tông cao thủ đi tới liễu lăng nhi bên người bọn họ cùng một chỗ quỳ xuống từng cái một mặt cảm kích không cần như thế nhi tử ta nói muốn che chở các ngươi hai mẹ con chúng ta đương nhiên không thể nuốt lời chỉ là làm tròn lời hứa mà thôi liễu lăng nhi xoay người một lần nữa bước nhập trong sơn động, đảo mắt lại hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lâm Hằng cuối cùng kết thúc chính mình thánh pháp tẩy lễ, theo cái kia mảnh bí cảnh trong không gian đi ra. Hằng Nhi, thế nào? Chờ tại lòng núi mật thất bên trong Liễu Lăng Nhi lo lắng hỏi. Ta cũng đến thần đế cảnh. Lâm Hằng mỉm cười trả lời, hắn dùng thời gian ngắn không ít, nhưng hiệu quả lại mạnh hơn xa mẫu thân Liễu Lăng Nhi. Hắn chẳng khác gì là duy nhất một lần tiếp nhận hai về thánh pháp tẩy lễ, cũng may mà là hai về thánh pháp tẩy lễ, bằng không tu luyện tạo hóa thiên công hắn không cách nào thẳng vào thần đế cảnh Hàng nhi hai ngày trước những cái kia càn hư tông thù địch tông môn lại tới còn mang tới một cái cao giai thần vương cùng một cái thần đế liễu lăng nhi một mặt đắc ý nói ta diệt cái kia thần đế thần thể cùng thần hồn thế nào lợi hại a à? lợi hại lâm hằng giơ ngón tay cái lên có điều may mắn ngươi tiến trước khi đi cho ta hai cái chuẩn thánh khí nếu không ta khả năng đánh không lại cái kia thần đế liễu lăng nhi cười tủm tỉm tán dương ngươi đứa nhỏ này thật không phải quá phận cẩn thận có cẩn thận chạy được vạn năm thuyền giác ngộ đâu tại viên tinh cầu này đã chờ đợi thời gian không ngắn nên rời đi lâm hằng nói ra bắt thánh cảnh cường giả lông cừu quả thực không nên quá thoải mái lâm hằng lại muốn đi tìm một viên từng xuất hiện thánh cảnh cường giả tinh cầu tốt chúng ta đi liễu lăng nhi gật gật đầu hai mẹ con không tiếp tục trì hoãn cũng không có hướng lạc an chờ càn hư tông cao thủ tạm biệt đi thẳng phi hoa sơn mạch đi hướng á long tinh truyền tống pháp trận Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi rời đi Á Long Tinh sau 5 ngày, Dạ Hồng Trần, Dạ Vong Ưu cùng Ngọc Thiên Tuấn mới tìm được Á Long Tinh. Ba vị đến từ tại Vô Cực Kiếm Tông Thần Đế Cường Giả, rất nhanh đến Càn Hư Tông, nhận lấy Càn Hư Tông trưởng môn Lạc An tiếp đãi. Ba người không có làm khó Càn Hư Tông, hỏi rõ tình huống về sau, liền thì cùng rời đi. Bọn họ đã rời đi, bất quá chí ít chúng ta truy tung phương hướng không sai, lần này cũng nghe được rất tin tức có giá trị. Dạ Vong Ưu 10 phần mong đợi nói, ta có loại trực giác không cần quá lâu chúng ta liền có thể tao ngộ bọn họ, tình huống cũng không thế nào lạc quan, Già dạ Hồng Trần nhíu mày nói ra, Liễu Lăng Nhi đều có thể đánh bại một cái trung giai thần đế, cái kia Lâm Hằng sẽ chỉ mạnh hơn nàng, cũng chưa chắc phải nhất định là Lâm Hằng càng mạnh, giả dạ Vong Ưu phân tích nói, các ngươi suy nghĩ một chút, thánh cảnh cường giả Á Long là tại hơn 10 năm trước vẫn lạc, mà Lâm Hằng bây giờ đúng lúc là 10 tuổi ra mặt, Lâm Hằng địa phương nào không đi, hết lần này tới lần khác mang theo Liễu Lăng Nhi tới nơi này, còn kiệt lực bảo trì Càn Hư Tông Điều này có ý vị gì? Ngươi nói là Lâm Hằng kiếp trước có thể là Á Long. Dạ Hồng Trần hỏi, không phải là không có cái này khả năng, mà lại khả năng cực cao. Ngọc Thiên Tuấn cũng mở miệng, nếu như cái này là chân tướng, cái kia Lâm Hằng thực lực hôm nay xác thực không nhất định so Liễu Lăng Nhi càng mạnh. Vì cái gì nói như vậy? Dạ Hồng Trần lại hỏi, chính mình được bản thân lưu lại thánh pháp tẩy lễ, hiệu quả sẽ không quá rõ rệt. Dạ Vong Ưu nói ra, huống hồ, Lâm Hằng có thể có nhanh như vậy tu luyện tốc độ, bằng vào cũng là thánh cảnh cường giả trọng sinh mang đến chỗ tốt, bây giờ không có khả năng tu luyện càng nhanh. Ngọc Thiên Tuấn nói bổ sung, cái kia Càn Hư Tông trưởng môn cũng đã nói, Lâm Hằng tiếp nhận thánh pháp tẩy lễ thời gian so Liễu Lăng Nhi ngắn rất nhiều. Cái này cũng có thể chứng minh Lâm Hằng lấy được tăng lên không bằng Liễu Lăng Nhi đại. Ừm, có đạo lý. Dạ Hồng Trần hiểu rõ gật đầu, lui một vạn bước nói, cho dù Lâm Hằng so Liễu Lăng Nhi mạnh hơn, cũng không thể nào là Thiên Tuấn sư huynh đối thủ. Dạ Vong ưu lòng tin tràn đầy nói: cái kia liễu lăng nhi sơ nhập thần đế cảnh có thể đánh bại một cái bình thường chung giai thần đế tối đa cũng liền có thể đánh với ta cái ngang tay thậm chí đánh không lại ta chúng ta kiếm tu vốn là so phổ thông đồng giai tu sĩ lợi hại lại thêm thiên tuấn sư huynh là cao giai thần đế cảnh tiên thiên kiếm thể chỉ cần chúng ta có thể gặp được đến mẹ con bọn hắn thắng lợi chỉ có thể thuộc về chúng ta không có tật xấu ngọc thiên tuấn đối thực lực của mình đồng dạng không chút nghi ngờ dạ hồng trần không nói gì nữa xác thực ba đánh hai phe mình đứng trên ưu thế, ba người vừa tới Á Long tinh truyền tống pháp trận phụ cận, bỗng nhiên cùng một chỗ nhíu mày, bọn họ cảm nhận được một cỗ thần niệm quét tới, cỗ này thần niệm rất mạnh, rõ ràng là thần đế cảnh cường giả thả ra, à, một cái lão giả tóc trắng xuất hiện ở dạ hồng trần ba người phía trước, là thánh võ môn cao giai thần đế lôi bích dương, Ngọc Thiên Tuấn nhận biết vị kia lão giả tóc trắng, không khỏi nheo cặp mắt lại, toàn bộ tinh thần đề phòng thánh võ môn cùng vô cực kiếm tông cùng là lang gia tinh vực bên trong đỉnh phong đại thế lực lẫn nhau đầu đá năm tháng dài đằng đẵng minh tranh ám đấu không nghỉ cừu oán rất sâu ngọc thiên tuấn cùng lôi bích dương cũng đều là mỗi người tông môn cao tầng đại lão cảnh giới cũng tương tự tự nhiên biết nhau ngọc thiên tuấn cái này bàn xà tinh hệ chính là chúng ta thánh võ môn địa bàn các ngươi vô cực kiếm tông cường giả chạy tới đây làm gì nhìn thấy ngọc thiên tuấn ba người lôi bích dương cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn đồng dạng sinh lòng cảnh giác các ngươi thánh võ môn địa bàn chúng ta liền không thể tiến đến đi dạo một vòng." Ngọc Thiên Tuấn hờ hững nói, "Đừng nói cho ta, các ngươi thánh võ môn cường giả chưa từng lặng lẽ đến qua chúng ta vô cực kiếm tông địa bàn. Nói thẳng đi, các ngươi tới ý muốn như thế nào?" Lôi Bích Dương lạnh giọng chất vấn, "Mắc mớ gì tới ngươi?" Ngọc Thiên Tuấn không chút nào yếu thế, "Dù sao chúng ta không phải đến đánh nhau, nếu như ngươi muốn đánh, chúng ta cũng vui vẻ phụng bồi. Là ngươi một cái đơn đấu ba người chúng ta, vẫn là chúng ta ba cái quần ẩu ngươi, tùy ngươi chọn." hắn đương nhiên sẽ không nói rõ ý đồ đến bắt sống hoặc chém rớt lâm hằng cùng liễu lăng nhi chỉ có thể từ ba người bọn họ để hoàn thành không thể để cho thánh võ môn kiếm một chén canh đến mức mượn nhờ thánh võ môn lực lượng tạm thời không cần phải vậy lão phu cũng không hứng thú cùng các ngươi đánh nhau nhưng lão phu muốn khuyên các ngươi một câu không muốn trêu chọc thị phi cẩn thận đụng vào chúng ta thánh võ môn thần tôn cường giả quẳng xuống câu nói này lôi bích dương trực tiếp lách mình bay đi hắn đương nhiên sẽ không lấy một địch ba trên thực tế hắn liền Ngọc Thiên Tuấn một người đều đánh không lại. Có thể tới hỏi một chút, hắn đã coi như là lá gan rất lớn, kẻ hèn nhát, nhìn lấy lôi bích dương biến mất phương hướng, Ngọc Thiên Tuấn khinh thường mắng một tiếng. Ba người cũng không có lại tiếp tục trì hoãn, rất nhanh lấy truyền tống pháp trận rời đi Á Long Tinh. Chỉ dùng trăm hơi thở thời gian, lôi bích dương liền từ truyền tống pháp trận phụ cận ngự không phi hành đến phi hoa sơn mạch phía đông, tiến vào càn hư tông sơn môn. Lạc trưởng môn, con ta lôi ân ở đâu? Hồi, về lôi tiền bối, lôi ân thần vương hắn hắn bị bị chém rớt lạc an trực tiếp quỳ xuống thân thể run lên cầm cập trước đó hắn đi hướng thánh võ môn mời xin giúp đỡ chính là lôi bích dương tiếp thấy hắn hắn nói ra càn hư tông có thánh pháp tẩy lễ bí mật thành công để lôi bích dương tâm động cái kia thánh pháp tẩy lễ đối với thần vương cảnh hữu hiệu thần đế cảnh căn bản vào không được cái kia mảnh bí cảnh không gian lôi bích dương tâm động là bởi vì chính mình nhi tử lôi ân có lẽ có thể tiếp nhận một lần thánh pháp tẩy lễ cho nên Lôi Bích Dương đem Lôi Ân Phái đi qua, dù sao thử một lần cũng không có tổn thất gì hoặc nguy hiểm, nhiều nhất cũng là không được công nhận. Gần nhất những ngày này, Lôi Bích Dương luôn luôn tâm thần bất an, trực giác có chuyện không tốt phát sinh, cho nên dùng mấy cái ngày thời gian, theo Thánh Võ môn tổng bộ chú truyền tống tới. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế tin giữ, lại gặp Lạc An không giống đang nói láo, Lôi Bích Dương toàn thân đột nhiên nộ khí cùng bạo, cao giai thần đế nổi giận, quanh thân không gian đều sôi trào bóp méo cả ngọn núi dường như đều tại run lẩy bẩy. Lôi tiền bối bớt giận, chuyện là như thế này. Ngay sau đó, quy phục tại đất Lạc An đem lôi ân tao ngộ một năm một người kỹ càng giảng thuật một phen. Nghe xong Lạc An giảng thuật, lôi bích dương nộ khí càng tăng lên. Nghe ngươi ý tứ, con ta cái chết hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão rồi. Không không không, lôi tiền bối, vãn bối không phải ý tứ kia. Lạc An kinh sợ, tâm hồn run rẩy Trong lòng của hắn âm thầm oán trách, chính mình chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi thật không biết cái kia hai mẹ con lai lịch cụ thể, Vãn Bối không biết, bọn họ chỉ nói là đến từ ngoại Tinh, cũng không biết bọn họ cụ thể đi hướng, không biết ba cái kia vô cực kiếm tông thần đế phải chăng cũng đã tới nơi này, là có ba cái tu vi rất cao cường giả mới vừa tới qua, bất quá Vãn Bối không biết bọn họ có phải hay không vô cực kiếm tông thần đế cường giả, bọn họ vì sao mà đến, có phải hay không cũng cùng cái kia hai mẹ con có quan hệ. Đúng vậy, bọn họ cũng đang hỏi thăm cái kia hai mẹ con hành tung vô cực kiếm tông cùng cái kia hai mẹ con có thủ vãn bối không rõ ràng con ta cái chớt các ngươi cản hư tông thoát không khỏi liên quan lôi bích dương tạm thời ức chế một thân nộ khí trầm giọng nói ra ta có thể giữ lấy các ngươi nhưng các ngươi nhất định muốn cho ta nhớ rõ ràng nếu như cái kia hai mẹ con cái gì thời điểm lại tới các ngươi mặc kệ dùng cái gì biện pháp nhất định muốn lưu lại bọn họ đồng thời phái người hướng thánh võ môn bẩm báo vãn bối tuân mệnh lạc an không dám không đáp ứng nếu như các ngươi dám can đảm bao che một khi để cho ta biết được các ngươi càn hư tông tất sẽ vĩnh viễn biến mất tại thần giới quẳng xuống câu nói này lôi bích dương rời đi càn hư tông hắn đi đến phi hoa sơn mạch vùng phía tây vào bách hoa môn lại hỏi thiệu môn chủ mấy vấn đề rời đi bách hoa môn lôi bích dương tâm loạn như mà bách hoa môn thần đế lão tổ chính là trung giai thần đế thế mà đánh không lại một cái sơ nhập thần đế cảnh nữ nhân cái này khiến lôi bích dương không khỏi nghĩ thầm chính mình có thể đánh được người ta sao? Đánh thắng được là báo thù, đánh không lại liền thành chịu chết. Mà lại, Ngọc Thiên Tuấn chờ ba vị vô cực kiếm tông thần đế cường giả cũng đang tìm kiếm cái kia hai mẹ con. Giữa bọn hắn là tình huống như thế nào? Nếu như bọn họ không phải có khúc mắc, thậm chí cái kia hai mẹ con dứt khoát cũng là vô cực kiếm tông người, lại nên làm thế nào cho phải? Có thể là chính mình nhi tử bị chém rớt, chính mình chẳng lẽ muốn làm làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đây đương nhiên là không thể nào vẫn là trở về mời môn chủ định đoạt đi lôi bích dương cảm giác đến tự mình một người rất khó tìm được cái kia hai mẹ con tìm được cũng có khả năng đánh không lại cho nên quyết định đi đầu trở về thành võ môn rời đi á long tinh một tháng sau đã trải qua rất nhiều lần truyền tống lâm hằng cùng liễu lăng nhi lần nữa ngừng lại lúc này hai mẹ con đi tới loạn thạch tinh hệ đao phong tinh loạn thạch tinh hệ như cũ tại lang gia tinh vực bên trong vẫn là thuộc về thánh võ môn địa bàn đầu này tinh hệ quy mô không lớn cùng u diễm tinh hệ không sai biệt lắm toàn bộ tinh hệ bên trong có khó có thể dùng tính toán tiểu hành tinh tiểu thiên thể còn có từng viên to lớn vô cùng tảng đá đao phong tinh là loạn thạch tinh hệ bên trong số lượng không nhiều cầm giữ có sinh mệnh lại thích hợp tu luyện tinh cầu viên tinh cầu này không chung tàn phá bừa bãi lấy như lưỡi đao giống như cương phong chính là những cái kia cương phong có thể xé nát tới gần đao phong tinh thiên thạch hoặc tiểu thiên thể mới làm đến tinh cầu bên trên sinh mệnh có thể sinh tồn tinh cầu bên trên tu luyện hoàn cảnh sẽ không bị phá hư Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi chỗ lấy dừng lại tại Đao Phong Tinh phía trên. Tự nhiên là bởi vì Lâm Hằng nghe nói từng có một vị thánh cảnh cường giả vẫn lạc tại trên viên tinh cầu này, truyền thuyết từng có thánh cảnh đại chiến tại đầu này tinh hệ bạo phát, chính là thánh cảnh đại chiến tác động đến toàn bộ tinh hệ, hủy đầu này tinh hệ rất nhiều tinh cầu, mới đưa đến tinh hệ bên trong có vô số cự thạch cùng tiểu thiên thể nổi lơ lửng. Lúc đầu, đầu này tinh hệ cũng không gọi loạn thạch tinh hệ, mà đao phong tinh không trung tàn phá bừa bãi lấy những cái kia như đao cương phong, thì là vẫn là cái vị kia thánh cảnh cường giả một loại thánh pháp thần thông. Cái kia thánh pháp thần thông chế tạo ra cương phong, trước kia phi thường cường hãn, tại năm tháng dài đằng đẵng làm hao mòn dưới, mới dần dần yếu bớt, nhưng đến bây giờ vẫn có thể đối thần vương cảnh trở xuống tu sĩ cấu thành cực đại uy hiếp. Chúc mừng ký chủ tại Đao Phong Tinh truyền tống pháp trận đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng tinh thần thần thể. Xin hỏi ký chủ phải trang lập tức kích hoạt tinh thần thần thể. Lâm Hằng trước nhìn một chút hệ thống đối tinh thần thần thể giới thiệu, sau đó lựa chọn kích hoạt tinh thần thần thể cấp bậc cùng trí tôn thần thể một dạng nắm giữ loại thể chất này tu sĩ có thể tự động hấp thu ngôi sao đầy trời lực lượng cũng có thể tại chiến đấu lúc cùng một mảnh tinh không tự nhiên cộng mình rất dễ dàng đoán được nơi này từng xuất hiện nắm giữ tinh thần thần thể tu sĩ thậm chí cái kia cái tinh thần thần thể thì là năm đó thánh cảnh đại chiến một phương thánh cảnh tinh thần thần thể đủ để điều động toàn bộ loạn thạch tinh hệ tự nhiên chi lực như thế mới tạo thành đầu này tinh hệ khắp nơi loạn thạch hoành không cảnh tượng giống tinh thần thần thể trí tôn thần thể loại thể chất này tại hệ thống nhận định bên trong giá trị sau so một kiện thánh khí hoặc một bộ thánh cấp công pháp cũng cao hơn tinh thần thần thể dung nhập tự thân lâm hằng có thể rõ ràng cảm nhận được thể chất của mình đạt được trên diện rộng tăng cường lần này tăng cường biên độ hơn xa tại thu hoạch được u diễm thần thể u diễm thần thể chỉ là tại u diễm tinh hệ so sánh hữu dụng đến những tinh hệ khác lại không được lại tại truyền tống pháp trận phụ cận nghe ngóng một phen sau đó lâm hằng mang theo mẫu thân liễu lăng nhi dùng hai canh giờ đi tới thánh cốt sơn liên quan tới thánh cốt sơn có một đoạn cố sự vị kia tại đại chiến bên trong vẫn lạc thánh cảnh cường giả cũng không phải là đao phong tinh bản thổ tu sĩ hắn nhà cũng không tại loạn thạch tinh hệ bên trong hắn tại còn chưa thành thánh thời điểm tới qua đao phong tinh du lịch gặp gỡ ở nơi này một tên lệnh hắn mười phần động tâm nữ tử nữ tử kia đối với hắn cũng là có chút thưởng thức hai người lẫn nhau tình đầu ý hợp nữ tử làm lúc mặc dù ra thế hiển hách nhưng nữ tử người nhà cũng không phản đối hai người vui kết lương duyên bất quá đại sự như thế Hắn cần muốn về nhà bẩm báo một chút, dù sao hắn cũng là xuất thân danh môn, hôn nhân đại sự không thể qua loa. Sau đó, hắn để nữ tử kia chờ hắn một đoạn sẽ không thời gian quá dài. Đáng tiếc trời không đoại lòng người, hắn chỗ gia tộc bi thảm diệt môn chi họa, hắn bởi vì du lịch bên ngoài mà tránh thoát một kiếp, kẻ thù quá cường đại, hắn chỉ có thể trốn đi nỗ lực tu luyện. Hắn co dám lại đến đến Đao Phong Tinh, hắn không muốn dính líu nữ nhân mình yêu thích, chờ hắn tu luyện đến thánh cảnh, diệt kẻ thù về sau đi vào đao phong tinh lại phát hiện nữ nhân mình yêu thích sớm đã tại cô độc trong khi chờ đợi hao hết thọ nguyên mà chết nữ tử kia thì mai táng tại thánh cốt sơn lúc ấy thánh cốt sơn còn không gọi cái tên này chỉ là tòa tương đối bình thường đại sơn hắn tự nhiên vạn phần bi thương vô cùng ái náy cho dù là thánh cảnh cường giả cũng vô pháp để một cái chết đi nhiều năm người phục sinh hắn vốn cho rằng nữ tử kia tu luyện thiên phú không thấp chỉ cần thuận lợi tu luyện sẽ có đầy đủ thọ mệnh đợi đến hắn tới làm tròn lời hứa Đáng tiếc hắn không để ý đến một điểm, hắn chậm chạp không đến, đối nữ tử kia tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Để nữ tử kia chịu đủ dày vò, nay các loại tình huống dưới, đương nhiên không có thể thuận lợi tu luyện. Hắn quyết ý vì nữ tử kia thủ mộ, dùng cái này đền bù chính mình thua thiệt. Hắn không ngờ tới chính là, hắn diệt kẻ thù lại có một cái thánh cảnh chỗ dựa, đối phương tìm tới, sau đó liền có cái kia một trận thánh cảnh đại chiến. Vì để tránh cho thánh cảnh đại chiến tác động đến viên tinh cầu này, hắn lấy thánh pháp thần thông chế tạo những cái kia cương phong nhưng hắn là ban đầu vào thánh cảnh liên kiện thánh khí đều không có đối phương lại là tại thánh cảnh tu luyện rất nhiều năm cường giả mà lại nắm giữ thánh khí thực lực của hắn kém đối phương không ít cuối cùng bị thua tại sắp bị chém rớt thời điểm hắn thỉnh cầu đối phương lưu hắn một đoạn thánh cốt làm bạn sớm đã an nghỉ người thương đối phương không chỉ có đồng ý hắn điều thỉnh cầu này còn tự thân ra tay giúp hắn hoàn thành tâm nguyện đồng thời thi pháp giấu kín hắn cái kia chặn thánh cốt tránh cho cái kia chặn thánh cốt bị cướp. Nếu như cố sự này là thật, như vậy thì có hai vị thánh cảnh cường giả từng buông xuống qua viên tinh cầu này, từng tại thánh cốt sơn ở lại qua. Cho nên Lâm Hằng mang theo mẫu thân Liễu Lăng Nhi đến rồi. Chúc mừng ký chủ tại thánh cốt sơn đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thánh cấp công pháp tinh thần cửu biến. Lâm Hằng cũng không cần thánh cấp công pháp tới tu luyện, cho nên đạt được cái này khen thưởng, hắn cũng không kích động. Hắn kích hoạt lên công pháp truyền thừa, Tinh thần Cửu Biến công pháp nội dung cấp tốc sâu thực tại thần hồn của hắn chỗ sâu. Bộ công pháp kia xác thực thẳng tinh diệu, có phải là vì tinh thần thần thể chế tạo riêng, cùng rất nhiều công pháp cao cấp một dạng. Tinh thần Cửu Biến không chỉ có tu luyện công pháp, còn có một loại thần thông kỹ pháp tinh diệu tam trọng kích. Nói là tam trọng kích, kỳ thật chỉ là một chiêu. Cảnh giới càng cao, có thể điều động tinh diệu lực lượng càng mạnh, một chiêu này uy lực tự nhiên cũng là càng phát ra cường hãn. Trên lý luận nếu như có thể tụ hợp cả một đầu tiểu tinh hệ tinh diệu lực lượng cũng đủ để diệt sát phổ thông thánh cảnh, bất quá trên thực tế rất khó làm được, bởi vì phổ thông thánh cảnh khả năng có loại hình phòng ngự thánh khí hộ thể, cũng có thể trong tay nắm giữ thập phần cường đại thần thông thuật pháp. Tóm lại, tinh diệu tam trọng kích là có thể vượt cấp rớt địch đại chiêu, nhưng lại nhất định phải là tinh thần thần thể mới có thể thi triển đi ra. Không tệ, xem như lại được một đòn sát thủ. Lâm Hằng đối với mình lần đầu tại Thánh Cốt Sơn đánh dấu đạt được khen thưởng có chút hài lòng. Hằng Nhi, núi này cũng không có gì có thể nhìn đó a." À. Liễu Lăng Nhi quan sát rất lâu, càng xem càng cảm thấy trước mắt ngọn núi lớn này vô cùng thật thà không có gì lạ. Nhịn không được bĩu môi nói ra, "Núi này bên trong khẳng định không có có cái gọi là thánh cốt, nếu là có, cũng sớm bị đào đi. Đi, đi cái kia mảnh đại trạch viện nhìn xem." Lâm Hằng mang theo mẫu thân Liễu Lăng Nhi đi hướng cách đó không xa một tòa đại trạch viện. Đại trạch viện xây dựa lưng vào núi, ba mặt tường vây, ngang dọc đều không phía dưới 500 trượng trạch viện trên không thủy trung vân vụ lượn lờ làm cho người khó có thể thấy rõ trong trạch viện cảnh tượng đại trạch viện chính đại môn có hai tên thị vệ bọn họ cản lại lâm hằng cùng liễu lăng nhi hai vị ngừng bước niệm hinh xá xin miễn tham quan một tên thị vệ nói ra niệm hinh xá chính là mảnh này trạch viện danh sưng nghe nói năm đó vị kia thánh cảnh cường giả tại nữ nhân yêu mến trước mộ kiến tạo một tòa nhà tranh thường chú cũng thủ mộ hắn chiến tử về sau Nữ nhân kia tộc nhân tại cái kia tòa nhà nhà tranh chung quanh kiến tạo càng nhiều phòng ốc, mới tạo thành bây giờ niệm hình xá. Chúng ta theo ngoại tinh đường xa mà đến, muốn ở chỗ này ở một hồi, có yêu cầu gì đều có thể nói. Lâm Hằng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, đúng rồi, hai người chúng ta đều là thần đế cảnh tu vi. Thần đế, hai tên thị vệ đều sừng sốt một chút, chừng lớn hai mắt, hai vị hơi đợi một lát. Một tên thị vệ tại hoàn hồn về sau, quay người tiến vào đại trạch viện, rất nhanh, hắn liền dẫn một thiếu nữ bộ dáng cô gái trẻ tuổi về tới cửa sân tiến. Thanh thuần mỹ mạo cô gái trẻ tuổi, đầu tiên là đánh giá Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi một phen, nói theo, ta gọi Nguyệt Linh Lung, đao phong tình Nguyệt Thị Hoàng tộc công chúa, hai vị mời theo ta tiến vào đi, cảm tạ công chúa điện hạ. Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi theo Nguyệt Linh Lung tiến vào niệm hình xá, niệm hình xá bên trong, cấm trận trùng điệp, Lâm Hằng không muốn gây đến người ta không vui, không có phóng ra ngoài thần niệm. Tại truyền tống pháp trận phụ cận nghe ngóng tình huống thời điểm, hai mẹ con liền đã biết, Nguyệt thị hoàng tộc là truyền thừa xa xưa cường đại gia tộc, một mực là đao phong tinh phía trên đỉnh phong môn phiệt. Bây giờ Nguyệt thị hoàng tộc có thần đế cảnh cường giả tồn tại, mà lại cái kia thần đế cảnh cường giả vẫn là thánh võ môn cao tầng. Hai vị muốn ở bao lâu? Một bên ở phía trước dẫn đường, Nguyệt Linh Lung vừa nói, đoán chừng ở lại 6 7 ngày đi. Lâm Hàng đáp, hắn cũng không biết vì cái gì, có vẻ như tuổi dậy thì Nguyệt Linh Lung rõ ràng một bộ người sống chớ gần. Tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, hết lần này tới lần khác hắn lại cảm thấy cùng nàng mười phần thân cận. Dường như nàng trời sinh thì rất chọc người yêu thích, rất có lực tương tác. Đi ngang qua một cái cái đình nhỏ, Lâm Hằng nếm thử đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại nhiệm hình xá thính vũ đình đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng tiên thiên đạo thai. Xin hỏi ký chủ phải trang lập tức kích hoạt tiên thiên đạo thai. Lâm Hằng trước nhìn một chút hệ thống đối tiên thiên đạo thai giới thiệu. Tiên thiên đạo thai cũng là một loại đặc thù thể chất mà lại so trí tôn thần thể đều cao cấp hơn. Nắm giữ loại thể chất này tu sĩ trời sinh thân hòa tự nhiên vạn vật, đối các loại tự nhiên pháp tác đều vô cùng mẫn cảm, rất dễ dàng cảm ngộ. Đều nói trí tôn thần thể nếu như tu luyện thuận lợi, tiến vào thần tôn cảnh không khó, mà tiên thiên đạo thai thì lợi hại hơn, chỉ cần bình thường tu luyện, không có sớm chất mất, như vậy thì có thể không trở ngại chút nào không có chút nào bình cảnh tu luyện tới thánh cảnh. Xem hết hệ thống giới thiệu, Lâm Hằng tự nhiên không chút do dự kích hoạt lên hệ thống khen thưởng tiên thiên đạo thai, cảm thụ được tự thân biến hóa đồng thời, lâm hằng lặng yên liếc mắt nguyệt linh lung liếc một chút cái này hoàng tộc công chúa hẳn là tiên thiên đạo thai lâm hằng minh bạch tại sao mình lại cảm giác cùng nguyệt linh lung vô cùng thân cận tiên thiên đạo thai quá mức hiếm thấy chỉ có tu luyện đến thần đế cảnh cần cảm ngộ phép tắc tự nhiên thời điểm mới sẽ hết sức rõ ràng triển lộ ra thật không thể tin tu luyện ưu thế tại thần đế cảnh trước đó nắm giữ tiên thiên đạo thai tu sĩ tại trong mắt mọi người chỉ là não tử so sánh thông minh ngộ tính tương đối cao thiên tài tu luyện cũng liền thánh cảnh cường giả mới có thể rất dễ dàng nhìn ra thần đế cảnh phía dưới tiên thiên đạo thai là một cái hoàng tộc công chúa nguyệt linh lung xuất hiện ở đây lâm hằng đoán chừng nguyệt thị hoàng tộc còn không biết nàng là tiên thiên đạo thai bây giờ nguyệt linh lung hiển nhiên không tới thần đế cảnh các ngươi khẳng định là muốn chiêm ngưỡng một chút thánh giả trung vũ trước kia nơi ở các ngươi nhìn cái kia tòa nhà nhà tranh là được đi đến tới gần chân núi một đầu hành lang bên trong nguyệt linh lung chỉ hướng cách đó không xa một tòa nhà tranh ngữ khí thanh đạm nói cái kia nhà tranh tự nhiên là không cho phép có người đi vào ở, bất quá ta sẽ an bài cho các ngươi ở tại phụ cận trong phòng khách. Cảm ơn, Lâm Hằng lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Các ngươi là hai tỷ đệ sao? Nguyệt Linh lùng hỏi, không phải, hắn là nhi tử ta, ta là hắn mẫu thân. Liễu Lăng Nhi cười trả lời, hiện tại Lâm Hằng, hình thể nhào bột mì diện mạo đều giống như 17-18 tuổi thiếu niên. Liễu Lăng Nhi thì cùng trước khi phi thăng biến hóa không lớn, vẫn là 20 tuổi ra mặt sáng vẻ. Hai mẹ con đều là thần đế cảnh. Nguyệt Linh Lung cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không thấy đến quá bất khả tư nghị. Thần giới to lớn, không thiếu cái lạ, có không ít thiên tài kỳ tài cái sau vượt cái trước, có thể vượt qua phụ mẫu tu vi. Bất quá, hai mẹ con đều là thần đế cảnh, tất nhiên lai lịch không nhỏ, có phi phạm ra thế bối cảnh. Đúng, chúng ta đều là thần đế cảnh. Liễu Lăng Nhi gật gật đầu, nếu như không báo ra bản thân hai mẹ con tu vi, muốn vào cái này niệm hình xá chỉ sợ muốn phí không ít chắc trở, càng đừng nghĩ bị ưu đãi, bị Nguyệt Linh Lung tự mình tiếp kiến, thì nơi này, đi đến hành lang cuối cùng, Nguyệt Linh Lung đẩy ra một cái cửa phòng, nói tiếp, bộ này phòng trọ có hai gian tĩnh thất, phòng khách ban công chính đối Thánh giả Trung Vũ nhà tranh, ta muốn nhắc nhở một chút hai vị, chỉ có thể đứng xa nhìn, trừ phi thu hoạch được cho phép, nếu không không thể tới gần quá cái kia nhà tranh. Công chúa điện hạ yên tâm, hai mẹ con chúng ta rất thủ quy củ. Liễu Lăng Nhi nói ra, Linh Lung cô nương có thể hay không cho phép chúng ta đến thánh giả trung vũ nhà tranh phụ cận nhìn xem lâm hằng thì là hướng về phía cái kia nhà tranh tới không tới gần căn bản không có cách nào đánh dấu thành công cái này nguyệt linh lung lộ ra thần sắc khó khăn lần này đến đây quấy dày chúng ta chuẩn bị hai kiện quà tặng mong rằng vui vẻ nhận lâm hằng lấy ra một cái bầu rượu cùng một cái hộp ngọc đưa chúng nó giao cho nguyệt linh lung trong bầu rượu trang lấy chính là cực phẩm phong lộ nhưỡng lâm hằng cùng liễu lăng nhi đều đã tiến vào thần đế cảnh cực phẩm phong lộ những đối bọn hắn hai mẹ con đã không có rõ ràng tăng lên thần hồn lực lượng hiệu quả nhưng là đối nguyệt linh lung vẫn là trợ giúp rất lớn trong hộp ngọc trang lấy chính là một hạt có thể tăng lên thần lực thượng phẩm thần đan ở xa tới là khách lễ nhẹ tình ý trọng nguyệt linh lung thu hai kiện quà tặng tâm lý mười phần hoan hỉ mặt ngoài lại không có chút rung động nào thậm chí bày làm ra một bộ có chút ghét bỏ tư thái đã các ngươi thành tâm muốn chiêm ngưỡng thánh giả di tích ta cũng không tiện quá keo kiệt đi thôi ta mang các ngươi đi qua Lâm Hằng cười không nói, đi theo Nguyệt Linh Lung sau lưng. Đối với Lâm Hằng không phải muốn tới gần cái kia nhà tranh nhìn xem, Liễu Lăng Nhi đã sớm tập mãi thành thói quen. Chính mình Nhi từ từ nhỏ đã rất thích đến chỗ tản bộ, mà lại không ít địa phương sẽ còn mỗi ngày đều chí ít đi một chuyến. Cũng không biết tiểu tử này đồ chính là cái gì. Dọc theo một đầu đá xanh đường mòn đi đến khoảng cách nhà tranh chỉ còn ba trượng nơi bao xa, Nguyệt Linh Lung dừng bước. Tay nàng bóp ấn quyết đánh về phía dưới chân một khối bàn đá. Một lát sau, nhà tranh không gian chung quanh nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng đợi đến gợn sóng không gian đình chỉ nàng mới tiếp tục hướng phía trước đi hiển nhiên có vô hình trận pháp bao phủ toàn bộ nhà tranh nhà tranh bốn phía thưa thớt bình thường nhà tranh trái phía sau có một tòa nhìn lấy cũng rất phổ phổ thông thông phần mộ có lẽ là cái kia hai kiện quà tặng phát huy tác dụng nguyệt linh lung rất chủ động đẩy ra nhà tranh cổng tre mời lâm hằng cùng liễu lăng nhi vào nhà quan sát nhà tranh có ba gian phòng ở giữa chính là phòng khách bên trái nhìn lấy giống nhà bếp, bên phải rõ ràng là phòng ngủ. Phòng khách đối diện môn treo trên vách tường một bức nhân vật bức họa, vẽ là một tên sinh động như thật nữ tử. Nữ tử kia tự nhiên là thánh giả trung vũ người yêu, nàng năm đó cũng là nguyệt thị hoàng tộc một tên công chúa. Ngoại trừ bức họa kia, toàn bộ nhà tranh không có gì đáng giá nhìn nhiều hai mắt. Liễu Lăng Nhi thưởng thức bức họa kia giống thời điểm, bỗng nhiên nhíu mày. Nàng cảm giác thần hồn của mình đúng là dần dần rung động động, ý thức của mình phảng phất muốn bị kéo túm tiến họa bên trong. Lâm Hằng không có nhìn chằm chằm bức họa, sau khi đi vào lập tức nếm thử đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại nhiệm hình xá thánh giả nhà tranh đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thánh khí Thánh Long Giáp. Thông qua hệ thống giới thiệu, Lâm Hằng biết được, tuy nhiên cùng là thánh khí, nhưng Thánh Long Giáp phẩm cấp cao hơn tại Á Long Thánh Kiếm. Đều nói Trung Vũ không có thánh khí, nếu như thuyết pháp này là thật, như vậy nắm giữ Thánh Long Giáp cường giả chính là chém rớt Trung Vũ cái kia thánh cảnh cường giả. So với Thánh Long Giáp lâm hằng trước đó đưa ra hai kiện quà tặng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới có thể nói là kiếm lợi lớn à, làm lâm hằng liếc mắt mẫu thân liễu lăng nhi liếc một chút phát hiện sắc mặt của nàng không thích hợp không khỏi nhíu mày lại đừng nhúc nhích nàng nguyệt linh lung nhắc nhở ý thức của nàng tiến nhập thánh giả trung vũ ý cảnh trong họa nếu như nàng có thể an ổn vượt qua xem như được một cọc cơ duyên không nhỏ chính là bởi vì trong túp lều có như thế một bức họa nguyệt thị hoàng tộc mới có thể không cho phép ngoại nhân tùy tiện tới gần hoặc tiến vào nhà tranh nếu như ta mẹ không thể an ổn vượt qua đâu lâm hằng không yên tâm hỏi nàng có thể bị nguy hiểm hay không không có quá lớn nguy hiểm nguyệt linh lung lắc đầu nói tranh này là thánh giả trung vũ tự tay vẽ kỳ thác hắn đối tổ tiên nguyệt hinh nhi tưởng niệm thâm tình hắn thường xuyên lễ tế phía dưới mới làm đến họa bên trong dần dần tạo thành thánh pháp ý cảnh mỗi người ý thức rơi vào ý cảnh trong họa về sau tao ngộ cảnh tượng cũng không giống nhau tâm linh thuần túy tâm cảnh bình thản tính cách hướng thiện người sẽ thấy nhu tình mật ý nồng đậm tưởng niệm cùng không muốn, sẽ cảm giác dường như chính mình đã trải qua một trận mỹ hảo ái tình. Loại kinh nghiệm này sẽ khiến trái tim con người cảnh nâng cao một bước, linh hồn cảnh giới có tăng lên. Nhưng nếu như là tâm tư phức tạp, tính cách táo bạo lại làm ác người, nhìn đến liền sẽ là tức giận bất bình. Hận ý ngập trời, sẽ cảm giác bị bất công vận mệnh cướp đi người yêu dấu nhất, thích nhất bảo bối. Cho dù là loại tình huống này, cũng có thể sẽ có hai loại hoàn toàn kết quả khác nhau. Một loại là hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được chính mình lấy mê tướng, không chỉ có sẽ không lâm vào nguy hiểm, linh hồn cảnh giới sẽ tăng lên, tâm cảnh cũng sẽ biến bình thản. Một loại khác là xa vào tại cừu hận cùng phẫn nộ bên trong khó có thể tự kiềm chế, nguyên bản thì táo bạo tính tình sẽ trực tiếp biến đến kiệt ngao hung tàn, mười phần thích rớt chóc. Mẫu thân của ngươi nhìn lấy là cái hiền lành người, hiện ở trên mặt cùng trong mắt đều là mang theo ý cười, hiển nhiên là sẽ nhận được chỗ tốt loại tình huống đó. Nghe Nguyệt Linh Lung như thế một phen giải thích, Lâm Hằng trong lòng an tâm một chút hắn không có đi nhìn chằm chằm bức họa kia nhìn kỹ tránh cho ý thức của mình cũng đã rơi vào cái gọi là thánh pháp ý cảnh bên trong bình thường phải bao lâu thời gian mới có thể để cho ý thức trở về tự thân lâm hằng hỏi không nhất định nguyệt linh lung đáp ít thì hai ba ngày nhiều thì dăm ba tháng ta nghe nói qua ý thức tại ý cảnh trong họa dừng lại thời gian dài nhất đạt đến thời gian một năm nói như vậy linh hồn cảnh giới càng cao tu sĩ bởi vì càng có thể rõ ràng cảm nhận được thánh pháp ý cảnh cho nên ý thức sẽ tại ý cảnh trong họa dừng lại thời gian càng dài nguyệt linh lung hỏi ngược lại mẫu thân của ngươi cụ thể là cái gì linh hồn cảnh giới thần đế cảnh sơ dai mức độ lâm hằng thành thật trả lời cái kia hẳn là muốn dừng lại chừng một tháng nguyệt linh lung nói tiếp vị kia từng tại ý cảnh trong họa dừng lại thời gian một năm cường giả là thánh võ môn một vị thần tôn một tháng lâm hằng khẽ nhíu mày nếu như sớm đem nàng tỉnh lại sẽ có cái gì không tốt hậu quả sao làm sao tỉnh lại Nguyệt Linh lung lường Lâm Hằng liếc một chút, cười hỏi, chẳng lẽ công tử có biện pháp đối kháng thánh giả thánh pháp ý cảnh? Ây, Lâm Hằng ngẩn người, đối kháng thánh pháp ý cảnh, chí ít hắn bây giờ là làm không được. Trừ phi có thể đối kháng thánh pháp ý cảnh, cưỡng ép đem ý thức của nàng lôi kéo đi ra, không lại chỉ có thể đợi nàng hoàn thành cái này một lần kinh lịch. Nguyệt Linh lung lại nói, các ngươi đã đến thần đế cảnh, phổ thông thể chất cũng có mấy trăm ngàn năm thọ mệnh, chỉ là một tháng tính là gì? Tại thần giới, chân thần có thể sống mấy trăm năm, thiên thần mấy ngàn năm, thần vương vài vạn năm, thần đế mấy trăm ngàn năm. Tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới, thọ mệnh thì sẽ tăng trưởng gấp 10 lần. Đây là mọi người nỗ lực tu luyện nguyên nhân trọng yếu nhất. Một tháng đối với mấy trăm ngàn năm, xác thực như biển cả một trong túc. Không là chúng ta không nổi, mà là trước kia nói tốt chỉ đợi mấy ngày. Hiện tại muốn đem ngừng lưu tại nơi này thời gian dài hơn, thực sự rất không có ý tứ. Lâm Hằng trả lời, ha ha, công tử không cần vòng quanh vòng. Nguyệt Linh Lung trong tươi cười mang theo vài phần trêu tức, hai mẹ con nhà ngươi không chối từ khổ cực đi vào niệm hình xá, không tiếc nỗ lực quý giá quà tặng, phải tiến cái này trong túp lều đến, không phải là vì cái này sao? Cái này Lâm Hằng nghĩ thầm, chúng ta thật không phải vì cái này mà đến a? À? Trước khi đến, chúng ta căn bản không biết có như thế một bức họa, bất quá Lâm Hằng cũng minh bạch, mình nói lời nói thật, Nguyệt Linh Lung cũng sẽ không tin tưởng, chỉ sẽ cho là mình là ngụy biện, công tử có thể trở lại trong phòng khách chờ lấy lệnh đường ở chỗ này tuyệt sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Nguyệt Linh Lung rất tùy ý hào phóng nói, đương nhiên, công tử nếu như thực sự không yên lòng, cũng có thể đợi tại cái này trong túp lều nhìn chằm chằm vào. Trung quanh trận pháp đã bị ta ngừng, có thể tự do ra vào, lấy công tử thần đế cảnh tu vi, nếu có người gan dám xông vào, tin tưởng công tử cũng có thể kịp thời ngăn cản. Ừm, ta phải lưu lại nhìn chằm chằm. Lâm Hằng không chút nghĩ ngợi làm ra quyết định, không cần tìm Nguyệt Linh Lung giúp đỡ, mỗi ngày đều có thể ở chỗ này đánh dấu, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Công chúa điện hạ rộng như vậy cho rộng lượng, chúng ta cũng không thể keo kiệt. Lâm Hằng lại lấy ra một kiện chính mình hai mẹ con căn bản không dùng được thần phẩm, đem giao cho Nguyệt Linh Lung, chỉ là lễ mọn, bày tỏ kinh ý. Được, ta thì không khách khí. Nguyệt Linh Lung theo Lâm Hằng trong tay lại nhận lấy một cái hộp ngọc, ngay trước Lâm Hằng mặt đem hộp ngọc mở ra. Trong hộp ngọc trang lấy chính là một viên thần quả, xanh mênh mang, nhìn rất đẹp, hơi có chút kiến thức người đều có thể nhìn ra tuổi của nó phần không thấp nguyệt linh lung rất ưa thích lại cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ nhìn thoáng qua nàng thì hững hờ khép lại hộp ngọc công chúa điện hạ nếu như có rảnh rỗi mang ta đến nơi khác đi loanh quanh được chứ lâm hằng hôm nay ở chỗ này đã đánh dấu một lần vì lợi ích tối đại hóa hắn muốn đi niệm hình xá địa phương khác đi một vòng được a nguyệt linh lung sảng khoái đáp ứng người ta là rất hào phóng nàng đương nhiên không thể keo kiệt mà lại tại thần đế cảnh cường giả trước mặt nàng cũng không thể bày hoàng tộc công chúa phủ. Lâm Hằng lấy thần niệm nhìn chằm chằm mẫu thân Liễu Lăng Nhi, theo Nguyệt Linh Lung đi ra nhà tranh. Bình thường tới nói, tới chỗ này khách tới thăm cường giả nếu như không tự báo tục danh, chúng ta không biết đánh nghe. Bất quá, tại hạ Lâm Hằng, mẹ ta tên là Liễu Lăng Nhi. Không đợi Nguyệt Linh Lung nói hết lời, Lâm Hằng thì chặn lời nói nói, tin tưởng giữ cửa thị vệ đã nói qua với ngươi, chúng ta là từ ngoại tinh mà đến. Các ngươi đương nhiên là theo ngoại tinh tới, thậm chí là theo ngoại tinh hệ tới. Nguyệt Linh Lung bĩu môi nói ra, không chỉ có đao phong tinh toàn bộ loạn thạch tinh hệ bên trong bản thổ thần đế cường giả chỉ có một vị chính là chúng ta nguyệt thị hoàng tộc lão tổ ừm nghe nói qua các ngươi thần đế lão tổ nghe nói hắn là thánh võ môn cao tầng một trong lâm hằng trước gật gật đầu theo hỏi công chúa điện hạ phải chăng cũng coi là thánh võ môn người hắn đương nhiên không thể một mực trầm mặc cùng nguyệt linh lung làm đi dạo một đường lên muốn tâm sự chúng ta thần đế lão tổ là thánh võ môn cao tầng chúng ta toàn bộ nguyệt thị hoàng tộc đương nhiên đều xem như thánh võ môn người bao qua ta. Nguyệt Linh Lung trả lời trước sau hỏi lại, thế nào, có vấn đề gì không? Không có vấn đề. Lâm Hằng khoát tay áo, lại hỏi, công chúa Điện Hạ có thể từng bái nhập một vị nào đó cường giả môn hạ? Không có. Nguyệt Linh Lung lắc đầu trả lời, Nguyệt Thị Hoàng tộc truyền thừa xa xưa, chúng ta có chính mình ra truyền tu luyện công pháp. Hoàng tộc con cháu cũng có một bộ đi qua vô số lần hoàn thiện bồi dưỡng hệ thống, có hoàng tộc cường giả tùy thời chỉ điểm, không cần bái tại cái nào cường giả môn hạ. Hơi hơi dừng một chút, nàng lại bổ sung, bái tại thần tôn trở xuống cường giả môn hạ đối trợ giúp của chúng ta không lớn muốn được thần tôn hoặc thần tôn phía trên cường giả chọn chúng lại là mười phần không dễ đây chính là cao cao không tới thấp không xong nguyệt thị hoàng tộc cơ hồ trưởng khống toàn bộ loạn thạch tinh hệ thậm chí có thể tại thánh võ môn thiên vị phía dưới hướng phụ cận tinh hệ đưa tay cũng không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện không thiếu chỉ là đủ cũng không coi là bao nhiêu giàu có dù sao loại này truyền thừa xa xưa hoàng tộc tộc quần quy mô bình thường đều rất lớn công chúa điện hạ nếu như không chê có thể bái tại môn hạ của ta à nguyệt linh lung không khỏi dừng bước lại nghiêng đầu nhìn về phía lâm hằng một bộ chính mình nghe lầm dáng vẻ ta tuy chỉ là thần đế cảnh lại có đầy đủ nhiều tài nguyên tu luyện bồi dưỡng ngươi điểm này xin đừng nên hoài nghi lâm hằng cảm thấy chính mình có dư thừa tài nguyên tu luyện nhiều lắm không cần cũng chỉ có thể lãng phí hết lại không thể tùy tiện đưa cho người không liên hệ cho tư chất tu luyện kém người đồng dạng là một loại lãng phí nhưng là cho nguyệt linh lung thì không đồng dạng nàng là tiên thiên đạo thai nếu như có thể dùng dư thừa tài nguyên tu luyện bồi dưỡng dạng này một cái chính mình người không thể nghi ngờ lựa chọn tốt nhất mà lại cái này kỳ thật tính toán là một loại nhặt nhạnh chỗ tốt nếu để cho mọi người phát hiện nguyệt linh lung là tiên thiên đạo thai đừng nói là thần tôn chỉ sợ thánh cảnh cường giả cũng sẽ chạy tới tranh nhau thu nàng làm đệ tử lâm công tử ngươi năm nay bao nhiêu tuổi nguyệt linh lung hiếu kỳ hỏi ây gần 11 tuổi lâm hằng chi tiết đáp cái gì nguyệt linh lung chừng lớn hai mắt còn không có 11 tuổi thì thần đế cảnh Trừ phi ngươi là thánh cảnh cường giả trọng sinh Nếu không ngươi chính là đang gạt ta Ngươi coi như ta là thánh cảnh cường giả trọng sinh đi Lâm Hằng nói ra Một cái thánh cảnh cường giả muốn thu ngươi làm đồ Cũng không tính bôi nhọ ngươi hoàng tộc công chúa thân phận A Ngươi thật không đến 11 tuổi Nguyệt Linh Lung y nguyên khó có thể tin Chắc chắn 100% Lợi hại ta Lâm Công Tử Nguyệt Linh Lung một mặt kinh thán Nàng có thể nhìn ra Lâm Hằng không có nói láo mà lại nàng nhìn thấy Lâm Hằng thứ nhất mắt thời điểm đã cảm thấy người này tuổi tác không lớn. Nhiều năm qua vô số sự thật sớm đã xác minh một điểm, cái kia chính là cảm giác của nàng vô cùng chuẩn. Thế nhưng là, đối với thần đế cường giả mà nói, mấy trăm tuổi thậm chí mấy ngàn tuổi đều được cho tuổi trẻ. Vẹn vẹn chỉ có 10 tuổi thần đế, Nguyệt Linh Lung không chỉ có chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Cho dù là thánh cảnh cường giả trọng sinh, cái này tu luyện tốc độ cũng quá nhanh chút. Nguyệt Linh Lung kinh ngạc sau khi, Lần nữa vô cùng tò mò hỏi, ta trực giác lệnh đường niên kỷ cũng không lớn, nàng bây giờ bao nhiêu tuổi? 30 tuổi ra mặt. Lâm Hằng đáp, không phải đâu, chẳng lẽ lệnh đường cũng là thánh cảnh cường giả trọng sinh. Nguyệt Linh Lung cảm giác cái này hai mẹ con quá bất hợp lý. Nàng dĩ nhiên không phải. Lâm Hằng lắc đầu, lại nhướng mày nói ra, nàng cũng là dựa vào sự giúp đỡ của ta mới có bây giờ tu vi, cho nên ngươi càng cần phải tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi sao? Không biết. Dù sao khẳng định không có trăm tuổi, nhiều nhất 50 tuổi, cũng không có 50 tuổi, nhưng ta chỉ so với lệnh đường nhỏ mấy tuổi mà thôi, ta 27 tuổi, Nguyệt Linh Lung nói ra, Lâm Hằng đã biết, thần giới một canh giờ cùng hạ giới thần tiêu đại lục một dạng, có thể thần giới thông dụng một ngày muốn so thần tiêu đại lục thời gian dài một số, nếu như tích cực tỉ mỉ coi là, Nguyệt Linh Lung tuổi tác kỳ thật cùng Liễu Lăng Nhi không sai biệt lắm, tại ở độ tuổi này có thể tu luyện tới chân thần cảnh trung giai. Nguyệt Linh Lung tuy nhiên còn kém rất rất xa Lâm Hằng hoặc Liễu Lăng Nhi, lại cũng coi là đáng giá kiêu ngạo, xứng đáng Nguyệt thị hoàng tộc vun trồng. Cũng chính bởi vì tu luyện tốc độ rất nhanh, nàng mới có thể nhìn qua giống như 16, 17 tuổi thiếu nữ, nụ hoa sơ khai, thanh thuần động lòng người. Trâm Ngôn nói, học không tuần tự, đạt giả vi sư. Ừm, ta ngã cũng nghe qua tương tự chuyện xưa. Nguyệt Linh Lung gật gật đầu, lại nói, bái sư cũng không phải đùa giỡn, tựa như hôn nhân đại sự một dạng, cần hỏi qua trưởng bối trong nhà mới được. Không sao, dù sao không nóng này, mà lại trong thời gian ngắn ta cũng đi không được. Lâm Hằng không quan trọng trả lời. Ngươi tại sao phải thu ta làm đồ đệ? Nguyệt Linh lung nghi hoặc hỏi. Cảm thấy cùng ngươi hữu duyên là hắn một. Thứ hai là bởi vì cảm thấy ngươi thiên phú rất cao, đáng giá bồi dưỡng. Lâm Hằng chững chạc đàng hoàng trả lời. Tốt a, à, hãy cho ta trước hướng trong nhà bẩm báo một chút. Nguyệt Linh Lung vẫn còn có lo nghĩ, nàng kỳ thật muốn trực tiếp cự tuyệt, dù sao đối thiếu niên này cường giả hoàn toàn không hiểu rõ, lần thứ nhất gặp mặt liền muốn bái sư, nàng khó tiếp thụ. Nếu thật là một cái thánh cảnh cường giả đưa ra yêu cầu như vậy, nàng căn bản không cần đến hỏi trong nhà trưởng bồi ý kiến. Bất quá, nàng lại trực giác khả năng này là một cọc rất lớn cơ duyên, có thể sẽ từ đó cải biến vận mệnh của mình, bởi vì mà không có trực tiếp cự tuyệt. Ngươi vì sao lại canh giữ ở cái này niệm hình xá? Lâm Hằng rời đi đề tài, phạm sai lầm, bị trong nhà trừng phạt thôi. Nguyệt Linh Lung có chút buồn bực đáp, phạm cái gì sai? Lâm Hằng hiếu kỳ hỏi thăm, không phải muốn nghe được người ta việc tư, chẳng qua là cảm thấy cần tiếp lấy trò chuyện đi xuống. Nguyệt Linh Lung một lần nữa mở ra tốc độ, vừa đi vừa nói, có một cái thánh võ môn thần đế cường giả cháu trai chạy đến cầu thân. Nói là muốn cưới ta, ta không chỉ có không có đáp ứng, còn đem hắn thối mắng một trận. Tại sao muốn mắng hắn? Tên kia quá ngông cuồng, vừa lên đến liền nói ta nếu như gả cho hắn, là vinh hạnh của ta. Hắn như vậy nói, cũng nên là hữu duyên từ A. Đúng, Nguyệt Linh lùng bĩu môi nói ra, tổ phụ của hắn là cao giai thần đế, tu vi so với chúng ta Nguyệt thị hoàng tộc thần đế lão tổ cao hơn một chút, mà lại, tổ phụ của hắn cùng thánh võ môn môn chủ quan hệ thêm gần, hai người là cùng một cái sư tôn, sư tôn của bọn hắn thì là thần tôn cảnh cường giả. Nói như vậy, cũng coi như có mấy phần khinh cuồng tư bản. Lâm Hằng nói tiếp, kỳ thật trưởng bối trong nhà cũng rất không thích hắn, nếu như không phải núi dựa của hắn cường đại, chỉ sợ không chỉ có là ta mắng hắn trưởng bối trong nhà sẽ trực tiếp xuất thủ rớt hắn. Nguyệt Linh Lung lại nói, trong nhà cũng biết sai không ở ta bên này, cho nên chỉ là phạt ta tới nơi này, không cho phép ra ngoài, xem như trừng phạt, cũng coi là để cho ta trốn tránh tên kia. Nơi này không phải phổ thông địa phương, thánh giả trung vũ di tích ở đây, thánh võ môn thần tôn tới đều sẽ phá lệ điệu thấp. Chờ ngươi bái tại môn hạ của ta, thì không cần lo lắng lại bị tên kia quấy rối. Lâm Hằng vừa cười vừa nói, tên kia sau lưng thế nhưng là có cao giai thần đế, thậm chí có thần tôn cường giả chỗ dựa, ngươi không có chút nào kiêng kỵ." Nguyệt Linh Lung kinh ngạc hỏi, không cùng thần tôn đánh qua, nhưng đối phó với một cái cao giai thần đế vẫn là không cần quá tốn sức. Lâm Hằng nghĩ thầm, mẫu thân đều có thể đánh cho trung giai thần đế chỉ còn thần anh, cao giai thần đế tại tiểu gia trước mặt có thể gánh vác một kiếm đều coi như hắn có chút khả năng. Tuy nhiên hắn không cùng thần tôn đánh qua, thậm chí chưa bao giờ thấy qua bất luận một vị nào thần tôn cường giả, nhưng nếu thật là tao ngộ thần tôn cường giả, hắn tuyệt đối có lực đánh một trận. Dù sao, hắn đã có hai kiện chân chính thành khí, không có á long thành kiếm, phòng ngự có thánh long giáp, thánh cảnh phía dưới, người nào tới cũng không sợ. Nghe Lâm Hằng tự tin như vậy thuyết pháp, Nguyệt Linh Lung đã có tính toán, nếu như Lâm Hằng thật đã không sợ cao giai thần đế, cho hắn làm đồ đệ thì thế nào. Lúc này, hai người dọc đường một tòa lầu nhỏ, Lâm Hằng mời Nguyệt Linh Lung mang chính mình đi vào, sau đó nếm thử đánh dấu. Tại niệm hình xá phổ thông địa phương đánh dấu, không chiếm được quá tốt khen thưởng. Đừng nói là thánh khí cấp bậc bảo vật, liên chuẩn thánh khí cấp bậc đều không có. Dù sao, những kiến trúc này là tại thánh giả trung vũ vẫn lạc sau mới kiến tạo, không có thánh cảnh cường giả ở trong đó xuất hiện hoặc dừng lại qua. Đại khái dạo qua một vòng về sau, Lâm Hằng về tới thánh giả nhà tranh. Nguyệt Linh Lung hướng niệm hình xá hoàng tộc cao thủ dặn dò một phen, sau đó trở về hoàng thành. Trong túp lều liễu lăng nhi, ý thức vẫn trong bức họa thánh pháp ý cảnh bên trong, nhìn nét mặt của nàng liền có thể đoán được nàng rất hưởng thụ rất ngây ngất lâm hằng thì là đi đến nhà tranh phòng ngủ khoanh chân ngồi vững vàng nguyệt thị hoàng thành hoàng cung chính tâm điện nguyệt thị hoàng đế nguyệt thiệu sương nhìn lấy mới vừa từ niệm hinh xá trở về nữ nhi nguyệt linh lung cau mày trầm ngâm có người muốn thu chính mình nữ nhi làm đồ đệ mà lại người kia là chỉ có 10 tuổi nhiều một chút thần đế cảnh cường giả người kia mẫu thân cũng là thần đế cảnh đây là phi thường đáng giá coi trọng một việc phải biết toàn bộ nguyệt thị hoàng tộc cũng chỉ có gia nhập thánh võ môn vị lão tổ kia là thần đế cảnh. Người kia nếu quả như thật không sợ cao giai thần đế, tám thành cũng là thánh cảnh trọng sinh. Trầm ngâm rất lâu, Nguyệt Thiệu Sương mới mở miệng nói, thánh cảnh trọng sinh, trở lại thánh cảnh không khó lắm, có thể được thánh cảnh yêu ái, tự nhiên là chuyện tốt một cọc, bất quá, chúng ta cũng không biết lai lịch thực sự của bọn họ, tùy tiện bái sư cũng không thỏa đáng, cần mời lão tổ trở về định đoạt. Ừm, Nguyệt Linh Lung gật gật đầu, ta sẽ đích thân đi mời lão tổ, ngươi tạm thời trở về niệm hình xá, ổn định cái kia hai mẹ con. Nói xong, Nguyệt Thiệu Sương đứng lên, đi ra chính tâm điện. Nguyệt Linh Lung cũng không có chỉ hoãn, cùng phụ hoàng cùng rời đi hoàng thành, sau đó chia ra hành sự. Tại sắp đến thanh cốt sơn thời điểm, bỗng nhiên có người cản lại Nguyệt Linh Lung cùng với đi theo hộ vệ. Nguyệt Linh Lung, thật là khéo a, à, chúng ta lại gặp mặt. Lôi Kim Đình mặt mày hớn hở hướng về phía Nguyệt Linh Lung hô, ở phía sau hắn còn theo một tên dâu dài lão giả, lão giả kia là hộ vệ của hắn, thần vương cảnh cường giả, không có chút nào khéo léo. Nguyệt Linh Lung sắc mặt lạnh lùng, ngươi là cố ý ở chỗ này ngồi xổm ta à, không hổ là ta thích nữ nhân, cũng là cực kỳ thông minh a. À. Tướng mạo thô kệch, thân hình mười phần khôi ngô lôi kim đình, y nguyên một mặt tươi cười quái dị, ngươi người này ra mặt thật dày. Nguyệt Linh Lung hừ lạnh nói ra, lần trước trong cung ta đã rõ ràng cự tuyệt ngươi, còn mắng ngươi vài câu. Ta muốn là ngươi, sớm liền về nhà phản đã giảm bớt đi, tuyệt sẽ không tiếp tục lưu tại đao phong tình ta bình thường rất muốn mặt, nhưng là vì ngươi, đừng nói là ra mặt dài điểm, cho dù là làm ra chút làm người khinh thường sự tình cũng sẽ không tiếc. Lôi kim đình mặt ngoài một mực trên mặt mang nụ cười, kỳ thực trong lòng phi thường oán hận, đề thân không thành còn bị chửi mắng, thật coi bản thiếu gia là dễ chiêu sao. Lôi thiếu gia, nơi này là đao phong tinh, không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Nguyệt Linh Lung cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất nhiều chú ý lời nói của chính mình cử chỉ, cẩn thận gặp rắc rối. Ha ha, Lôi Kim Đình cười to, ta từ nhỏ đã ưa thích gặp rắc rối, mà lại hôm nay dự định xông một cái đại họa, ngươi không phải trướng mắt bản thiếu gia à? Bản thiếu gia hôm nay hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi tiến hành vô cùng xâm nhập giao lưu, là thân thể cùng linh hồn đồng thời xâm nhập giao lưu. Bản công chúa không rảnh cùng ngươi giao lưu, nếu như ngươi dám can đảm lần nữa ngăn cản, đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình." Nguyệt Linh Lung lần nữa đưa ra cảnh cáo, sau đó chuẩn bị mang theo đi theo hộ vệ vòng qua lôi kim đình hai người, "Hôm nay ngươi đi không được." lôi kim đình lướt ngang một khoảng cách lần nữa ngăn cản nguyệt linh lung bọn người lôi giang cầm súng nàng tuân lệnh dâu dài lão giả lôi giang không chút do dự lao thẳng tới nguyệt linh lung mà đến nguyệt linh lung chỉ là trung giai chân thần thực lực kém xa thần vương cảnh lôi giang lúc này chỉ có thể từ đi theo hộ vệ xuất thủ ngăn cản một vị thần vương sơ giai hoàng tộc thị vệ ngăn tại nguyệt linh lung trước người thế mà lôi giang chính là thần vương cảnh lục phẩm thần vương trung giai đỉnh phong tu vi thực lực mạnh hơn vị kia hoàng tộc thị vệ rất nhiều vẻn vẹn một cái thần lực trưởng ảnh lôi giang liền đem vị kia hoàng tộc thị vệ đánh bay thật xa mặt khác bốn tên nguyệt thị hoàng tộc thiên thần thị vệ càng thêm không cách nào ngăn cản lôi giang lôi giang chỉ là ống tay áo vung lên bốn tên thiên thần thị vệ thì không tự chủ được nôn máu bắn tung tóe lôi giang coi như khắc chế không có tùy ý rớt hại lôi kim đình các ngươi quá làm càn nguyệt linh lung bực tức nói bất kể nói thế nào chúng ta đều tính toán cùng là thánh võ môn người ngươi như thế đối đãi cùng người trong môn tương lai ắt gặp môn quy nghiêm trị ha ha ngươi sợ bây giờ mới biết sợ muộn gặp nguyệt linh lung hoa dung thất sắc lôi kim đình vô cùng đắc ý cũng càng phát ra hưng phấn hắn co dám tại nguyệt thị hoàng thành làm loạn trong hoàng thành thần vương cường giả không ít hắn cũng không dám tại niệm hinh xá làm loạn bởi vì thánh võ môn thần tôn cường giả nói qua cái chỗ kia không thể mạo phạm nhưng là tại cái này trong đồng hoang hắn thì không hề cố kỵ hắn muốn đem gạo nấu thành cơm Đến lúc đó Nguyệt thị hoàng tộc chỉ có thể đem Nguyệt Linh Lung gả cho hắn, có tổ phụ che chở, hắn làm chuyện loại này sẽ không nhận thánh võ môn trừng phạt, Nguyệt thị hoàng tộc cũng không có khả năng bởi vì loại chuyện này cùng lôi ra trở mặt. Nguyệt Linh Lung, ta khuyên ngươi ngoan một điểm, dạng này có thể ít bị đau khổ một chút. Lôi Kim Đình nháy mắt ra hiệu nói, ngươi yên tâm, chờ chúng ta xâm nhập cho đổi qua về sau, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, y nguyên sẽ lấy ngươi. Ngươi vô sỉ, Nguyệt Linh Lung chửi ầm lên. Lôi Giang, mang nàng đi lôi kim đình trầm giọng phân phó tuân lệnh lôi giang tu vi cao hơn nhiều lôi kim đình nhưng hắn vốn chỉ là cô nhi từ lôi gia bồi dưỡng mới có bây giờ thành tựu đối lôi gia dòng chính trung thành tuyệt đối sư tôn cứu ta nguyệt linh lung đương nhiên không muốn rơi vào lôi kim đình trong tay dưới tình thế cấp bách hô lớn một tiếng nơi đây khoảng cách niệm hình xá không tính quá xa tiếng la của nàng có thể truyền đến niệm hình xá nhưng chưa hẳn có thể truyền vào thánh giả trung vũ nhà tranh trực giác của nàng chính mình sẽ bị cứu chỗ lấy hô một tiếng sư tôn là để bảo đảm lâm hằng nghe được tiếng la của chính mình sau sẽ ra tay sư tôn lôi kim đình giật mình tiểu nha đầu này cái gì thời điểm bái sư coi như nàng thật có một sư tôn tại phụ cận lại như thế nào sư tôn của nàng dám đắc tội chúng ta lôi ra làm lôi giang đi vào nguyệt linh lung trước người nguyệt linh lung bên phải không gian ba động một chút theo sát lấy một thiếu niên mười phần bất ngờ lại quỷ dị xuất hiện thiếu niên này dĩ nhiên chính là thuấn di mà đến lâm hằng vừa mới xuất hiện Lâm Hằng liền tay phải dò ra, bắt lại lôi giang cổ. Dám khi dễ đồ nhi của ta, các ngươi tốt lớn gan chó. Lâm Hằng sắc mặt lạnh lùng quát lớn lên tiếng. Lôi giang vạn phần tim đập nhanh. Hắn có thể nhìn ra, người tới mới vừa rồi là thuấn di mà đến. Thuấn di chính là không gian loại thần thông. Cho dù là thần tôn cảnh cường giả nếu như đối không gian pháp tắc nắm giữ không đủ, cũng thi triển không ra thuấn di thần thông. Mà lại, người tới tốc độ xuất thủ cực nhanh, nhanh đến hắn cái này cao giai thần vương cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị bắt lại cổ người tới thần lực đã cấp tốc xâm nhập hắn thân thể lệnh hắn khó có thể động đậy mảy may hiển nhiên người tới tu vi cao hơn hắn ra một mảng lớn ngươi là ai có thể biết chúng ta là thánh võ môn người của lôi gia phụ thân ta là cao giai thần vương lôi ân ta tổ phụ là cao giai thần đế lôi bích dương người lôi kim đình giận không nhịn nổi cao giai thần vương lôi ân lâm hằng chặn lời nói cười lạnh ngươi là lôi ân nhi tử đúng vậy Lôi Kim Đình ngạo nghễ đáp, ngươi chẳng lẽ không biết, cha của ngươi đã chết tại Á Long Tinh. Lâm Hằng cười hỏi, không hổ là hai cha con, tính nết rất giống, đều sẽ gặp sắc nảy lòng tham, đều rất không kiêng nể gì cả. Bất quá bọn hắn thật xui xẻo, bớt ở chỗ này chuyện phiếm. Lôi Kim Đình căn bản không tin, phụ thân ta chính là cao giai thần vương, ai có thể rớt được hắn, người nào lại dám rớt hắn. Ta rớt, Lâm Hằng lạnh nhạt nói ra, lúc này, Nguyệt Linh Lung trừng lớn hai con mắt, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Hằng. Gia hỏa này vậy mà chém rớt lôi kim đình phụ thân. Đúng, hắn là thần đế cảnh, xác thực có chém rớt một cái cao giai thần vương thực lực. Thế nhưng là lôi kim đình phụ thân dù sao cũng là thánh võ môn người A. Cái này Lâm Hằng thì không sợ thánh võ môn hưng sư vấn tội. Hắn chẳng lẽ có đối kháng toàn bộ thánh võ môn thực lực. Hắn nhất định là thánh cảnh trọng sinh, nếu không tuyệt sẽ không như vậy đắc tội thánh võ môn. Nguyệt Linh Lung cũng giật mình nhớ tới, trước đó cùng mình nói chuyện trời đất thời điểm, Lâm Hằng hỏi qua nàng có phải hay không gia nhập Thánh Võ Môn. Ngươi dám rớt chúng ta Thánh Võ Môn Thần Vương. Lôi Kim Đình híp hai mắt hỏi. Ngươi không tin, ta có thể lại biểu diễn một lần, để ngươi tận mắt nhìn thấy. Lâm Hằng nói, không chế đã tràn vào lôi giang thân thể những cái kia thần lực, trực tiếp rảo sát lôi giang toàn bộ cơ quan nội tạng, hô, thân thể sụp đổ, lôi giang thần anh bay ra. Lâm Hằng đã sớm chuẩn bị, chỉ là cong ngón búng ra, cái kia thần anh liền bị một đạo u ám thần lực lưu quang đánh trúng, phút chốc tán loạn liên tự bạo cơ hội đều không có. Theo sát lấy, Lâm Hằng lại vô cùng dễ dàng diệt lôi Giang Thần Hồn Châu, một cái lục phẩm thần vương, không có chút nào sức chống cự bị triệt để diệt sát. Từng cảnh tượng ấy, nhìn đến Nguyệt Linh Lung trợn mắt hốc mồm, tê cả da đầu. Cái này là bực nào cường đại, bực nào tiêu sái a. À. Ngươi xong, không cần biết ngươi là người nào, ngươi đều xong. Lôi Kim Đình đánh mất lý trí, phát ra nộ hống, dám rớt chúng ta thánh võ môn thần vương, mặc kệ ngươi trốn ở đâu đều phải chết trốn ta vì sao phải trốn lâm hằng một cánh tay vung lên một cỗ thần lực tuôn ra phút chốc đem lôi kim đình cũng bao vây lại lôi kim đình đã có thiên thần cảnh trung giai tu vi đáng tiếc tại lâm hằng dạng này thần đế trước mặt yếu đuối đến như cùng một đứa con nít thì ngươi loại này tiểu ma cà bông cũng dám đánh đồ nhi ta ý nghĩ xấu thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à. ngươi muốn làm gì ngươi không có thể rớt ta ta là cao giai thần đế cháu trai ta liền rớt ngươi đứa cháu này lại có thể thế nào Lâm Hằng cười lạnh một tiếng, lôi kim đình thần thể bắt đầu cấp tốc trôn vùi như là bị nhen lửa giấy nháp. Cứ như vậy, hai cái người lôi ra tuần tự chớt mất, liền cặn bã đều không còn lại. Ngoan đầu nhi, đi thôi, chúng ta về niệm hình xá. Lâm Hằng sắc mặt biến đến hiền lành, đầy mặt mỉm cười. Nguyệt Linh Lung đã kêu lên hắn sư tôn, hai người quan hệ thầy trò xem như xác lập. Sư tôn, Nguyệt Linh Lung giật mình lấy lại tinh thần, đi theo Lâm Hằng bước chân. Lôi Kim Đình không có thổi phồng tổ phụ của hắn đúng là cao giai thần đế nếu như ngươi bất lực đối kháng vẫn là tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió chờ thực lực của ngươi khôi phục lại thánh cảnh không cần cao giai thần đế mà thôi lật không nổi bao nhiêu sóng gió đến lâm hằng vẫn phong khinh vân đạp coi như cao giai thần đế không được thanh võ môn còn có thần tôn cảnh cường giả a à. nguyệt linh lung vẫn thập phần lo lắng nàng cũng biết mình đây coi như là bái sư nàng cũng không muốn chính mình vừa bái sư tôn đảo mắt liền bị thánh võ môn cường giả cho diệt sát thánh cảnh trọng sinh thanh thanh thật thật điệu thấp khôi phục kiếp trước tu vi không thơm sao thần tôn tới cũng là có thể đánh một trận lâm hằng lơ đãng nói lại nói ta muốn là trực tiếp chuồn đi ngươi làm sao bây giờ lôi ra cao giai thần đế sẽ không đem lửa giận rơi tại trên đầu ngươi ây nguyệt linh lung giật mình sau đó nói ta có thể theo ngươi cùng một chỗ chuồn mất a à. lâm hằng không khỏi dừng bước quay đầu nhìn một chút nguyệt linh lung yên tâm đi lâm hằng tiếp tục cất bước hướng về phía trước không có việc gì ngươi muốn đối vi sư thực lực có lòng tin tốt à nguyệt linh lung đã chắc chắn lâm hằng chính là thánh cảnh trọng sinh cho nên nàng hiện tại là thành tâm nhận lâm hằng vì sư tôn của mình không đề cập tới lâm hằng thực lực hoặc thánh cảnh trọng sinh thân phận chỉ là người ta vừa mới đã cứu nàng cũng đáng được nàng thật tốt báo đáp huống chi bái sư sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt trở lại nhiệm hinh xá nguyệt linh lung theo lâm hằng đi đến thánh giả trung vũ nhà tranh làm lâm hằng ngồi xuống nguyệt linh lung rất thẳng thắn quỳ gối trước mặt hắn sư tôn đồ nhi nguyệt linh lung dập đầu cho người lâm hằng nghĩ nghĩ không có ngăn cản nguyệt linh lung thì là liên tục dập đầu lại ba cái nguyệt linh lung bái lâm hằng vi sư đến từ hôm nay nghiêm túc nghe theo dạy bảo nỗ lực tu luyện tuyệt không cô phụ sư tôn tuyệt không phản bội sư tôn nếu làm trái lời thề này thiên chu địa diệt nguyệt linh lung tại dập đầu đồng thời lập xuống linh hồn lời thề tại thần giới tất cả bái sư đều cần lập xuống dạng này lời thề chỉ có như vậy sư tôn mới có thể hoàn toàn yên tâm kiệt lực vun trồng đồ nhi. Bái sư lễ thành, sư tôn, đến đón lấy cái kia cho đồ nhi quà tặng. Nguyệt Linh Lung cười tủm tỉm vươn một cái thiên thiên tay ngọc, trong mắt cùng trên mặt đều bao hàm kỳ đãi trí ý. Thu đồ đệ thời điểm cho đồ đệ lễ vật, đây là quy củ. Lâm Hằng tự nhiên không thể phá hư quy củ, cũng không phải cái kia hẹp hòi thế hệ. Ngay sau đó lấy ra một đống thần phẩm tài nguyên tu luyện. Nhìn đến nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, trong đó không thiếu cực phẩm thần bảo. Nguyệt Linh Lung sợ ngây người nàng cười đến không ngậm miệng được tiếp tục dập đầu cảm tạ sư tôn ban thưởng đồng thời trong lòng lần nữa xác định sư tôn cũng là thánh cảnh trọng sinh mà lại sư tôn tại trọng sinh thời điểm khẳng định là mang tới kiếp trước chữ vật pháp bảo hoặc là sống lại sau khi thu hồi chính mình chữ vật pháp bảo bằng không sư tôn ở đâu ra nhiều như vậy tài nguyên tu luyện ngươi đã bái sư sư tôn cũng liền không dối gạt ngươi lâm hằng để nguyệt linh lung đứng lên nghiêm mặt nói ra kỳ thật sư tôn sớm đã nhìn ra ngươi là tiên thiên đạo thai ngươi biết gì vì tiên thiên đạo thai sao đồ nhi là tiên thiên đạo thai theo nguyệt linh lung cái phản ứng này liền có thể đoán được nàng biết tiên thiên đạo thai là cái gì làm hoàng tộc công chúa nàng đương nhiên đọc qua rất nhiều điển tịch đọc qua chuyên môn giới thiệu các loại đặc thù thể chất điển tịch tiên thiên đạo thai mặc dù không phải thần giới đứng đầu nhất đặc thù thể chất cũng là gần với đứng đầu nhất một loại vạn ức sinh linh bên trong khó gặp không sai lâm hằng quang minh lỗi lạc nói ra đây mới là vi sư trước đó rất muốn thu ngươi làm đồ nguyên nhân trọng yếu nhất, là nguyên nhân gì không trọng yếu, trọng yếu là, đồ nhi thật sự là tiên thiên đạo thai, không có thích hợp tu luyện công pháp. Nguyệt Linh Lung cấp tốc tỉnh táo lại, Nguyệt thị hoàng tộc tu luyện công pháp cũng không kém, nhưng đối với tiên thiên đạo thai mà nói, vẫn là hơi có vẻ hạ cấp một chút. Ừm, vi sư minh bạch. Lâm Hằng sau đó lấy ra một khối ngọc giản, đem giao cho Nguyệt Linh Lung, trong này ghi chép công pháp, tên là Đại đạo nhập thánh quyết, bằng công pháp này tương lai ngươi có thể thuận lợi tấn vào thánh cảnh. Lâm Hằng có thánh cấp công pháp không ít, nhưng đại đạo nhập thánh quyết thích hợp nhất tiên thiên đạo thai, tạo hóa thiên công cũng được, bất quá bộ công pháp kia không đủ hoàn thiện, cũng không đủ thành thục, Lâm Hằng không muốn hại chính mình đồ nhi. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hằng tiếp tục tại thánh giả trung vũ nhà tranh cùng niệm hình xá các nơi đánh dấu, nhàn còn lại thời gian dùng đến giúp đỡ đồ nhi Nguyệt Linh Lung tu luyện. Lần thứ hai tại thánh giả nhà tranh đánh dấu, hệ thống khen thưởng chính là một bộ thánh cấp công pháp thông minh thánh kinh bộ công pháp kia tại thánh cấp công pháp bên trong xem như tương đối bình thường lần thứ ba tại thánh giả nhà tranh đánh dấu hệ thống khen thưởng chính là một kiện khác thánh khí vô ảnh châm cái này thánh khí phẩm cấp cũng kém xa thánh long giáp nó là công kích hình thánh khí phẩm cấp cùng á long thánh kiếm tương tự lần thứ tư tại thánh giả nhà tranh đánh dấu hệ thống khen thưởng chính là một khối tinh thần thánh cốt đến tận đây lâm hằng đã có thể xác định thánh giả trung vũ là nắm giữ tinh thần thần thể một phương cho nên có thể suy đoán thánh long giáp Vô ảnh châm cùng thông minh thánh kinh đều là chém rớt trung vũ cái vị kia thánh cảnh cường giả khó. Bốn lần đánh dấu sau đó, liền không có thánh phẩm cấp bậc phần thưởng, tiếp tục tại thánh giả nhà tranh đánh dấu, hệ thống bắt đầu cho chuẩn thánh khí cấp bậc khen thưởng. Khối kia tinh thần thánh cốt, Lâm Hằng tự nhiên cẩn thận nghiên cứu qua. Cái này một đoạn thánh cốt, có thể bị luyện hóa tiến một cái tu sĩ trong thân thể, cũng có thể luyện chế thành một món pháp bảo, dùng để luyện chế pháp bảo, pháp bảo uy lực cùng phẩm cấp đều rất khó đạt tới thánh khí mức độ trừ phi thêm vào khác thánh phẩm tài liệu, dùng nó luyện chế một kiện chuẩn thánh khí, ngược lại là có thể làm ra một kiện đỉnh cấp chuẩn thánh khí, như là đối Lâm Hằng mà nói, căn bản không cần phải vậy. Lâm Hằng đã nắm giữ tinh thần thần thể, nếu như đem cái này một đoạn tinh thần thánh cốt luyện hóa tiến thân thể của hắn tuy nhiên rất nhẹ nhàng, nhưng cũng tác dụng không lớn, cơ hồ tính toán là một loại lãng phí hành động. Đồ nhi Nguyệt Linh Lung Tiên Thiên Đạo Thai cũng đủ rất cao cấp, thánh cốt dùng ở trên người nàng đồng dạng đối nàng tăng lên có hạn nhưng cái này thánh cốt nếu để cho mẫu thân liễu lăng nhi luyện hóa hết tình huống thì không đồng dạng đầu tiên trí tôn thần thể cùng tinh thần thần thể cơ hồ xem như cùng một cấp bậc đặc thù thể chất nắm giữ trí tôn thần thể liễu lăng nhi có thể luyện hóa hết cái này một đoạn tinh thần thánh cốt tiếp theo một khi hoàn thành loại này luyện hóa liễu lăng nhi cũng sẽ gián tiếp nắm giữ tinh thần thần thể thể chất sẽ tăng cường rất nhiều cũng có thể thi triển tinh diệu tam trọng kích lớn như vậy chiều lâm hằng không có ý khai quật ra trung vũ lưu lại thánh cốt có thể hệ thống khen thưởng tinh thần thánh cốt cũng không phải là trung vũ trên người, dùng xong không có chút nào gánh nặng trong lòng. Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi đi vào đao phong tinh ngày thứ 10, Nguyệt Thị Hoàng đế Nguyệt Thiệu Sương mới đưa chính mình Hoàng tộc thần đế lão tổ mời về đao phong tinh. Vừa mới đến đao phong tinh truyền tống pháp trận, liền có Hoàng tộc cao thủ hướng Nguyệt Thiệu Sương bẩm báo lôi kim đình cùng lôi giang bị chém rớt sự tình. Vị này hoàng tộc cao thủ hộ tống Nguyệt Linh Lung đi hướng niệm hinh xá thiên thần thị vệ một trong, hắn chính mắt thấy Lâm Hằng chém rớt hai vị người lôi ra toàn bộ quá trình về trước hoàng cung nguyệt thị hoàng tộc thần đế lão tổ nguyệt tranh vanh sửa lại kế hoạch nguyên bản hắn dự định cùng nguyệt thiệu sương trực tiếp đi hướng niệm hình xá nhưng bây giờ hắn không thể không càng thêm thận trọng một số coi như lâm hàng chém rớt lôi kim đình cùng lôi giang là sự tình ra có nguyên nhân cũng coi là cứu được bọn họ nguyệt thị hoàng tộc công chúa nhưng dù sao cái kia hai cái người lôi ra thực sự thân phận đặc thù một cái thần vương cảnh lục phẩm cường giả một cái lôi ra dòng chính thiếu ra bất luận ra tại dạng gì nguyên nhân rớt chớt như thế hai cái người lôi ra, đều tất nhiên sẽ thu nhận lôi ra lửa giận. Càng quan trọng hơn là, Lâm Hằng còn thừa nhận nói, lôi ân cũng là bị hắn chém rớt tại Á Long Tinh phía trên. Người khác không biết, người tranh vanh là rõ ràng, lôi ân xác thực chớt tại Á Long Tinh cản hư tông bên trong. Mà lại, chém rớt lôi ân thì là một đôi mẹ con. Những tình huống này đủ để chứng minh, Lâm Hằng lời nói không hoa. Kể từ đó, Lâm Hằng cùng với mẫu thân cùng lôi ra xem như kết đại thù, căn bản là không có cách hòa hoãn càng không cách nào điều giải đại thủ. Lôi gia là thánh võ môn vô cùng trọng yếu một mạch, lôi gia muốn báo thủ, thánh võ môn chắc chắn sẽ chống đỡ. Trên thực tế, lôi bích dương đã đưa ra loại này thỉnh cầu, trước mắt lôi gia cùng thánh võ môn cũng đã bắt đầu tìm kiếm cái kia hai mẹ con tung tích. Thậm chí, thánh võ môn thần tôn cường giả đều biết chuyện này, có tự mình tính toán ra tay. Thần tôn cường giả muốn xuất thủ, chủ yếu là vì ứng đối vô cực kiếm tông có thể sẽ mang tới phiền phức. Lôi bích dương nhắc nhở qua, vô cực kiếm tông cao giai thần đế ngọc thiên tuấn mang theo hai gã khác thần đế kiếm tu vào thánh võ môn địa bàn cũng đang tìm cái kia hai mẹ con nếu như cái kia hai mẹ con là vô cực kiếm tông người bọn họ vốn là thực lực không yếu lại thêm ngọc thiên tuấn chờ kiếm tu thần đế thánh võ môn không sử dụng thần tôn cường giả không có hoàn toàn chắc chắn vì lôi ân báo thủ một ngày này nguyệt thiệu sương phái người đi đến niệm hinh xá đem nguyệt linh lung mời về trong cung linh lung bái kiến lão tổ bái kiến phụ hoàng đi vào chính tâm điện nguyệt linh lung trực tiếp quỳ xuống linh lung có lỗi không có chờ đến lão tổ cùng phụ hoàng trở về thì sớm bái sư mời lão tổ cùng phụ hoàng trách phạt đứng lên đi hải tử nguyệt tranh vanh hư vịn một thanh ngữ khí hòa ái nói việc này không thể trách ngươi là cái kia lôi kim đình khinh người quá đáng ngươi cũng là dưới tình thế cấp bách mới bị ép sớm làm ra lựa chọn tại nguyệt tranh vanh tâm lý đã sớm đối lôi ra vô cùng bất mãn nghe nói lôi kim đình đề thân hắn đổ là không có gì tâm cảnh ba động thế nhưng là vừa rồi tại truyền tống pháp trận bên kia nghe nói lôi kim đình dám cưỡng ép bắt cóc nguyệt linh lung hắn là dị thường tức giận tại đao phong tinh phía trên cưỡng ép bắt cóc một vị nguyệt thị hoàng tộc công chúa quả thực cũng là tại đánh nguyệt thị hoàng tộc mặt có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục tạ lão tổ khoan dung nguyệt linh lung chậm rãi đứng dậy cung kính gửi tới lời cảm ơn lão tổ tại toàn bộ nguyệt thị hoàng tộc địa vị tôn sùng xây dựng ảnh hưởng thâm hậu dù là đã biết chính mình là tiên thiên đạo thai Nguyệt Linh Lung cũng không dám tại chính mình lão tổ trước mặt có chút làm càn. Phải biết trước kia nàng muốn gặp vị lão tổ này một mặt cũng khó khăn. Ngươi sớm bái sư chưa từng có sai, có thể tình huống hiện tại cũng rất phức tạp, rất xấu hổ. Nguyệt Linh Lung chính muốn nói rõ chính mình là tiên thiên đạo thai sự tình, nàng phụ hoàng Nguyệt Thiệu Sương lại mở miệng trước, chúng ta là thánh võ môn người, mà cái kia hai mẹ con chém rất quá nhiều người lôi ra, đã thành thánh võ môn kẻ thù. Chúng ta vừa lúc bị kẹp ở giữa, tình thế khó xử cho nên bất luận như thế nào chúng ta cũng không thể cùng cái kia hai mẹ con quá mức thân cận người tranh vanh nói tiếp chúng ta không bán đi bọn họ nhưng cũng không thể tiếp tục chiêu đãi đám bọn hắn không phải vậy thánh võ môn môn chủ thậm chí trong môn thần tôn đều sẽ trách tội chúng ta lão tổ có ý tứ là nguyệt linh lung nhíu mày mời mẹ con bọn hắn rời đi niệm hinh xá rời đi đao phòng tinh đi người tranh vanh bất đắc dĩ nói chỉ có như vậy mới có thể hướng thánh võ môn nói rõ lập trường của chúng ta Dạng này cũng là vì cái kia hai mẹ con tốt. Một khi bọn họ bị thánh võ môn cường giả chắn ở chỗ này, bọn họ lại nghĩ đi thì khó khăn. Lão Tổ, Phụ Hoàng, Sư Tôn ta mẫu thân ý thức còn tại thánh pháp ý cảnh bên trong, căn bản là không có cách rời đi à. Nguyệt Linh Lung nói ra, coi như muốn rời khỏi, cũng phải lại đợi thêm đại khái 20 ngày. Chúng ta cùng đi, đem tình huống nói rõ, để Lâm Hằng mang theo bức họa kia cùng rời đi, về sau như có cơ hội, lại đem bức họa trả lại là được. Nguyệt Tranh Vanh trả lời. Lúc này Nguyệt Thiệu Sương trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình lão tổ như thế hào phóng, như thế quả quyết. Bức họa kia giống đối Nguyệt Thị Hoàng tộc có thể là vô cùng trọng yếu, không ít Hoàng tộc con cháu có thể bằng nó đến đề thăng linh hồn cảnh giới. Vào buổi tối, Nguyệt Tranh Vanh, Nguyệt Thiệu Sương cùng Nguyệt Linh Lung cùng đi đến niệm hinh xá, tiến vào thánh giả trung vũ nhà tranh. Liễu Lăng Nhi vẫn đang đối mặt bức kia nhân vật bức họa, thần sắc si say, như gió xuân ấm áp. Do xét qua lâm hằng, Nguyệt Tranh Vanh trong lòng hơi hơi kinh ngạc hắn nghe nguyệt linh lung nói qua lâm hằng tuổi tác thật là chờ hắn gặp mặt lâm hằng nhìn đến lâm hằng trên mặt còn lờ mờ lưu có mấy phần ngây thơ trong lòng biết lâm hằng xác thực phi thường trẻ tuổi tu luyện năm tháng dài đằng đã người dù là có thuật chú nhan một mực duy trì thiếu niên bộ dáng trên mặt cùng trong mắt đều sẽ mang theo tăng thương ý vị mà lại người này xem ra không hề giống là thánh cảnh trọng sinh thánh cảnh trọng sinh cử chỉ nhấc chân ở giữa cần phải mang theo thánh cảnh phong tư loại kia sống thượng vị khí chất người này cũng không có người tranh vanh đã sống vượt qua 10 vạn năm, tự nghĩ nhìn người rất chính xác, cho nên lúc này cảm thấy kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, trước mắt lôi ra cùng thánh võ môn đều đang cật lực tìm tìm hai mẹ con nhà ngươi tung tích. Ta đoán chừng không cần 20 ngày, thậm chí không cần 10 ngày, liền có thể tìm được đao phong tình. Người Linh Lung giới thiệu một phen về sau, người tranh vanh đi thẳng vào vấn đề nói ra, nghe Linh Lung nói, tiểu huynh đệ cũng không e ngại thánh võ môn, có thể ngươi dù sao thần đế cảnh. Mà theo ta được biết, lần này thành võ môn thần tôn cường giả sẽ xuất động, cho nên ngươi tuyệt đối đừng có may mắn tâm lý, tốt nhất rời đi đao phong tinh, trước ẩn núp một đoạn thời gian vì nghi. Không sai, Nguyệt Thiệu Sương cũng theo mở miệng nói, không phải là chúng ta Nguyệt Thị Hoàng tộc muốn đuổi các ngươi đi, thật sự là cân nhắc rất nhiều, cũng có chúng ta bất đắc dĩ. Sư Tôn, Lão Tổ nói, các ngươi có thể mang đi cái này bức chân dung. Nguyệt Linh Lung bổ sung một câu, ta đi, Linh Lung làm sao bây giờ? Lâm Hằng thần sắc thanh đạm mà nói, lôi kim đình cùng lôi giang chớt linh lung cũng coi như liên lụy rất sâu lôi ra phát hiện ta cùng mẫu thân của ta chạy trốn khó đảm bảo sẽ không đem nộ khí rơi tại linh lung trên đầu nguyệt linh lung trong lòng cảm động cái này sư tôn rất tốt không có đem chính mình đem quên đi nàng đang trên đường tới đề cập tới nói là mình muốn cùng sư tôn cùng rời đi nhưng lão tổ cùng phụ hoàng cũng không đồng ý lão tổ cùng phụ hoàng cảm thấy hai mẹ con này rời đi đao phong tinh về sau y nguyên có khả năng tao ngộ thánh võ môn thần tôn cường giả nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này nàng và hai mẹ con này cùng một chỗ ắt gặp liên lụy tiểu huynh đệ yên tâm dù sao cũng là lôi kim đình đã làm sai trước mà lại xuất thủ chém rớt lôi kim đình cùng lôi ra người không phải linh lung lại thêm ta cũng coi là thánh võ môn cao tầng lôi ra cho dù lửa giận như thế nào lớn cũng không thể đem linh lung cho thế nào người tranh vanh có phần có lòng tin trả lời không được mọi thứ đều sợ cái vạn nhất vạn nhất chúng ta đi các ngươi nguyệt thị hoàng tộc không gánh nổi linh lung đến lúc đó lại hối hận đã quá muộn. Lâm Hằng cũng không muốn chính mình vừa thu đồ nhi xảy ra ngoài ý muốn, tiên thiên đạo thai nếu như sớm chết mất thật là thật là đáng tiếc. Có thể các ngươi không đi, một khi thánh võ môn cường giả đến, Linh Lung càng thêm liếc không rõ liên quan. Nguyệt Thiệu Sương nói ra, đến lúc đó không chỉ có là Linh Lung, thì ngay cả chúng ta toàn bộ Nguyệt Thị Hoàng tộc cũng có phù hộ hiểm nghi, khó có thể hướng thánh võ môn các cường giả giải thích rõ ràng. Hắn cùng lão tổ cũng nghe Nguyệt Linh Lung nói qua, Lâm Hằng tự xưng vẫn chưa cùng thần tôn đánh qua không có đánh qua liên trí ít tồn tại một loại khả năng cái kia chính là căn bản đánh không lại lôi kim đình ý đồ cưỡng ép bắt đi các ngươi nguyệt thị hoàng tộc công chúa sau đó có người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ các ngươi có cái gì giải thích không rõ ràng lâm hằng nhíu mày nói ra nếu như ta cùng mẫu thân của ta thật cứ đi như thế các ngươi mới là thật giải thích không rõ ràng bởi vì như vậy lộ ra đến hai mẹ con chúng ta rất tâm hỏng các ngươi không có lưu lại hai mẹ con chúng ta lôi ra khẳng định sẽ coi đây là lấy cớ làm khó dễ Lôi Kim Đình cũng dám tại đao phong tinh phía trên tùy ý làm bậy. Ta không cảm thấy lôi ra sẽ nguyện ý cùng các ngươi nguyệt thị hoàng tộc giảng đạo lý. Hoàng đế bệ hạ, để hai mẹ con chúng ta rời đi cũng được. Nhưng Linh Lung muốn cùng đi với chúng ta. Nguyệt Thiệu Sương đồng dạng nhíu mày, trong lòng nhiều ít có chút khó chịu. Bởi vì Lâm Hằng trong giọng nói lộ ra mấy phần đối nguyệt thị hoàng tộc khinh thị. Nguyệt Tranh Vanh thì là y nguyên mặt mỉm cười, hỏi tiểu huynh đệ cùng vô cực kiếm tông có gì ngọn nguồn. Thực không dám giấu dếm, hai mẹ con chúng ta cùng vô cực kiếm tông có thủ ta chém rớt qua vô cực kiếm tông một cái cao giai thần vương cảnh bất diệt kiếm thể lâm hằng chi tiết trả lời nghe này nguyệt thiệu sương cùng nguyệt linh lung đều tâm tình buông lỏng một chút cha con hai người rất lo lắng hai mẹ con này là vô cực kiếm tông người nói như vậy bái lâm hằng vi sư nguyệt linh lung không thể nghi ngờ cũng tương đương là bái nhập vô cực kiếm tông tiểu huynh đệ nhưng biết bây giờ đang có vô cực kiếm tông ba vị thần đế cường giả đang tìm các ngươi người tranh vanh hỏi trước lại tốt tâm nhắc nhở trong đó một vị vẫn là cao giai thần đế ngọc thiên tuấn hắn là vô cực kiếm tông tông chủ ngọc thiên hình thân đệ nắm giữ tiên thiên kiếm thể có thể xưng thần tôn phía dưới vô địch có thể gặp được đến bọn hắn mà nói vậy liền không thể tốt hơn lâm hằng lơ đãng nói trước diệt vô cực kiếm tông ba cái thần đế về sau đối phó vô cực kiếm tông bao nhiêu có thể tiết kiệm chút khí lực khẩu khí thật lớn a à. người tranh vanh cùng nguyệt thiệu xương hai mặt nhìn nhau các ngươi tại á long tinh đối phó một cái bình thường chung giai thần đế đều khiến người ta nhà chạy trốn thần anh đối mặt tiên thiên kiếm thể cao giai thần đế ở đâu ra tất thắng lòng tin thật có như vậy thực lực cường đại vì cái gì không đợi tại vô cực kiếm tông trên địa bàn chờ lấy các ngươi thật có thể không sợ thần tôn cường giả vì cái gì không trực tiếp rớt tới vô cực tinh đi lên tiểu huynh đệ ngươi đã chỉ ra linh lung chính là tiên thiên đạo thai mà hai mẹ con nhà ngươi muốn đối mặt thánh võ môn cùng vô cực kiếm tông trả thù chúng ta sao có thể yên tâm để linh lung đi với các ngươi người tranh vanh lắc đầu nói ra nguyệt linh lung lặng lẽ nhìn một chút chính mình sư tôn sắc mặt trong lòng có chút tâm thần bất định sư tôn không có nói qua chính mình là tiên thiên đạo thai sự tình không thể nói cho người khác biết cũng không nói qua có thể nói cho người khác biết nàng nếu không phải tiên thiên đạo thai ta sẽ không thu nàng làm đồ càng sẽ không khăng khăng muốn dẫn nàng rời đi lâm hằng lạnh nhạt nói nàng theo ta so lưu lại an toàn cũng so lưu lại lại càng dễ cấp tốc mạnh lên cái này người tranh vanh cũng không biết làm như thế nào thuyết phục Nguyệt thị hoàng tộc ra một cái tiên thiên đạo thai, đó là vô cùng lớn phúc duyên, hắn tuyệt không thể để Nguyệt Linh Lung tùy tiện thì ra ngoài không thể thừa nhận có thể báo trước nguy hiểm. Tại kế hoạch của hắn bên trong, nếu như hai mẹ con này cuối cùng gặp bất trắc, như vậy hắn liền sẽ đi tìm một vị chân chính thánh cảnh cường giả, khiến cho Thu Nguyệt Linh Lung làm đồ đệ. Bất luận cái gì thánh cảnh cường giả đều sẽ không cự tuyệt một cái tiên thiên đạo thai. Có một cái chân chính thánh cảnh cường giả vì sư tôn, Nguyệt Linh Lung mới có thể an an ổn ổn, ổn tu luyện tới thánh cảnh. Ở trong quá trình này, Nguyệt Thị Hoàng tộc cũng coi là có một cái thánh cảnh cường giả vì chỗ dựa. Chờ Nguyệt Linh Lung chính mình tu luyện đến thánh cảnh, Nguyệt Thị Hoàng tộc liền sẽ nghênh đón xưa nay chưa từng có huy hoàng. Liên quan trọng đại, không thể sai sót. Hai mẹ con chúng ta sẽ không đi, muốn đi, cũng sẽ không cho các ngươi Nguyệt Thị Hoàng tộc lưu lại hậu hoạn, muốn đem vấn đề giải quyết lại đi. Lâm Hằng thái độ kiên quyết, ta hiểu các ngươi lo lắng, nhưng là cũng xin các ngươi tin tưởng thực lực của ta, các ngươi không tin, vậy thì chờ lấy nhìn đi. Nguyệt Tranh Văn cùng Nguyệt Thiệu Sương nghe Lâm Hằng nói như vậy, đành phải mang theo Nguyệt Linh Lung tạm thời rời đi, cứng rắn đuổi người ta đi khẳng định không được, chớ nói người ta có ân với Nguyệt Linh Lung, còn tặng đại lượng bảo bối, coi như không đề cập tới những thứ này, bọn họ cũng không dám cứng rắn đuổi, vạn nhất chọc giận người ta, hậu quả nghiêm trọng hơn, có cái kia hai mẹ con tại, niệm hinh xá đã không an toàn nữa, cho nên Nguyệt Tranh Văn không thể đem Nguyệt Linh Lung lưu lại. Lão tổ, sư tôn nói cũng không phải không có lý, gia niệm hinh xá Nguyệt Linh Lung nhịn không được mở miệng nói, lấy lôi ra hung hăng càn quấy, thật khả năng không giảng đạo lý, đem lửa giận rơi tại trên đầu của ta. Lôi Bích Dương cùng môn chủ quan hệ càng thân cận, môn chủ vô cùng có khả năng khuynh hướng lôi ra, sẽ không? Nguyệt Tranh Vành lắc đầu nói, chỉ cần chúng ta còn tại thánh võ môn bên trong, dù là môn chủ sẽ thiên vị lôi ra, cũng sẽ không quá mức phận, dù sao người lôi ra chớt ván đã đóng thuyền không thể sửa đổi, thánh võ môn cao tầng nếu như lại đối với chúng ta nguyệt thị hoàng tộc ra tay, tổn thất một cái chung giai thần đế cùng rất nhiều thần vương, đối thánh võ môn chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Nói thì nói như thế, chỉ sợ vạn nhất à. Nguyệt Linh Lung lại nói, mà lại, sư tôn nhìn như tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng nếu như hắn thật sự là thánh cảnh trọng sinh, hắn khẳng định cân nhắc rất nhiều. Rõ ràng có cơ hội tránh né, sẽ không không phải muốn bởi vì nhất thời khí phách thì để cho mình mẹ con hai người lâm vào hiểm cảnh. Liên sợ hắn là thật tuổi trẻ khinh cuồng, không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng, không biết thần tôn cường giả lợi hại. Nguyệt Thiệu Sương nói tiếp nói ra, bất luận như thế nào, chúng ta đã đem lợi hại quan hệ nói rõ, bọn họ khăng khăng không đi, chúng ta cũng không thể tránh được. Nguyệt Tranh Vanh tổng kết nói ra, thì để bọn hắn đợi tại nhiệm hình xá đi, cho phép bọn họ mang theo bức họa kia giống rời đi, chúng ta đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như bọn họ thật bởi vì tự tin quá mức mà chết, cũng không trách được trên đầu chúng ta. Ta tin tưởng sư tôn có năng lực ứng đối lần này nguy cơ. Nguyệt Linh Lung ngoài miệng nói như thế, tâm lý kỳ thật rất lo lắng. Ngươi tin tưởng là bởi vì ngươi không biết đến thần tôn cường giả khủng bố. Người tranh vanh cảm thán nói ra, thiên phú hoặc thể chất đặc thù cao giai thần vương, có khả năng vượt cấp đánh bại phổ thông sơ giai thần đế, nhưng vô cùng lợi hại cao giai thần đế, tỷ như Ngọc Thiên Hình cùng Ngọc Thiên Tuấn hai huynh đệ, bọn họ coi như liên thủ cũng không có khả năng đánh thắng được một cái bình thường sơ giai thần tôn. Ừm, Nguyệt Thiệu Sương gật đầu phụ họa, thần tôn một mực có chuẩn thánh danh xưng, thần tôn thần hồn chí ít nắm giữ một loại tự nhiên pháp tắc tại một loại phép tắc tự nhiên ra chỉ dưới thần tôn lĩnh vực muốn so thần đế cường đại rất rất nhiều mà lại thần tôn thần anh có thể cùng thần thể dung hợp lại cùng nhau khiến cho chiến lược tăng gấp bội yếu nhất thần tôn cũng mò tới thánh cảnh cánh cửa còn có một chút rất trọng yếu thần tôn không chỉ có thể đem chuẩn thánh khí uy lực mạnh nhất triển lộ ra thậm chí có thể thôi động chân chính thánh khí chính là bởi vì biết thần tôn khủng bố biết thần đế cùng thần tôn chi ở giữa tranh lệch cơ hồ không cách nào đền bù. đang nghe thánh võ môn thần tôn cũng sẽ xuất động, nguyệt tranh vanh mới có thể chắc chắn lâm hằng cùng với mẫu thân nhất định không cách nào đối kháng. dù là lâm hằng lộ ra vô cùng tin tưởng, tại nguyệt tranh vanh cùng nguyệt thiệu xương trong nhận thức biết thần đế là không thể nào chiến thắng thần tôn, đánh liên tục cái ngang tay khả năng đều không tồn tại. cho nên nguyệt thiệu xương mới có thể nói lâm hằng không biết trời cao đất rộng, tự tin quá mức. nguyệt linh lung vốn là rất lo lắng, nghe lão tổ cùng phụ hoàng nói như vậy. Nàng càng thêm không cách nào an tâm, thế nhưng là phía trước 10 ngày ở chung, nàng thấy thế nào đều không cảm thấy chính mình sư tôn là cái tự đại cuồng. Ai, hy vọng sư tôn có thể mang đến kinh hỉ đi, nguyệt linh lung ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thánh giả Trung Vũ trong túp lều, Lâm Hằng lại nhìn một chút mẫu thân Liễu Lăng Nhi tình huống về sau, tiến vào phòng ngủ, an ổn nằm xuống. Nguyệt thị hoàng tộc thái độ, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Nơi này bức họa 10 phần chân quý, người ta cho phép hắn đem mang đi, cực kỳ hào phóng đã người ta là rất hào phóng, Lâm Hằng mới sẽ cho rằng không thể đi thẳng một mạch, muốn đem vấn đề giải quyết triệt để. Dù sao chính mình hai mẹ con cùng thánh võ môn đã là như nước với lửa tình thế, dù cho không vì nguyệt thị hoàng tộc, hắn sớm muộn cũng phải cùng thánh võ môn phân cái ngươi chết ta sống. Chỗ lấy không có hướng nguyệt tranh vanh cùng nguyệt thiệu xương chứng minh thực lực của mình, Lâm Hằng cũng là xuất phát từ cẩn thận. Nguyệt tranh vanh dù sao xem như thánh võ môn cao tầng một trong. Một khi chính mình hướng nguyệt tranh vanh bại lộ chân thực chiến lực, bại lộ át chủ bài, khó đảm bảo Nguyệt Tranh Vanh sẽ không hướng Thánh Võ môn mật báo, đối với cái này Lâm Hằng không thể không phòng. Nguyệt Linh Lung lập hạ lời thề, đối khác Nguyệt thị hoàng tộc thành viên có thể không có cái gì ước thúc lực, Lâm Hằng cũng không tiện bức bách Nguyệt Tranh Vanh cùng Nguyệt Thiệu Sương lập xuống lời thề, chỉ chớp mắt, lại ba ngày đi qua. Thánh Võ môn cường giả còn chưa tìm được Đao Phong tinh đến, ngược lại là nương tựa theo La Thiên Tầm tung bàn trợ giúp, Dạ Hồng Trần, Dạ Vong Ưu cùng Ngọc Thiên Tuấn trước một bước chuyển đưa đến Đao Phong tinh. Như thường ngày, ba vị vô cực kiếm tông thần đế cường giả ra truyền tống pháp trận lập tức từ dạ hồng trần thôi động la thiên tầm tung bàn đi nhìn đến la thiên tầm tung bàn phía trên chỉ thị ba người nhún người nhảy lên thẳng vào trời cao ba người vừa mới rời đi liền có một vị ngồi chờ tại truyền tống pháp trận phụ cận thiên thần cao thủ thôi động một khối truyền tin thần phủ khối kia truyền tin thần phủ lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay đến nguyệt thị hoàng thành trong cung lơ lửng tại nguyệt thị hoàng đế nguyệt thiệu xương trước mắt Nguyệt Thiệu Sương lấy thần niệm thăm dò thần phù bên trong tin tức, nhất thời nhướng mày. Hắn rất mau tới đến lão tổ Nguyệt Tranh Vanh trước mặt, bẩm báo nói: "Lão tổ, tại truyền tống pháp trận bên kia nhìn chằm chằm hoàng tộc cao thủ vừa mới truyền về tin tức, có ba vị bộ dạng khả nghi cường giả đi tới Đao Phong Tinh, đoán chừng cũng là Ngọc Thiên Tuấn ba người. Ta cái đến Vô Cực Kiếm Tông có một kiện chuẩn thánh khí cấp bậc truy tung pháp bảo, bọn họ có thể thật sớm tìm tới rất bình thường." Nguyệt Tranh Vanh chậm rãi đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta cũng qua xem một chút đi." Nếu như cái kia hai mẹ con đánh không lại, ta có thể xuất thủ tương trợ, sau đó lại để bọn hắn rời đi. Bọn họ thì không lời có thể nói. Ừm, Nguyệt Thiệu Sương gật gật đầu, sau đó theo chính mình lão tổ cùng rời đi hoàng cung. người Tranh Vanh nghĩ thầm, cái kia hai mẹ con cũng đều là thần đế, tăng thêm mình, xem như bà đánh bà. Lâm Hằng mẫu thân có thể đánh bại phổ thông trung giai thần đế. Lâm Hằng chính mình lại luôn miệng nói không sợ thần tôn cường giả, muốn đến đối mặt Ngọc Thiên Tuấn là có lực đánh một trận cho nên ba đánh ba tình huống dưới phe mình chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong đương nhiên người tranh vanh cũng đã nghĩ kỹ hắn sẽ không vừa lên đến thì xuất thủ muốn xem trước một chút lâm hằng thực lực thế nào nếu như lâm hằng trước đó chỉ là nói khoác kỳ thật cũng không có quá mạnh thực lực như vậy người tranh vanh là sẽ không xuất thủ bởi vì xuất thủ cũng vô dụng chỉ có thể đem chính mình góp đi vào người linh lung một mực đang chú ý chính mình lão tổ cùng phụ hoàng động tĩnh nhìn đến bọn họ rời đi nàng cũng không nhịn được lặng lẽ rời đi hoàng cung nàng không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại trực giác lão tổ cùng phụ hoàng lần này rời đi nhất định cùng sư tôn của mình có quan hệ nàng rất muốn nhìn một chút đến đón lấy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào thần đế cảnh cường giả đi đường tốc độ cực nhanh rời đi đao phong tinh truyền tống pháp trận không lâu giả dạ hồng trần ba người thì chạy tới thánh cốt sơn phụ cận ba người thần niệm đều phóng thích ra ngoài toàn bộ niệm hình xá toàn bộ bị ba người thần niệm bao trùm la thiên tầm tung bàn phía trên phiến khu vực này có rất nhiều ánh sáng chứng minh Lâm Hằng từng ở chỗ này hoạt động qua, mà lại dừng lại thời gian không ngắn. Dạ Hồng Trần ba người chỉ dùng trong chốc lát, Lâm Hằng thì xuất hiện bọn họ thần niệm bên trong. Bởi vì Lâm Hằng đã nhận ra bọn họ thần niệm, chủ động theo thánh giả trong túp lều đi ra. Từ trên người bọn họ ẩn ẩn tràn ra ngoài cường đại kiếm ý, Lâm Hằng liền có thể đoán được thân phận của bọn hắn. Ba vị vô cực kiếm tông thần đế cường giả, trong đó một vị, Lâm Hằng nhận biết, người kia từng là vô cực kiếm tông tông chủ phái đi u diễm tinh hệ đặc sứ. Lâm Hằng, ngươi làm lấy dạ hồng trần mặt chém rớt lăng tiêu kiếm các thiên kiếm thần vương ta cho ngươi hai con đường ngọc thiên tuấn la lớn hắn một ngươi thúc thủ chịu trói theo chúng ta đi hướng vô cực tinh nhận lầm cũng tiếp bị trừng phạt hương hứa tông chủ nhân tử sẽ tha cho ngươi khỏi chớt thứ hai ngươi cùng mẫu thân của ngươi bị ba người chúng ta chém rớt ở đây tại hắn thời gian nói chuyện nguyệt tranh vanh mang theo nguyệt thiệu sương cũng đi tới thánh cốt sơn phụ cận hai vị nguyệt thị cường giả của hoàng tộc không có quá mức tới gần niệm hinh xá chỉ là xa xa sống chớt mặc bầy. kỳ thật còn có loại thứ ba lựa chọn cái kia chính là tiểu gia đem các ngươi diệt lâm hằng nhún người nhảy lên lơ lửng tại thánh giả nhà tranh trên không cao giọng trả lời thiên kiếm thần vương là trừng phạt đúng tội các ngươi vô cực kiếm tông quản giáo không nghiêm vốn là phải có trách nhiệm các ngươi không biết hối cải còn chạy tới đuổi rớt chúng ta ta chỉ có thể đưa các ngươi đi cùng thiên kiếm thần vương đoàn tụ ha ha dạ vong ưu nhịn không được cất tiếng cười to ngươi cho rằng ngươi là ai à thần tôn cường giả sao thiên tuấn sư huynh chính là cao giai thần đế cảnh tiên thiên kiếm thể hưu đột nhiên lâm hằng cánh tay vung lên một đạo dị quang lóe lên một cái rồi biến mất cái kia dị quang chỉ phát ra ngắn ngủi tiếng xe gió liền thì biến mất không thấy gì nữa ai cũng không thấy rõ hình dạng của nó chờ nó xuất hiện lần nữa thời điểm nó đã bắn thủng dạ vong ưu bụng xuất hiện ở dạ vong ưu sau lưng hưu nó lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất về tới lâm hằng trong tay nó là một cái cơ hồ trong suốt châm dài chỉ có Lâm Hằng biết nó là thánh khí vô ảnh châm, lớn nhất thích hợp dùng để tập kích. Ồn ào, Lâm Hằng một mặt phiền chán nói, Dạ Vong Ưu Hoàng sợ cúi đầu xuống, chính mình không chỉ có bị bắn thủng thần thể bụng, còn bị bắn thủng tử phủ nội thế giới cùng thần anh. Hắn thần anh cùng tử phủ cùng một chỗ cấp tốc sụp đổ, căn bản là không có cách ngăn chặn. Hắn khó có thể tin, chính mình không chỉ có mặc trên người một kiện cực phẩm thần giáp, thần anh cũng có một kiện cực phẩm thần giáp, cho dù bị chuẩn thánh khí công kích cũng không nên như thế yếu ớt mới đúng vừa lên đến hắn thì đánh mất chiến đấu lực nếu như dạ hồng trần cùng ngọc thiên tuấn không địch lại hắn liền điều động thần anh bỏ chạy cơ hội đều không có hắn rất hối hận sớm biết mình thì đừng như vậy lắm mồm đừng nói những lời kia dạ hồng trần cùng ngọc thiên tuấn lúc này đồng dạng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin trái tim bất tranh khí đập bịch bịch tiểu tử kia trong tay trong suốt châm dài tràn ra ngoài lấy cực kỳ khủng bố lại khí tức nguy hiểm đúng là có thể hoàn toàn không nhìn cực phẩm thần giáp phòng ngự chẳng lẽ là thành khí thế nhưng là tiểu tử kia sao có thể thôi động được thánh khí gia dạ hồng trần giật mình nghĩ đến lâm hằng tại thần vương cảnh thời điểm liền có thể thôi động chuẩn thánh khí bây giờ giống như hồ đã đến thần đế cảnh có thể thôi động thánh khí cũng không tính quá khó lý giải nhưng hắn thánh khí lại là làm sao tới chẳng lẽ hắn không chỉ có thánh cảnh trọng sinh trọng sinh thời điểm còn mang tới kiếp trước rất nhiều pháp bảo khẳng định là như vậy chính mình thôi động chính mình kiếp trước pháp bảo tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều xong còn đánh giá thấp lâm hằng thực lực xa xa nguyệt tranh vanh cùng nguyệt thiệu xương cũng là nhìn đến kinh hãi nhục chiến một cái chung giai thần đế cảnh kiếm tu cứ như vậy bị phế rồi liền xem như tập kích đắc thủ cũng đầy đủ rung động gia hỏa này dù cho không có cùng thần tôn khiêu chiến thực lực hẳn là cũng có thể cùng cao giai thần đế cảnh ngọc thiên tuấn đánh một trận mới một chút thử một chút thân thủ mà thôi cái này cũng không dám động lâm hằng nhìn đối phương ba người cười tủm tỉm nói ra tới 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 lần này đổi lấy các ngươi xuất thủ trước đây là trần trụi miệt thị Dạ Vong Ưu đã đánh mất chiến lực, Dạ Hồng Trần tu vi đối lập khá thấp, chỉ có thể từ Ngọc Thiên Tuấn xuất thủ. Ngọc Thiên Tuấn thần đế lĩnh vực đã phóng thích, có thể để hắn nghi ngờ là Lâm Hằng tựa hồ không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Ngươi thành công chọc giận ta. Ngọc Thiên Tuấn mười phần không nhìn nổi người khác ở trước mặt mình càn rỡ, hắn một thân khí thế cấp tốc kéo lên đến đỉnh phong, trong tay cũng nhiều thêm một thanh chuẩn thánh khí phẩm cấp trường kiếm. Vô cực kiếm tông chuẩn thánh khí cũng không nhiều, nhưng ngoại trừ thần tôn cường giả bên ngoài, làm tông chủ thần đệ, làm cao giai thần đế cảnh tiên thiên kiếm thể ngọc thiên tuấn đương nhiên là có tư cách có một kiện chuẩn thánh khí kiếm binh ngọc thiên tuấn vung động trường kiếm trong tay mũi kiếm trực chỉ đỉnh đầu bầu trời nhất thời mũi kiếm tuôn ra cuồn cuộn thần lực những cái kia đều là kiếm đạo thần lực ẩn chứa ngọc thiên tuấn cường đại kiếm ý bọn họ ở trên không trung tụ tập thành một đoàn phóng thích ra từng đạo từng đạo vạn trượng kiếm quang đồng thời điên cuồng tụ tập chung quanh đại phiến không gian tự nhiên sức mạnh to lớn tự nhiên sức mạnh to lớn cùng kiếm đạo pháp tác tương dung Tản ra dường như có thể hủy diệt thiên địa sắc bén uy năng, Dạ Hồng Trần cùng Dạ Vong ưu nội tâm kích động, bọn họ cũng là vô cực kiếm tông thần đế cường giả, bọn họ tự nhiên biết Ngọc Thiên Tuấn lúc này thi triển chính là cái gì kiếm chiêu, đó là kiếm thập nhất vẫn nhật, kiếm này chiêu bình thường cao giai thần đế cảnh kiếm tu không thi triển ra được, muốn thần tôn kiếm tu xuất thủ mới được, có thể Ngọc Thiên Tuấn là tiên thiên kiếm thể, cho nên hắn có thể thành công thi triển. Đây cũng là Ngọc Thiên Tuấn nắm giữ mạnh nhất kiếm chiêu, mau ngăn cản hắn a. Nguyệt Tranh Vanh trong lòng hò hét, hắn cảm thấy Lâm Hằng quá vô lễ, không nên cho Ngọc Thiên Tuấn phát động loại này đại chiêu cơ hội. Nguyệt Thiệu Sương lại chỉ là ngưng mắt nhìn kỹ, mà lúc này, Nguyệt Linh Lung vừa mới chạy tới bên này, dù là khoảng cách niệm hình xá còn rất xa, nàng cũng rõ ràng cảm nhận được đoàn kia kiếm quang cường đại uy thế. Sư Tôn, Nguyệt Linh Lung ngừng lại, đứng xa xa nhìn Lâm Hằng, khẩn trương đến tột đỉnh. Lâm Hằng lại là lạnh nhạt như lúc ban đầu, thậm chí trong mắt ngậm lấy mấy phần nụ cười nhẹ nhõm dù là hắn thân ở tại đối phương thần đế lĩnh vực bên trong, dù là hắn đã bị đối phương thần niệm chớp khóa chặt, căn bản tránh bất quá đối phương cái này đại chiêu, chém, Ngọc Thiên Tuấn kiếm chiêu xúc thế hoàn thành, tay phải hắn cầm kiếm vung lên, trên bầu trời đoàn kia kiếm quang tựa như cùng một viên vẫn lạc hàng tinh, gào thét lên đánh tới hướng Lâm Hằng sở tại vị trí, ngay từ đầu là một đoàn, bởi vì tốc độ quá nhanh, đảo mắt kéo dài vì một vệt sáng, sắc bén vô song, những nơi đi qua, hư không không chỉ có sôi trào, thậm chí xuất hiện từng đạo từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Một kích này, thần tôn phía dưới căn bản là không có cách ngăn cản. Dạ vong yêu cùng dạ hồng trần đều là bao hàm chờ mong, chờ lấy cùng vọng tự đại lâm hằng thụ trọng thương, thậm chí bị trực tiếp oanh sát. Ai? Nguyệt tranh vanh thầm than một tiếng. Nguyệt thiệu xương cũng nhíu mày, bởi vì ngọc thiên tuấn công kích đã phát động, lâm hằng lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự phản ứng. xa xa nguyệt linh lung càng là cảm giác trái tim đều nhảy tới cổ họng. chịu chết đi, ngươi không nên cho ta thi triển. À, Bỗng nhiên, Ngọc Thiên Tuấn sắc mặt đại biến, mắt thấy cái kia đạo cực kỳ cường hãn trùm sáng liền muốn đánh trúng Lâm Hằng, Lâm Hằng lại là bỗng nhiên lấy ra một khối bàn tay kích cỡ tương đương xương cốt, mà lại, Lâm Hằng còn dùng xương kia nghênh hướng trùm sáng kia, mặc cho ai đều không nghĩ tới, Lâm Hằng trong tay cái kia cục xương, vậy mà chặn Ngọc Thiên Tuấn một kích mạnh nhất, cái kia đạo dung hợp kiếm đạo pháp tắc cùng tự nhiên sức mạnh to lớn thần lực trùm sáng. Tại cao giai thần đế lĩnh vực gia trì dưới, cho dù là chuẩn thánh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo cũng khó hoàn toàn ngăn cản, hết lần này tới lần khác khối kia nhìn lấy căn bản không thể nào là pháp bảo xương cốt, lại là cho sinh sinh vững vàng đón đỡ lấy. Kiếm thập nhất vẫn nhật trùng sáng, đập nện tại cái kia cục xương phía trên phảng phất châu đất xuống biển, chỉ là tóe làm bắn ra rất nhiều thần lực ánh sáng. Một khắc này, mọi người đều thấy được, bị công kích cái kia cục xương tự động phóng xuất ra một mảnh lấm ta lấm tấm bán cầu hình dáng vòng sáng. Cái kia vòng sáng hoàn toàn chôn vùi vẫn nhật trùng sáng tựa như là tinh thần thần lực kiến thức rộng rãi nguyệt tranh vanh chừng lớn hai mắt nhịn không được lên tiếng kinh hô không không đúng không phải thần lực là thánh lực khí tức đó là một khối thánh cốt tinh thần thánh cốt tinh thần thánh cốt không phải là bị thánh cảnh cường giả lấy thánh pháp che giấu sao nguyệt thiệu sương kinh ngạc nói làm sao lại rơi vào trong tay của hắn nhìn thấy chính mình sư tôn chặn cường địch một cái đại chiêu nguyệt linh lùng bỗng nhiên trong lòng buông lỏng nàng không có phát hiện chính mình giờ phút này đã là một thân đổ mồ hôi đầm đìa Dạ vong yêu cùng dạ hồng trần trợn tròn mắt, hai trên mặt người chờ mong thần thái không còn sót lại chút gì, hoàn toàn bị chấn kinh thay thế. Ngọc Thiên Tuấn càng thêm khó chịu, khó chịu muốn thổ huyết, quá mợ nó vô nghĩa ha. Lão tử tân tân khổ khổ chuẩn bị đại chiêu, ngươi tùy tiện cầm một cục xương đi ra thì cho ngăn cản. Ngọc Thiên Tuấn có loại tao ngộ rớt người chu tâm cảm giác, ngươi mợ nó đây là chơi xấu, không mang theo ngươi dạng này chơi người a. Ngọc Thiên Tuấn khóc không ra nước mắt, ngươi trước dùng một kiện thánh khí châm dài tập kích, phế đi chúng ta một cái chung gia thần đế lại dùng một khối thánh cốt ngăn cản lão tử cường đại nhất chiêu đây là người làm sự tình sao lúc này lâm hằng thu hồi tinh thần thánh cốt hắn có thể đọc hiểu đối phương ba người biểu lộ lòng hắn nghĩ cái này đều không chịu nổi tiểu gia còn chưa sử dụng á long thánh kiếm cùng thánh long giáp đầu muốn là dùng các ngươi còn không được trong nháy mắt tâm tính toàn băng đã cho các ngươi cơ hội đáng tiếc các ngươi không còn dùng được a à? lâm hằng nhếch miệng lần này lại cái kia đến lượt ta công kích các ngươi ba cái người nào tiếp chiêu dạ vong ưu rất thức thời lui về sau một khoảng cách hắn tử phủ cùng thần anh bị hủy thân thể cũng thụ trọng thương dù cho thần hồn hoàn hảo không chút tổn hại tại bậc này cấp bậc trong chiến đấu cũng so như phế nhân một cái dạ hồng trần tâm lý khổ a à. dạ vong ưu đã bị qua một kích ngọc thiên tuấn bởi vì thi triển qua một cái đại chiêu tiêu hao khá lớn hiển nhiên đến phiên hắn dạ hồng trần đứng ra nhưng hắn căn bản không muốn tiếp chiêu cũng không dám tiếp chiêu ba người chúng ta là cùng đi Bất luận có cái gì cũng biết cùng nhau đối mặt. Ngọc Thiên Tuấn câu nói này để dạ Hồng Trần tâm lý buông lỏng, cảm động vạn phần. Kỳ thật Ngọc Thiên Tuấn tâm lý nắm chắc, để dạ Hồng Trần đơn độc đối mặt Lâm Hằng vô cùng có khả năng bị một kích diệt sát. Không nói võ Đức A, à. Lâm Hằng một mặt xem thường, tốt a, à, thì để các ngươi ba cái cùng một chỗ tiếp chiêu. Nói xong, Lâm Hằng thân hình thoát một cái, đảo mắt chia ra làm bốn. Đây là vô tướng thiên ma sát, cái này Đại Chiêu sẽ theo Lâm Hằng thực lực tăng lên mà tăng cường đặc biệt là thể chất tăng cường đối cái này đại chiêu uy năng tăng lên phá lệ rõ rệt lâm hằng thần lực có thể thôi động thánh khí hiển nhiên phẩm chất cực cao lâm hằng thể chất lại càng không cần phải nói mạnh ngoại hạng cũng chính là bởi vậy cao giai thần đế lĩnh vực đối ảnh hưởng của hắn mới có thể cực kỳ bé nhỏ siêu 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 ba bộ phân thân hoành không hóa thành nhân hình cự kiếm tại lâm hằng bản tôn không chế dưới hắn một công đánh dạ hồng trần mặt khác hai cái công kích ngọc thiên tuấn không có công kích dạ vong ưu bởi vì tên này không đáng giá dù là dạ hồng trần đã chuẩn bị kỹ càng thế nhưng cái này lần cùng lần trước khác biệt lần này hắn không có bất kỳ cái gì cảnh giới ưu thế một cái phân thân cự kiếm trực tiếp đánh xuyên qua hắn thần thể đâm rách tử phủ bên trong thế giới hàng rào đánh tan hắn thần anh dạ hồng trần mộng đây là thần thông công kích không phải thánh khí công kích trên người mình cực phẩm thần giáp làm sao cũng sẽ có vẻ như giấy mỏng đồng dạng không chịu nổi một kích đâu so với dạ hồng trần ngọc thiên tuấn tình huống muốn đã khá nhiều Ngọc Thiên Tuấn cực phẩm thần giáp phối hợp tiên thiên kiếm thể, bảo vệ hắn thần anh, nhưng là bị hai cái phân thân cự kiếm công kích Ngọc Thiên Tuấn, hắn tiên thiên kiếm thể hỏng mất, thân thể sụp đổ, hắn không thể không phóng ra ngoài thần anh cùng thần hồn châu. Lâm Hằng vẻn vẹn xuất thủ hai lần, ba cái vô cực kiếm tông thần đế, hai cái tử phủ cùng thần anh bị hủy, một cái thần thể sụp đổ. Tình huống này, Ngọc Thiên Tuấn ba người không kịp chuẩn bị, người tranh vanh cùng Nguyệt Thiệu Sương cũng là nhìn đến tim đập thình thịch khó trách có lòng tin cùng thần tôn cường giả nhất chiến có thể tùy tiện diệt sát cao giai thần đế cảnh tiên thiên kiếm tu xác thực có thể cùng phổ thông sơ giai thần tôn khiêu chiến nguyệt thiệu sương đương nhiên cũng ý thức được người ta lâm hằng vừa mới cũng không phải là quá vô lễ mà chính là có thực lực nghiền ép ba vị vô cực kiếm tông thần đế hắn cùng chính mình lão tổ một dạng lúc này đáy lòng nhiều ít có chút hổ thẹn xa xa nguyệt linh lung thì là nhảy cẫng hoan hô hoan hỉ vô cùng ta liền biết sư tôn có thể chế tạo kinh hỉ sư tôn của ta làm sao có thể là cái tự đại cuồng. Nguyệt Linh Lung trong lòng tràn đầy đối với mình sư tôn sùng bái, thầm hô chính mình thật sự là quá may mắn. Ngọc Thiên Tuấn ba người rất cảm thấy tuyệt vọng. Trước khi đến, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, chuyến này lại là chịu chết. Ngọc Thiên Tuấn thần anh mi tâm tự nhiên cũng có đạo ngân, đó là kiếm đạo pháp tác đạo ngân, hình dung một thanh tiểu kiếm. Hắn có thể bằng vào cái kia đạo vết, để thần anh hóa thành một đạo kiếm quang, lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn nhưng hắn biết trốn không thoát lâm hằng trong tay còn nắm cái kia cơ hồ trong suốt châm dài cái kia châm dài công kích không chỉ có quỷ dị cường đại mà lại tốc độ nhanh vô cùng tiến lên tự bạo thần anh đi ngọc thiên tuấn quyết tâm trong lòng đã hẳn phải chớt không nghi ngờ vậy liền chớt cái oanh oanh liệt liệt dù cho không thể mang theo đối phương cùng chớt cũng muốn tranh thủ có thể đủ trọng thương đối phương còn chưa chờ hắn tự bạo thần anh lâm hằng lại mở miệng trước ngọc thiên tuấn nghe nói ngươi là vô cực kiếm tông tông chủ thân đệ cũng chính là thiên đao môn môn chủ khương dục thân thúc lâm hằng nói ra xem ở khương dục trên mặt mũi ta có thể thả các ngươi rời đi trở về nói cho ngươi huynh trưởng nếu như vô cực kiếm tông vẫn không chịu bỏ qua ta sẽ trực tiếp rớt tới vô cực tinh đi để cho các ngươi vô cực kiếm tông từ đó tại thần giới xóa tên các ngươi ba cái cút ngay lâm hằng nói đưa tay đem ngọc thiên tuấn chuẩn thánh khí trường kiếm thu nhiếp tới được một kiện chuẩn thánh khí trường kiếm ngược lại cũng coi là thu hoạch tương đối khá dạ vong ưu như được đại xá cũng không đợi dạ hồng trần cùng ngọc thiên tuấn làm ra phản ứng trước một bước kéo lấy trọng thương thần thể hướng nơi xa bỏ chạy dạ hồng trần cùng ngọc thiên tuấn vạn phần ngoài ý muốn sau khi lấy lại tinh thần lập tức chạy trốn căn bản không dám hướng lâm hằng đòi hỏi cái kia thanh chuẩn thánh khí trường kiếm ngọc thiên tuấn kỳ thật tâm lý minh bạch chính mình ưu thế lớn nhất là nắm giữ tiên thiên kiếm thể bây giờ tiên thiên kiếm thể không có sử dụng thần anh nhiều nhất chỉ có thể tái tạo một bộ phổ thông thần thể mà lại cần năm tháng dài đằng đẵng mới có thể trở lại thần đế cảnh đối Lâm Hằng đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đây là Lâm Hằng nguyện ý thả chính mình rời đi nguyên nhân lớn nhất, cũng không phải là Lâm Hằng phải cho Khương Dục mặt mũi. Đến mức dạ vong yêu cùng dạ hồng trần, bọn họ bị hủy tử phủ nội thế giới cùng thần anh, hầu như phế nhân, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Thành cốt sơn dưới, niệm hình xá, Nguyệt Tranh Vanh mang theo Nguyệt Thiệu Sương đi tới thánh giả trung vũ nhà tranh. Hai người vừa tới, Nguyệt Linh Lung cũng thần sắc kích động chạy tới. Nguyệt Thiệu Sương muốn dạy dỗ chính mình nữ nhi hai câu, nhưng vẫn là nhịn được lúc này lâm hằng tự nhiên tại nhà tranh trong phòng khách ngồi xuống thưởng thức nguyệt thị hoàng tộc cung cấp trà thơm thân sắc khoan thai tự đắc không có nửa điểm vừa mới trải qua một trận đại chiến dáng vẻ tiểu huynh đệ quả thật là không tầm thường a à. người tranh vanh vừa cười vừa nói nghe được động tĩnh về sau chúng ta liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới không nghĩ còn chưa kịp làm viện thủ tiểu huynh đệ thì kết thúc chiến đấu lâm hằng đương nhiên có thể nghe được đây bất quá là lời xã giao thôi lợi hại quá lợi hại nguyệt thiệu sương tán thán nói một chiêu phía dưới cao giai thần đế cảnh tiên thiên kiếm thể thì hỏng mất làm cho người khó có thể tin bội phục bội phục hắn lần này tán thưởng ngược lại là xuất phát từ nội tâm sư tôn đã sớm nói cao giai thần đế lật không nổi bao nhiêu sóng gió nguyệt linh lung một bộ cùng có thực sự tự hào bộ dáng sư phụ lợi hại làm đồ đệ đương nhiên cũng có thể theo kiêu ngạo đến đồ nhi thanh kiếm này đưa cho người lâm hằng đem ngọc thiên tuấn trường kiếm đưa cho nguyệt linh lung vi sư đã cưỡng ép xóa đi ngọc thiên tuấn tại trong kiếm lưu lại huyết hồn cùng kiếm ý thanh kiếm này hiện tại là vô chủ chi vật hắn bây giờ có thể điều động thánh khí có á long thánh kiếm cùng vô ảnh châm đầy đủ không cần chuẩn thánh khí cấp bậc công kích pháp bảo mẫu thân liễu lăng nhi có thất tinh liệt không đao cùng thiên phong hoa trang bị đã không tính kém huống hồ lâm hàng gần nhất tại thánh giả nhà tranh đánh dấu cũng được mấy món chuẩn thánh khí nếu như không có thu đồ đệ vẻn vẹn bọn họ hai mẹ con những thứ này chuẩn thánh khí cũng sẽ để đó không dùng lãng phí. Tạ ơn sư tôn ban thưởng. Nguyệt Linh Lung cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, hoan hỉ vô cùng. Nguyệt Tranh Vanh cùng Nguyệt Thiệu Sương thì là vạn phần hâm mộ, đặc biệt là Nguyệt Tranh Vanh, làm Nguyệt Thị Hoàng tộc lão tổ cùng thánh võ môn một cái chung giai thần đế, hắn đều không có chuẩn thánh khí. Đây chính là có cái lợi hại sư tôn chỗ tốt, chuẩn thánh khí đều có thể tùy tiện ban cho đệ tử. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới vận dụng cái kia châm dài pháp bảo cần phải thánh khí a. À người tranh vanh thiện ý nhắc nhở thánh khí cũng không tốt tùy tiện bại lộ bằng không mà nói đừng nói là thần tôn sẽ trông mà thèm động ý đồ xấu sợ là liền thánh cảnh cường giả nghe nói đều sẽ sinh ra cướp đoạt ý nghĩ thánh cảnh cũng không dễ dàng gặp phải lâm hằng trả lời ngoại trừ vừa mới tấn cấp đại bộ phận thánh cảnh cường giả đều có thánh khí không cần xuất thủ cướp đoạt người khác thánh khí ngoài miệng nói như vậy kỳ thật lâm hằng cũng minh bạch mang ngọc có tội đạo lý càng có thể nghe được người tranh vanh đúng là xuất phát từ hảo tâm thánh cảnh xác thực rất khó gặp được. Nguyệt Thiệu Sương nói tiếp nói ra, thánh cảnh cường giả cũng cực ít tại bình thường tinh vực hành tẩu, bọn họ bình thường đều tại nguyên thủy bí cảnh bên trong hoặc chung quanh. Đây là Lâm Hằng lần đầu tiên nghe nói nguyên thủy bí cảnh. Thánh cảnh cường giả nguyện ý tụ tập ở lại địa phương, khẳng định không đơn giản, lấy hắn thực lực trước mắt, vẫn là đứng xa mà trông tương đối tốt. Lấy hắn tốc độ tu luyện, muốn không quá lâu liền có thể không sợ thánh cảnh. Tiểu huynh đệ, ngươi để mà ngăn cản Ngọc Thiên Tuấn đại chiêu thế nhưng là tinh thần thánh cốt. Nguyệt Tranh Vanh hiếu kỳ hỏi, không sai, Lâm Hằng gật gật đầu. Nguyên lai like, truyền thuyết là có thật, thánh cốt sơn thật có một khối thánh cốt. Nguyệt Linh Lung kinh ngạc nói ra, vì sư khối này tinh thần thánh cốt không phải thánh giả trung vũ lưu lại khối kia, mà chính là có khác xuất xứ. Lâm Hằng nói ra, có khác xuất xứ. Nguyệt Tranh Vanh cùng Nguyệt Thiệu Sương lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người rõ ràng không tin. Tinh thần thánh cốt chỉ có thể xuất từ thánh cảnh tinh thần thần thể, vô số năm qua cũng vừa ra đời trung vũ như vậy một vị tinh thần thần thể lâm hằng cũng có thể nhìn ra nguyệt tranh vanh cùng nguyệt thiệu sương không tin có điều hắn đương nhiên sẽ không giải thích quá nhiều rời đi niệm hình xá trở về nguyệt thị hoàng thành tại hoàng cung chính tâm trong điện nguyệt thiệu sương đối nguyệt tranh vanh hỏi lão tổ chúng ta có thể hay không để cho cái kia hai mẹ con cùng thánh võ môn đạt thành hòa giải ô nguyệt tranh vành nhíu mày lâm hằng hôm nay xem như một hơi báo hỏng vô cực kiếm tông ba cái thần đế trong đó còn bao gồm ngọc thiên tuấn mà vô cực kiếm tông cùng thánh võ môn chính là là tử địch chỉ bằng điểm này lâm hằng cùng với mẫu thân thì có cùng thánh võ môn đạt thành hòa giải khả năng nguyệt thiệu sương giải thích nói còn có lâm hằng thực lực rất cường hãn thánh võ môn cao tầng nếu như biết được có lẽ sẽ đàn áp lôi ra chớ nói giữa bọn hắn không có khả năng đạt thành hòa giải cho dù có khả năng chúng ta cũng không thể thúc đẩy người tranh vanh phất phất tay chặn lại nói nói tốt như vậy diệt đi lôi ra cơ hội chúng ta há có thể trắng trắng bỏ lỡ coi như muốn cùng giải cũng phải đợi đến lôi bích dương bị chém rớt về sau thế nhưng là lôi bích dương đại khái dẫn sẽ cùng theo sư tôn của hắn cùng một chỗ tới vạn nhất lâm hằng đánh không lại vị kia thần tôn cường giả nguyệt thiệu sương y nguyên rất lo lắng lâm hằng nắm giữ một cái thánh khí châm dài lôi bích dương sư tôn nếu như không có phòng bị cũng có thể vừa lên đến thì thụ trọng thương người tranh vanh híp hai mắt nói ra kể từ đó lâm hằng thì có đánh bại hắn khả năng coi như như cũ đánh không lại muốn đến cũng có thể chạy thoát đương nhiên lui một vạn bước nói lâm hằng cùng với mẫu thân cuối cùng bi thảm bất chắc chỉ cần linh lung tiên thiên đạo thai không nói trước bại lộ thánh võ môn cao tầng cũng sẽ không đối chúng ta nguyệt thị hoàng tộc ra tay dù sao chúng ta cũng không có ra tay trợ giúp lâm hằng mẹ con cũng là nguyệt thiệu sương gật gật đầu mấu chốt nhất là nếu như lâm hằng vừa lên đến dùng thánh khí tập kích không phải thần tôn cường giả mà chính là lôi bích dương đầu. người tranh vanh cười lạnh nói lôi bích dương khẳng định sẽ bị một kích diệt sát nếu như vậy lôi ra liền sẽ chỉ còn trên danh nghĩa cho đến ngày nay hắn là hết sức thống hận lôi ra cùng là thánh võ môn bên trong đại gia tộc người lôi ra chạy đến đao phong tinh tới tùy ý làm bậy kém chút hại nguyệt thị hoàng tộc tiên thiên đạo thai quả thực rất đáng hận ai chúng ta vừa mới lần nữa nhấn mạnh thần tôn cường giả lợi hại có thể lâm hằng vẫn là không có muốn rời khỏi ý tứ nguyệt thiệu sương giận dữ nói một khối tinh thần thánh cốt có thể đỡ nổi ngọc thiên tuấn toàn lực nhất kích có thể ngăn không được thần tôn cường giả toàn lực nhất kích à lâm hằng cũng không thể để món kia châm dài thánh khí uy lực hoàn toàn phát huy ra cho dù đánh lén đắc thủ cũng rất không có khả năng một kích diệt sát lôi bích dương sư tôn, thậm chí trọng thương đều làm không được. Những thứ này không cần chúng ta đi quan tâm. Nguyệt tranh vanh phân phó nói, phái người đem linh lung cho chằm chằm, đừng cho nàng lại như hôm nay một dạng dễ dàng liền rời đi hoàng cung, chạy tới niệm hình xá bên kia. Ừm, Nguyệt thiệu xương cũng biết Nguyệt linh lung đối toàn bộ Nguyệt thị hoàng tộc ý nghĩa trọng đại, không cho có nửa điểm sơ xuất. Niệm hình xá, thánh giả nhà tranh, lâm hằng nhàn nhã vô cùng. Hắn biết, coi như Dạ Hồng Trần ba người một khắc không ngừng không ngừng truyền tống, cũng muốn thời gian không ngắn mới có thể đến vô cực tình. Nếu như vô cực kiếm tông thần tôn cường giả muốn rớt tới, đồng dạng phải cần một khoảng thời gian truyền tống đi đường. Thả đi Dạ Hồng Trần ba người, Lâm Hằng vì chính là nhìn xem vô cực kiếm tông phản ứng, nếu thật là có vô cực kiếm tông thần tôn cường giả đánh tới, cũng là hắn vui lòng nhìn đến cục diện. Cho tới bây giờ, hắn có đủ thực lực đối phó thần tôn cường giả, lười nhác chạy khắp nơi khắp nơi né liên ở chỗ này chờ lấy đối phương tặng đầu người rất tốt vô cực kiếm tông đại khái dẫn sẽ không từ bỏ ý đồ nếu thật là rớt tới vô cực tinh đối bây giờ lâm hằng mà nói không nhỏ mạo hiểm dù sao đó là vô cực kiếm tông xảo huyệt tại không có quá nhiều bại lộ lá bài tẩy tình huống dưới thả dạ hồng trần ba người trở về tựa như là câu cá đem vô cực kiếm tông lớn nhất cường giả đứng đầu câu được bên này chém rớt như thế như vậy lại năm sáu ngày thời gian trôi qua Liễu Lăng Nhi ý thức đã tại thánh pháp ý cảnh bên trong dừng lại dòng dã 20 ngày. Lâm Hằng chỉ có thể một bên đánh dấu, một bên kiên nhẫn chờ. Một ngày này, mấy vị thánh võ môn cường giả truyền tống mà đến, trong đó có lôi kim đình tổ phụ, lôi ân phụ thân lôi bích dương. Ngoại trừ lôi bích dương bên ngoài, có khác hai vị thần đế, còn có một vị thần tôn cảnh cường giả. Có một vị thánh võ môn thám tử tại trước đây không lâu đến qua đao phong tinh, thăm dò được lôi kim đình mang theo lôi giang tới qua đao phong tinh. Vốn là cái này không tính là gì, có thể thám tử kia về sau nghe người ta nói, Lôi Kim Đình tại Nguyệt thị Hoàng Thành ngẫu nhiên gặp Nguyệt thị Hoàng tộc công chúa Nguyệt Linh Lung, vừa gặp đã cảm mến, đúng là trực tiếp chạy đến Nguyệt thị Hoàng cung cầu thân, kết quả lọt vào cự tuyệt, còn bị thối mắng một trận. Thám tử kia xuất phát từ hiếu kỳ, liền cẩn thận nghe ngóng một phen, hỏi thăm nhiều, hiểu rõ đến tình huống cũng liền có thêm. Thám tử kia rất nhanh nghe người ta nâng lên, Lôi Kim Đình cùng với hộ vệ Lôi Giang khả năng đã bị chém rớt. Nghe nói, có người từng xa xa nhìn đến tại thành cốt sơn phụ cận lôi kim đình cùng lôi giang cản lại nguyệt linh lung một đoàn người sau đó song phương đánh nhau có một vị cường giả bỗng nhiên xuất hiện diệt sát lôi kim đình cùng lôi giang đây cũng không phải là một chuyện nhỏ thám tử kia một cách tự nhiên tiếp tục thâm nhập sâu điều tra lại là nghe được chính mình thật đang muốn tìm nhiệm vụ mục tiêu lâm hằng cùng mẫu thân liễu lăng nhi thám tử kia hoa rất nhiều thần thạch đón mua niệm hình xá bên trong một tên thị nữ cuối cùng xác định lâm hằng cùng liễu lăng nhi liền ở tại niệm hình xá bên trong sau đó hắn truyền tống rời đi đao phong tinh đem tin tức hướng thánh võ môn cao tầng bẩm báo cái này mới có lôi bích dương một đoàn người tại hôm nay vội vàng chạy đến bọn họ không có trực tiếp đi hướng thánh cốt sơn bên kia niệm hinh xá mà chính là tới trước nguyệt thị hoàng thành bởi vì bọn hắn biết nguyệt tranh vanh sớm đã bị mời về đao phong tinh thần tôn cường giả thần niệm phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn bọn họ không lo lắng lâm hằng cùng liễu lăng nhi sẽ sớm chạy trốn buông xuống đao phong tinh một khắc này bắt đầu vị này thành võ môn thần tôn thần niệm thì trải rộng ra bao trùm ở thánh cốt sơn cùng dưới núi niệm hình xá và nguyệt thị hoàng cung lôi bích dương bọn người một cách tự nhiên gặp được nguyệt tranh vanh cùng nguyệt thiệu xương. cao chót vót lão đệ cháu của ta lôi kim đình cùng hộ vệ của hắn lôi giang có phải hay không đã chết mất rồi vừa lên đến lôi bích dương liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi ai nguyệt tranh vanh thở dài một hơi gật đầu nói thực không dám giấu dếm đúng Lôi Kim Đình cùng Lôi Giang ý đồ bắt cóc chúng ta Nguyệt thị hoàng tộc một cái công chúa, đúng lúc bị Lâm Hằng phát hiện, sau đó Lâm Hằng xuất thủ. Lâm Hằng quả nhiên là hắn, Lôi Bích Dương giận không nhịn nổi, hận ý ngập trời. Tên kia thám tử bẩm báo tin tức thời điểm, Lôi Bích Dương thì trực giác nếu như mình cháu trai thật bị chém rớt, đúng lúc cùng cháu mình tại một khỏa tinh cầu phía trên Lâm Hằng, vô cùng có khả năng thì là hung thủ. Người khác có lẽ có thực lực kia, nhưng chưa chắc có lá gan kia, có thể Lâm Hằng không chỉ có thực lực kia còn có đầy đủ lớn mật lượng, cũng có đối người lôi ra hạ thủ động cơ. Tranh Vanh Huynh, ngươi cũng sớm biết chúng ta đang tìm Lâm Hằng cùng mẹ của hắn, vì sao không rất sớm thông báo một tiếng. Một vị thánh võ môn trung giai thần đế mở miệng hỏi, đúng, lôi bích dương kịp phản ứng, người tranh vanh, ngươi giấu giếm không báo là có ý gì. Vừa đến, Lâm Hằng xuất thủ là vì cứu chúng ta nhà cô nương, chúng ta nếu như bán bọn họ hai mẹ con hành tung là một loại lấy oán báo ân bất nghĩa tiến hành. Người tranh vanh chấn định tự nhiên hồi đáp, thứ hai, Lâm hàng mẫu thân ý thức lâm vào thánh pháp ý cảnh bên trong. Trong thời gian ngắn bọn họ không sẽ rời đi, thì coi như chúng ta giấu giếm không báo, tông môn thám tử cũng sớm muộn có thể phát hiện bọn họ. Hắn sớm đoán được gặp được dạng này chất vấn, cũng sớm nghĩ kỹ cái kia giải thích như thế nào. Con ta Lôi Ân vừa mới chết không lâu, cháu ta Lôi Kim Đình lại bị độc thủ, ta hận a. À. Lôi Bích Dương cực kỳ bi ai vạn phần. Trên đường tới, hắn một mực cầu nguyện thám tử kia nghe được tin tức có sai, cháu của mình kỳ thật cũng không có bị chém rớt đáng tiếc không như mong muốn. Tranh vanh huynh, nhà các ngươi cô nương thật là để ý mình, cũng thật là tính khí đại đầu. Tên kia cùng lôi ra quan hệ thân cận chung giai thần đế âm dương quái khí nói ra, lôi kim đỉnh không xứng với nhà các ngươi cô nương sao. Nếu như nàng không có cự tuyệt, không có gọi mắng, lôi kim đỉnh sẽ không làm ra ý muốn bắt cóc sự tình, cũng sẽ không bị độc thủ. Cái này có tính hay không là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Người tranh vanh dựa vào lý lẽ biện luận, xứng với thì nhất định không thể cự tuyệt lôi kim đình tại yêu cầu thân thời điểm nói năng lỗ mãng bị chửi vài câu không phải chuyện rất bình thường chẳng lẽ lại hắn tại đao phong tinh phía trên ý đồ bắt cóc nhà chúng ta cô nương ngược lại thành lỗi của chúng ta cái kia chung giai thần đế không phản bác được người tranh vanh bất kể nói thế nào việc này không xong lôi bích dương chừng lấy hai mắt nói ra chờ chúng ta kết quả cái kia hai mẹ con nhà các ngươi nhất định phải vì cháu của ta chớt cho cái bàn giao nhà các ngươi cái kia cái gọi là công chúa nhất định phải cho cháu của ta trôn cùng Nguyệt Tranh Vanh cùng Nguyệt Thiệu Sương nghe này, nhất thời sắc mặt âm trầm rất nhiều. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía vị kia thánh võ môn thần tôn cường giả. Cái kia thần tôn tên là Hách Quỳnh, đã tu luyện gần trăm vạn năm. Lôi Bích Dương cùng thánh võ môn hiện nhậm môn chủ đều là đồ đệ của hắn. Chớt cái công chúa làm cho Bích Dương tiêu tan tức giận, cũng coi như đáng giá. Hách Quỳnh hờ hững nói ra, Nguyệt Tranh Vanh cùng Nguyệt Thiệu Sương vạn phần nổi nóng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bọn họ liệu đến Hách Quỳnh thần tôn sẽ thiên vị lôi ra, không ngờ tới đúng là thiên vị đến loại trình độ này cái này thiên vị hoàn toàn không thấy nguyệt tranh vanh cùng toàn bộ nguyệt thị hoàng tộc tôn nghiêm cùng cảm thụ nếu như là cái phổ thông hoàng tộc công chúa nguyệt tranh vanh cùng nguyệt thiệu sương có lẽ có thể nuốt xuống cơn giận này nhưng nguyệt linh lung không phải phổ thông hoàng tộc công chúa tranh vanh huynh lấy ngọc thiên tuấn cầm đầu ba vị vô cực kiếm tông thần đế cường giả có thể từng tới một tên khác đồng hành chung giai thần đế mở miệng hỏi không rõ ràng người tranh vanh còn chưa mở miệng nguyệt thiệu sương trước lên tiếng đáp có lẽ tới qua, chúng ta không thể phát hiện, có lẽ chưa có tới. Người tranh vanh không nói gì thêm, càng không có vạch Nguyệt Thiệu Sương nói dối. Lôi Bích Dương cùng Hách Quỳnh thần tôn thái độ, khiến Nguyệt tranh vanh 10 phần trái tim băng giá. Nguyệt Thiệu Sương hiển nhiên không nghĩ thấu lộ bất luận cái gì liên quan tới Lâm Hằng mẹ con tin tức. Nguyệt tranh vanh lúc này cũng giống như nhau ý nghĩ. Hai người bọn họ ước gì Lâm Hằng có thể đem cái này bốn cái thánh võ môn cường giả chém rớt sạch sành xanh, bao quát Hách Quỳnh thần tôn. Ngọc Thiên Tuấn ba người tốt nhất cũng tại, hôm nay sư tôn tự mình xuất thủ rất nhiều ba cái vô cực kiếm tông thần đế cường giả xem như thu hoạch ngoài ý muốn lôi bích dương sát khí trên người rất nặng đi thôi cái kia đi chiếu cố cái kia hai mẹ con hách quỳnh thần tôn cất bước đi ra tòa đại điện này tiếp theo thả người phi lên lôi bích dương chờ ba vị thánh võ môn thần đế theo thật sát chúng ta cũng đi người tranh vanh mang theo nguyệt thiệu xương cũng rời đi nguyệt thị hoàng cung bởi vì biết hách quỳnh thần tôn thần niệm đã phóng thích bao phủ hoàng cung thậm chí cả tòa hoàng thành Nguyệt Tranh Vành không dám để cho Nguyệt Thiệu Sương đi đem Nguyệt Linh Lung giấu đi. Tại thần tôn thần niệm bao trùm phía dưới, Nguyệt thị hoàng tộc cũng vô pháp lặng yên không tiếng động giấu kín Nguyệt Linh Lung. Hiện tại, Nguyệt Tranh Vành cùng Nguyệt Thiệu Sương nhiều ít có chút hối hận, sớm biết liền để Nguyệt Linh Lung theo Lâm Hằng mẹ con cùng rời đi, coi như không theo Lâm Hằng mẹ con, cũng nên sớm đi để Nguyệt Linh Lung đơn độc rời đi, trốn. Bọn họ coi là lôi ra cùng Hách Quỳnh thần tôn như thế nào phẫn nộ, như thế nào quá phận, cũng sẽ không đem Nguyệt Linh Lung cho thế nào, sự thật chứng minh bọn họ quá lạc quan. Lâm Hằng lo lắng mới là chính xác. Đã dạng này, không có cách, chỉ có thể hy vọng lấy Lâm Hằng coi như đánh không lại hách quỳnh thần tôn, cũng có thể mang theo Nguyệt Linh Lung cùng một chỗ thoát đi đao phong tình. Rất nhanh, một đoàn người thuận lợi đến Thánh Cốt Sơn phía dưới. Lâm Hằng, đi ra vì con ta lôi ân, cháu ta lôi kim đỉnh trôn cùng. Ngăn cách đại khái 200 trượng, đưa thân vào giữa không trung lôi bích dương, hướng về phía niệm hình xá nộ hống. Mấy vị thánh võ môn cường giả thần niệm bên trong, thánh giả trong túp lều có một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, vừa mới nộ hống qua lôi bích dương, ngạc nhiên cúi đầu, bụng của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn tử phủ nội thế giới hàng rào bị đâm phá, hắn thần anh bị bắn thủng, tại một cỗ cường đại lực lượng rào sát dưới, đã bắt đầu sụp đổ. Một cái gần như trong suốt châm dài pháp bảo, từ hắn phía sau xuyên thấu mà ra, một cái xoay quanh về sau, bay trở về niệm hình xá thánh giả nhà tranh. Tương tự một màn, Nguyệt Tranh Vanh cùng Nguyệt Thiệu xương gặp qua, hai người đều là trong lòng cười lạnh bảo ngươi càn rỡ có bản lĩnh tiếp tục cuồng a à. lôi bích dương vừa lên đến liền bị thánh khí châm dài tập kích đây là hai vị nguyệt thị hoàng tộc cường giả hy vọng nhất nhìn đến tình huống thánh khí hách quỳnh thần tôn cũng không nhịn được kinh hô một tiếng lấy kiến thức của hắn tự nhiên nhận ra đạt được cái kia châm dài chính là thánh khí không thể nghi ngờ kinh hô sau đó hách quỳnh thần tôn trong mắt nổi lên nồng đậm tham lam thần thái ha ha vốn cho là lâm hằng chỉ có chuẩn thánh khí có chuẩn thánh khí cũng đáng được hắn cái này thần tôn xuất thủ một lần. Không nghĩ, Lâm Hằng thế mà còn có chân chính thánh khí, kiếm lợi lớn nha. Hách Quỳnh thần tôn không có vì đồ đệ mình lôi bích dương thụ trọng thương mà ưu phiền, ngược lại bởi vì phát hiện nơi này có một kiện thánh khí mà cảm thấy phấn khởi. Cái này thánh khí quy ta Hách Quỳnh, siêu, một lần tập kích về sau, Lâm Hằng theo thánh giả nhà tranh bay vào niệm hình xá giữa không trung, xa xa cùng mấy vị thánh võ môn cường giả rằng co. Lôi bích dương, cái kia cho ngươi nhi tử cùng ngươi tôn tử chôn cùng người là chính ngươi lâm hằng nắm vô ảnh châm hư lạnh nói ra nuôi không dạy lỗi của cha lôi ân cùng lôi kim đình như vậy phách lối cũng là ngươi cho quen có thể nói là ngươi hại chết bọn họ ngươi ngươi lôi bích dương thần anh đã sụp đổ thân thể cũng là cực độ bất ổn nội tâm tự nhiên vô cùng hoảng sợ ngay cả lời đều nói không trôi chảy trước khi đến hắn chỉ biết là lâm hằng mẫu thân liễu lăng nhi đánh thắng được một cái bình thường chung giai thần đế không rõ lắm lâm hằng chiến lược thế nào hắn vẫn cảm thấy lâm hằng khả năng không bằng liễu lăng nhi coi như lâm hằng so liễu lăng nhi mạnh hơn cũng sẽ không cường quá nhiều chính mình chí ít có cùng lâm hằng nhất chiến thực lực hắn như thế nào cũng không ngờ tới lâm hằng một lần xuất thủ mình trở thành một tên phế nhân hắn tự nhiên nghe được sư tôn tiếng kinh hô thật không thể tin nhìn lấy lâm hằng trong tay nắm chặt cái kia châm dài thanh khí tiểu tử này tại sao có thể có thanh khí hai vị khác đồng hành mà đến chung giai thần đế cũng là cái tim đập nhanh vô cùng. Hai người đồng thời đang tự hỏi một vấn đề, nếu như Lâm Hằng đến đón lấy dùng cái kia châm dài công kích mình, chính mình có thể ngăn cản hoặc tránh thoát sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Sau đó, thân sắc của bọn hắn càng khẩn trương lên. Bọn họ lặng yên nhìn về phía hách quỳnh thần tôn, hy vọng vị này chính mình tông môn thần tôn cường giả có thể cấp tốc chém rớt Lâm Hằng. Tránh cho Lâm Hằng lấy cái kia thánh khí châm dài công kích bọn họ. Hừ, nhóc con chớ có cản rỡ. Hách quỳnh thần tôn hét lớn thời khắc, thi triển lĩnh vực thần thông. Thận trọng lý do, vị này thần tôn tế ra chính mình chuẩn thánh khí phẩm cấp chiến giáp, làm cho bao lấy toàn thân. Hắn có thể làm chuẩn thánh khí uy năng toàn bộ phát huy ra, dù cho bị đối phương thánh khí châm dài đánh trúng, cũng không đến mức thụ trọng thương. Chiến giáp hộ thể đồng thời, hách quỳnh thần tôn trong tay cũng nhiều hơn một thanh chuẩn thánh khí phẩm cấp trường giản. Thần tôn lĩnh vực quả nhiên so thần đế lĩnh vực cường đại hơn nhiều rất nhiều. Thần đế lĩnh vực cơ hồ đều là vô hình vô sắc khí chàng ba động, thần tôn lại khác. Hách Quỳnh thần tôn lĩnh vực giống như một cái to lớn vô cùng hỏa cầu bên trong tràn ngập vô số nóng rực hỏa hồng ánh sáng hỏa hệ tự nhiên pháp tắc chi lực tàn phá bừa bãi hoàn toàn bài xích còn lại thể hệ tự nhiên pháp tắc cũng có thể khiến ở vào cái này thần tôn trong lĩnh vực thần đế cảnh đối thủ không cách nào thi triển thuộc tại lĩnh vực của mình thần thông sư tôn cho chúng ta báo thù a lôi bích dương hô to mang theo tiếng khóc nước nở hai mắt đều đỏ yên tâm tiểu tử này hôm nay hẳn phải chớp không nghi ngờ. Hách Quỳnh Thần Tôn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hằng, hắn có chút buồn bực, chính mình Thần Tôn lĩnh vực tựa hồ không có cho Lâm Hằng mang đến áp lực quá lớn. "Lão già kia, đừng thổi, rớt ta, ngươi còn kém xa lắm đâu." Lâm Hằng xác thực thi triển không ra chính mình lĩnh vực, hắn vừa mới tiến vào thần đế cảnh không lâu, tại đối mặt Thần Tôn cường giả lúc, lĩnh vực của hắn có thể phát huy ra uy thế 10 phần có hạn, nhưng hắn không cần thi triển lĩnh vực thần thông. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hằng thi triển thời không ngưng kết thần thông, vô cực kiếm tông cường giả biết hắn có như thế một cái thần thông sẽ có phòng bị thánh võ môn cường giả nhưng không biết vô cực kiếm tông cường giả không có đạo lý đem tình báo này nói cho thánh võ môn coi như nói cho cũng không sao dù sao làm sao đều có thể giam cầm đối phương một đoạn thời gian trong khoảnh khắc một vòng thời không gợn sóng bao phủ ra kết quả là bao quát hách quỳnh thần tôn ở bên trong một đám thánh võ môn cường giả phát giác hót thảy đều dường như đình chỉ các loại tự nhiên pháp tắc cũng có phân chia cao thấp thời không pháp tắc không thể nghi ngờ cao hơn nhiều hỏa hệ pháp tắc cho nên giờ phút này thì liền hách quỳnh thần tôn lĩnh vực đều bị áp chế gắt gao ở đánh mất nguyên bản uy thế hưu vô ảnh châm lại lần nữa xuất kích một kích phía dưới chưa có thể bắn thủng hách quỳnh thần tôn trên người chiến giáp bất quá cái kia chiến giáp bị đánh trúng địa phương xuất hiện rõ ràng vết rách lâm hằng khống chế vô ảnh châm công kích hai vị khác chung giai thần đế đồng thời tay cầm á long thánh kiếm vò thẳng đến hách quỳnh thần tôn trước người sau đó hắn liên tục chém mạnh mười mấy kiếm không cách nào động đậy hách quỳnh thần tôn bị một thanh thánh kiếm liên tục trọng kích trên người chuẩn thánh khí phẩm cấp chiến giáp rất sắp hoàn toàn sụp đổ bất quá thần tôn thần thể quả thực cường hãn tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới bị chặt mấy cái kiếm đúng là không có trực tiếp tứ phân ngũ liệt chỉ là nhiều chút sâu xa vết thương đương nhiên đây cũng là bởi vì lâm hằng không thể đem á long thánh kiếm toàn bộ uy năng thi triển đi ra bằng không một kiếm cũng có thể diệt hách quỳnh thần tôn thần thể thời không ngưng kết thần thông rất nhanh tiêu tán dù sao còn muốn áp chế hách quỳnh thần tôn lĩnh vực uy năng không có khả năng tiếp tục quá lâu hách quỳnh thần tôn rốt cục khôi phục tự do tri thân có thể đi theo hắn tới hai vị trung giai thần đế cũng đã thần anh sụp đổ thì liên chính hắn thần thể đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hắn dị thường ảo não nếu như sớm biết lâm hằng có thời không ngưng kết thần thông hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như thế liền chúng phải chiêu sư tôn lôi bích dương vạn phần hoảng sợ Sư tôn của mình vậy mà kém chút bị xử lý. Ngươi có thể đi bồi con cháu của ngươi. Lâm Hằng cánh tay vung lên, vô ảnh châm gào thét bay vụt. Lần này nó trực tiếp bắn thủng lôi bích dương đầu, vẫn diệt lôi bích dương thần hồn châu. Ta không muốn chết a. À. Lôi bích dương hồi hộp cùng trong tuyệt vọng, ý thức cấp tốc tiêu tán. Ngay trước chính mình sư tôn trước mặt, mình bị chém rớt. Loại kết quả này, lôi bích dương là làm sao cũng không ngờ tới. Hai vị khác thánh võ môn trung giai thần đế càng thêm thấp thỏm lo âu nhưng bọn hắn đã bị diệt thần anh nếu như hách quỳnh thần tôn không dẫn bọn hắn rời đi bọn họ căn bản không thể trốn đi đâu được cách đó không xa nguyệt tranh vanh cùng nguyệt thiệu sương hai mặt nhìn nhau cái này lâm hằng cũng quá khỏe khoắn đi lâm hằng có thể diệt lôi bích dương đây là tại hai người trong dự liệu dù sao lôi bích dương thực lực kém xa ngọc thiên tuấn nếu như lâm hằng lấy vô ảnh châm đánh lén lôi bích dương bị diệt sát rất bình thường có thể lâm hằng là ngay trước hách quỳnh thần tôn trước mặt cường thế vô cùng đánh diệt lôi bích dương thần hồn châu cái này không đồng dạng. Dọa dạ người hơn chính là, vừa mới lâm hàng kém chút liền hách quỳnh thần tôn đều tiêu diệt. Nếu như loại kia có thể phong tỏa thời không thần thông thời gian duy trì một chút lâu một chút, hách quỳnh thần tôn hôm nay sợ là cũng muốn nằm tại chỗ này. Mà lại, lâm hằng trong tay thanh trường kiếm kia nhìn lấy giống như cũng là thánh khí A, á long thánh kiếm. Hách quỳnh thần tôn nhìn lấy lâm hằng trường kiếm trong tay, cảm thấy khá quen. Á long dù sao cũng là lang gia tinh vực đản sinh thánh cảnh cường giả, mà lại càn hư tông chỗ Á Long Tinh tại Thánh Võ Môn trong địa bàn. Cho nên Hách Quỳnh Thần Tôn từng có duyên gặp mặt thành thánh sau Á Long, may mắn được chứng kiến Á Long Thánh Kiếm. Lúc này hắn cảm thấy, Lâm Hằng Trường Kiếm trong tay cùng Á Long Thánh Kiếm rất giống. Lâm Hằng Thanh Trường Kiếm này cũng là thánh khí phẩm cấp. Hách Quỳnh Thần Tôn đích thân thể nghiệm qua Thanh Trường Kiếm này uy lực, đương nhiên sẽ không phán đoán sai lầm. Không sai, đây chính là Á Long Thánh Kiếm. Lâm Hằng cười nói, người lão già này cũng là tính toán có chút kiến thức ngươi ngươi là á long thánh giả trọng sinh hách quỳnh thần tôn hỏi trước theo lại lắc đầu liên tục không đúng á long thánh giả vừa mới chớt đi hơn 10 năm mà lấy tu vi của ngươi không có khả năng chỉ có hơn 10 tuổi nghe hắn nói như vậy người tranh vanh cùng nguyệt thiệu sương lần nữa nhìn lẫn nhau liếc một chút hai người đều ở trong lòng hô to hách quỳnh thần tôn ngươi sai a à? gia hỏa này cũng là chỉ có hơn 10 tuổi a à? hai người trong lòng biết lôi ra thậm chí thánh võ môn đều đối lâm hằng mẹ con hiểu quá ít hai người đã sớm suy đoán lâm hằng có thể là thánh cảnh trọng sinh lúc này nghe hách quỳnh thần tôn nói như vậy một cách tự nhiên suy đoán lâm hằng vô cùng có khả năng cũng là á long thánh giả trọng sinh không phải vậy lâm hằng vì sao lại có á long thánh kiếm vì sao lại đi đến á long tinh càn hư tông ở một đoạn thời gian còn có một chút rất trọng yếu á long thánh giả năm đó đã từng đến qua đao phong tinh tối qua niệm hình xá thánh võ môn lần này quá lỗ mãng a à. người tranh vanh thầm thở dài nói á à long thánh giả năm đó cùng thánh võ môn quan hệ còn là rất không tệ không cần biết ngươi là người nào hôm nay ngươi đều phải đền tội hách quỳnh thần tôn khôi phục chấn định nhưng ngôn ngữ chi tế lại là khuôn mặt dữ tợn hiển nhiên đã là cực kỳ bại hoại đường đường thần tôn lại bị một cái tuổi trẻ thần đế đánh thành bộ này bộ dáng chật vật cơn giận của hắn cùng sát ý đều nhanh đem thân thể no bạo chỗ lấy không có vội vã xuất thủ là bởi vì hắn muốn một lần nữa tích xúc lĩnh vực của mình uy năng hắn đương nhiên có thể nhìn ra lâm hằng không cách nào phát huy ra thánh khí toàn bộ uy năng thánh khí tại lâm hằng trong tay cũng liền so chuẩn thánh khí cường một chút mà thôi chỉ cần lâm hằng không thể lần nữa thi triển loại kia phong cấm thời không thần thông hắn cũng không cần quá e ngại hắn chắc chắn chính mình có thể gánh vác được lâm hằng một đợt công kích lâm hằng tuyệt đối gánh không được hắn một lần công kích lão già kia hôm nay muốn đền tội chính là ngươi lâm hằng thân hình thoát một cái chia ra làm bốn đây là vô tướng thiên ma sát ba bộ phân thân hóa thành cự kiếm theo ba phương hướng công hướng hách quỳnh thần tôn cùng lúc đó lâm hằng bản tôn đã dơ cao á long thánh kiếm thi triển tinh diệu tam trọng kích lâm hằng đương nhiên không thể tụ tập toàn bộ loạn thạch tinh hệ tinh thần chi lực hắn cũng không cần đó là đồ thánh uy năng mà mình lúc này mục tiêu chỉ là cái thần tôn dành dụng đao phong tinh tinh thần chi lực là đủ rồi kinh khủng đao phong tinh tự nhiên tinh thần sức mạnh to lớn điên cuồng hướng á long thánh kiếm tụ tập mà đến phát chước động vô tướng thiên ma sát là vì tranh thủ phát động tinh diệu tam trọng kích thời gian bất quá hách quỳnh thần tôn tuy nhiên thần thể thụ trọng thương thậm chí tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nhưng hắn dù sao cũng là hàng thật giá thật thần tôn cường giả thần thể trọng thương đối chiến lực của hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn chí ít hắn có thể tại thần tôn lĩnh vực gia trì dưới thi triển ra sự cường đại của hắn công kích hắn thần anh thoát ly từ phủ nội thế giới thoáng qua cùng thần thể dung hợp lại cùng nhau đây mới là thần tôn cường giả mạnh nhất hình thái nếu như thần thể không có thụ trọng thương vậy thì càng tốt hơn hô hách quỳnh vung lấy trường giản quét ngang một vòng tuy nhiên đem ba bộ phân thân cự kiếm đánh tan nhưng cũng bị chấn động đến thần thể thương thế tăng thêm thể nội khí huyết hỗn loạn thì liên chiếm hữu thần anh đều hứng chịu tới cực đại trùng kích thần thể bất ổn trên thân lại không có chuẩn thánh khí phẩm cấp chiến giáp dù cho hách quỳnh là thần tôn cũng không có khả năng nhẹ nhõm trọi cứng lâm hằng vô tướng thiên ma sát càng cao công lực phẩm chất cùng càng thêm mạnh mẽ thể chất phát động vô tướng thiên ma sát càng thêm cường hãn lâm hằng công lực phẩm chất rất cao Lâm Hằng thể chất càng là mạnh ngoại hạng. Bất luận như thế nào, Hách Quỳnh Thần Tôn chặn vô tướng thiên ma sát, rớt, Hách Quỳnh Thần Tôn không có khả năng một mực bị động bị đánh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đã bị quán chú đại lượng thần lực chuẩn thánh khí trường giản bị hắn vung tay vung ra. Cái kia trường giản toàn thân thần quang bốn phía, tại hỏa hệ thần tôn lĩnh vực ra chỉ dưới, giống như một đầu hỏa long, uy thế kinh người. Giờ khắc này, người tranh vanh cùng Nguyệt Thiệu Xương đều là vô cùng khẩn trương. Hách Quỳnh Thần Tôn lấy chuẩn thánh khí phát động công kích, mang theo hỏa hệ pháp tắc sức mạnh to lớn lâm hàng khối kia tinh thần thánh cốt không có khả năng ngăn cản được lâm hàng không có lần nữa vận dụng khối kia tinh thần thánh cốt dùng cũng trợ giúp không lớn làm hách quỳnh thần tôn trường giản mang theo uy thế hủy thiên diệt địa mà đến lâm hàng tâm niệm nhất động sớm tại tử phủ bên trong liền bị thần anh thúc giục thánh long giáp mặc vào người hô thánh long giáp vừa mới xuất hiện thì phóng xuất ra một vòng lồng ánh sáng màu vàng bành lồng ánh sáng màu vàng bị cái kia trường giản phút chốc đánh tan nổ nát vụn vì đầy trời điểm sáng màu vàng óng theo sát lấy cái kia trường giản đầu nhọn đánh trúng lâm hàng lồng ngực nhưng lại bị thánh long giáp giáp phiến ngăn trở không được tiến thêm cái kia trường giản lôi cuốn lấy lực lượng cường đại mãnh liệt như cuồng chiều điên cuồng cọ rửa thánh long giáp cùng lâm hàng thân thể có bộ phận lực lượng có thể thông qua thánh long giáp tác dụng trong rừng hàng trên thân có thể bộ phận này lực lượng quá ít lâm hàng thân thể mạnh mẽ vô cùng ngăn cản bộ phận này lực lượng một chút vấn đề không có càng sẽ không nhận nửa điểm tổn thương cái này, hách quỳnh thần tôn nhìn ngây người, không ai so với hắn rõ ràng, hắn một kích này lợi hại đến mức nào. Coi như trên người đối phương bỗng nhiên xuất hiện chiến giáp là thánh giáp, thụ này một kích, đối phương chí ít sẽ thụ trọng thương, chí ít sẽ thủ huyết bay ngược. Đáng tiếc cũng không có, hai vị khác thánh võ môn trung giai thần đế cũng là hoàn toàn mắt choáng váng, thần tôn cường giả toàn lực nhất kích đều không đủ sao. Lâm Hằng trên người chiến giáp chẳng lẽ cũng là thánh khí phẩm cấp? Nguyệt Thiệu Sương ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà hỏi, tựa như là, người tranh vanh cảm giác hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt một cái thần đế đại chiến thần tôn vậy mà một điểm không rơi vào thế hạ phong thánh giáp hách quỳnh thần tôn rất mộng coi như lâm hằng thật sự là á long trọng sinh nắm giữ á long thánh kiếm tương đối tốt lý giải thế nhưng là cái kia châm dài cùng cái này thánh giáp lại là ở đâu ra cũng là á long kiếp trước thì có á long chỉ là cái phổ thông thánh cảnh có thể đồng thời nắm giữ ba kiện thánh khí lúc này lâm hằng tinh diệu tam trọng kích đã hoàn thành xúc thế vốn là bị hắn dơ cao á long thánh kiếm rời tay bay ra xoay quanh ở trên không ông á long thánh kiếm một trận chấn động tiếp theo chỗ chui kiếm xuất hiện một cái to lớn vầng sáng cái kia vầng sáng dường như từ không đếm lấm ta lấm tấm tụ tập mà thành ông á long thánh kiếm chui kiếm về sau lại xuất hiện một cái càng lớn vầng sáng ông á long thánh kiếm lần thứ ba mãnh liệt rung động cái thứ ba cự đại quang hoàn nổi lên ba cái vầng sáng một cái sau so một cái to lớn một cái sau so một cái khí thế kinh người tinh diệu tam trọng kích vốn là cường đại lấy thánh kiếm thi triển ra tinh diệu tam trọng kích không thể nghi ngờ càng thêm cường đại cũng không phải thần tôn cường giả có thể ngăn cản hách quỳnh thần tôn mí mắt trực nhảy trong lòng báo động liên tiếp phát sinh hắn cũng có thể cảm thấy được trên đỉnh đầu sắp rơi xuống công kích vô cùng kinh khủng mấu chốt nhất chính là nếu như là bị chuẩn thánh khí khóa chặt hắn có thể thoát khỏi cái này khóa chặt lại có thể đào tẩu bây giờ cũng là bị chân chính thánh khí khóa chặt muốn chạy trốn cũng trốn không thoát chỉ có thể trọi cứng, mà trọi cứng xuống chàng tám thành sẽ rất thê thảm. Đi chết a, à, Hách Quỳnh Thần Tôn huy động trường giản, lần nữa phát động đại chiêu công kích. Lần này, Lâm Hằng lấy vô ảnh châm nghênh kích trường giản. Trường giản bị đánh bay, nhưng Hách Quỳnh Thần Tôn lại là vọt tới phụ cận, một trường vỗ nát Thánh Long giáp phóng thích ra lồng ánh sáng màu vàng. Bàn tay của hắn hung hăng đập vào Lâm Hằng lồng ngực, lại cùng cái kia trường giản lần trước công kích một dạng, bị Thánh Long giáp nhẹ nhõm ngăn cản. Hách Quỳnh Thần Tôn vạn phần bất đắc dĩ, lâm hằng trên người thánh giáp quá mạnh sẽ dỡ xuống hắn hơn phân nửa lực công kích hắn non nửa lực lượng thông qua thánh giáp lại căn bản đối lâm hằng không tạo thành tổn thương chút nào hách quỳnh thần tôn nghĩ đến linh hồn công kích hắn còn chưa bắt đầu thi triển lại là mình trước chúng chiêu lâm hằng đối hách quỳnh thần tôn thi triển nhiếp hồn hung nhãn thần thông bất quá lấy hắn linh hồn cảnh giới hắn nhiếp hồn hung nhãn đối một vị thần tôn cường giả không tạo thành uy hiếp chỉ có thể để hách quỳnh thần tôn xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt ý thức hoảng hốt lâm hằng cũng chỉ là thử một chút mà thôi hách quỳnh thần tôn thần hồn lực lượng mãnh liệt mà ra lại cấp tốc ngưng tụ thành một chùm ỉ vào linh hồn cảnh giới càng cao cái này một chùm như kiếm bàn sắc bén linh hồn chùm sáng thuận lợi xâm nhập lâm hằng thức hải sau một khắc hách quỳnh thần tôn thì buồn bực phát hiện lâm hằng trong thức hải lại có một kiện chuẩn thánh khí cấp bậc linh hồn phòng ngự loại hình pháp bảo cái kia pháp bảo hình dung một tôn chung lớn bao lại lâm hằng thần hồn châu cùng pháp tướng tùy tiện ngăn cản cái kia đạo linh hồn chùm sáng công kích Hách quỳnh thần tôn gọi là một cái tức giận a à. Lẽ ra, thần tôn sát thần đế vô cùng dễ dàng, có rất nhiều chiêu số có thể dùng. Nhưng hắn đối lâm Hằng thi triển các loại chiêu số, đều vô dụng. Bạch, á long thánh kiếm tại ba cái to lớn vầng sáng thôi thúc dưới, gần hư không chém về phía hách quỳnh thần tôn đỉnh đầu. Hách quỳnh thần tôn vội vàng huy động trường giản, đón lấy á long thánh kiếm. Hai kiện pháp bảo tiếp xúc trong nháy mắt, chuẩn thánh khí phẩm cấp trường giản phút chốc nổ tung. Tinh diệu tam trọng kích ra chỉ hạ Á Long Thánh Kiếm, chí ít phát huy ra mạnh nhất uy năng ngũ thành. Đừng nói là ngũ thành, thanh khí ba phần uy năng cũng không phải chuẩn thánh khí có thể ngăn cản. À, hách quỳnh thần tôn mái đầu bạc trắng bay múa, trường giản đã hủy, hắn đành phải tại kêu thảm một tiếng đồng thời, để thần anh cùng thần thể thoát ly. Hắn lấy trọng thương thần thể ngăn cản Á Long Thánh Kiếm, kết quả chính là thần thể cùng thần hồn đều bị một kiếm chém chớt. Hách quỳnh thần tôn muốn lấy thần anh bỏ chạy, Lâm Hằng đương nhiên không thể khiến hắn toại nguyện. Lâm Hằng đã sớm chuẩn bị, cánh tay vung lên, Vô ảnh châm lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. ưu làm vô ảnh châm lúc xuất hiện lần nữa. Hách Quỳnh Thần tôn thần anh Mi Tâm xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Chỗ Mi Tâm hỏa diễm đạo ấn tán loạn. Thần đế thần anh có đạo vết, thần tôn thần anh có đạo ấn. Đạo ấn là từ vô số đạo vết tụ hợp mà thành. Tiêu chí lấy hoàn toàn nắm giữ một loại tự nhiên pháp tắc. Ta hối hận a. À. Cái kia thần anh thét dài một tiếng, bị thanh khí vô ảnh châm bắn thủng, liên tự bạo cơ hội đều không có, chỉ có thể cấp tốc tán loạn giữa thiên địa mặt khác hai cái thánh võ môn trung giai thần đế đã bị hủy tử phủ cùng thần anh bọn họ gặp lôi bích dương cùng hách quỳnh thần tôn tuần tự bị chém rớt dọa đến liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn không biết sao tốc độ của bọn hắn kém xa vô ảnh châm chỉ có thể lần lượt bị đuổi kịp cũng chém rớt phiên phức hai vị thu thập một chút đi lâm hằng xa xa liếc mắt nguyệt tranh vanh cùng nguyệt thiệu xương liếc một chút sau đó thu hồi rất nhiều pháp bảo rơi vào niệm hình xá nguyệt tranh vanh cùng nguyệt thiệu xương hoàn toàn chỗ tại trong lúc khiếp sợ thật lâu không cách nào tỉnh táo lại lôi bích dương bị chém rớt là bọn họ kỳ vọng cũng là bọn hắn trong dự liệu có thể sẽ xuất hiện tình huống có thể hách quỳnh thần tôn cũng bị chém rớt mà lại lâm hằng cơ hồ không có bỏ ra cái giá gì đây là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến tại bọn họ muốn đến lâm hằng có thể cùng hách quỳnh thần tôn đánh cái ngang tay thì rất đáng quý thần đế vượt cấp chém rớt thần tôn vậy mà thật sự có người có thể làm được cũng không trách bọn họ trước đó đoán trước không đến dù sao bình thường thần đế làm sao có thể đồng thời nắm giữ ba kiện thành khí A. À. Nguyên lai hắn thật không phải tự cho mình quá cao, không phải tự tin quá mức, hắn là thật có thể đối phó thần tôn cường giả. Nguyệt Thiệu Sương Kinh Thán nói ra, chẳng lẽ thánh cảnh trọng sinh vẻn vẹn khôi phục lại thần đế cảnh, liền có thể lợi hại như thế. Ai biết được, Nguyệt Tranh Vanh cười khổ lắc đầu, thánh võ môn gặp nạn rồi. Bây giờ thánh võ môn, không có thần tôn cường giả, cao giai thần đế cũng chỉ còn lại có môn chủ một người. Không có thần tôn, lại như thế nào có thể tại lang gia tinh vực bên trong được xưng tụng đỉnh phong đại thế lực như thế nào giữ được trước kia khống chế những cái kia tinh hệ một khi hách quỳnh thần tôn chiến tử tin tức truyền ra thánh võ môn kẻ thù tất nhiên sẽ rớt đến tận cửa thánh võ môn hủy diệt chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn lão tổ chúng ta làm sao bây giờ nguyệt thiệu sương nhíu mày hỏi chúng ta muốn hay không trực tiếp tuyên bố lui ra thánh võ môn đương nhiên muốn thối lui ra khỏi người tranh vanh híp mắt nói ra thì lấy lôi ra khinh người quá đáng hách quỳnh thần tôn quá phận thiên vị vì lý do lui ra đi giao quang tinh hệ vô cực tinh đã rời đi đao phong tinh hơn 10 ngày dạ hồng trần cùng dạ vong ưu mang theo ngọc thiên tuấn thần anh rốt cục trở về tông môn đây là cái gì tình huống vô cực kiếm tông đương đại tông chủ ngọc thiên hình nhìn lấy chính mình ba cái thần đế thảm trạng vạn phần tức giận cùng nghi hoặc chẳng lẽ lại các ngươi đụng phải thù địch tông môn thần tôn cường giả không phải dạ vong ưu buồn bực nói muốn là đụng phải thù địch thần tôn chúng ta căn bản về không được tông chủ chúng ta tại loạn thạch tinh hệ đao phong tinh tìm được lâm hằng cùng liễu lăng nhi gia dạ hồng trần bẩm báo nói chúng ta cùng lâm hằng đại chiến một trận có thể lâm hằng thực lực viễn siêu dự liệu của chúng ta hắn dùng một khối thánh cốt ngăn cản thiên tuấn sư huynh kiếm 11, mà lại hắn còn có một cái châm dài bộ dáng thành khí thánh cốt thành khí ngọc thiên hình kinh ngạc mà nói hắn có thể thôi động thành khí đúng vậy hắn có thể dạ vong ưu gật đầu nói ta cùng hồng trần tử phủ cùng thần anh cũng là bị món kia thánh khí cho phá hủy vậy các ngươi là như thế nào chạy trốn ngọc thiên hình càng thêm nghi hoặc ba vị chính mình thần đế đều thành bộ dáng này lẽ ra bị lưu lại không khó chúng ta vốn là không có cơ hội đào thoát là lâm hằng cố ý thả đi chúng ta ngọc thiên tuấn thần anh mở miệng nói lâm hằng nói ta là khương dục thân thúc cho nên hắn cho khương dục một bộ mặt tha tính mạng của chúng ta cho khương dục mặt mũi ngọc thiên hình chân mày nhíu chặt hơn nghe tựa hồ coi như hợp tình hợp lý dù sao hắn cùng mẹ ruột của hắn xác thực cùng khương dục quan hệ không tệ Thế nhưng là, ta trực giác không có đơn giản như vậy. Đúng vậy a, à. Ngọc Thiên Tuấn thần anh nói tiếp, nếu thật là cho khương dục mặt mũi, liền sẽ không đem ta Tiên Thiên kiếm thể làm hỏng, còn cưỡng ép lưu lại ta chuẩn thánh khí kiếm binh, hai chúng ta bị hủy tử phủ cùng thần anh, cũng cơ hồ biến thành phế nhân. Dạ Hồng Trần đắng chát nói tiếp, một lần xuất động, hao tổn ba cái thần đế, trong đó còn có một cái cao giai thần đế cảnh Tiên Thiên kiếm thể. Đối với vô cực kiếm tông mà nói, mặc dù không là có tính chất hủy diệt đả kích, lại cũng coi là nguyên khí đại thương lâm hằng còn nói nếu như chúng ta tiếp tục trả thù đi xuống hắn sẽ trực tiếp rớt tới vô cực tinh đến để cho chúng ta vô cực kiếm tông từ đó tại thần giới xóa tên dạ vong ưu lại bổ sung có điều ta cảm thấy hắn chỉ là đang hù dọa người hắn chỗ lấy không có chém rớt chúng ta là không muốn cũng không dám làm quá tuyệt hại sợ chúng ta thần tôn cường giả xuất động có loại khả năng này ngọc thiên tuấn thần anh phụ họa nói tên kia nếu như không có một khối thánh cốt chưa hẳn chống đỡ được kiếm của ta 11. Bất quá, thể chất của hắn cùng thần thông đều rất lợi hại, coi như không có cái kia thánh khí châm dài, cũng có thể tùy tiện diệt sát cao giai thần đế. Thánh khí xem ra thật sự là thánh cảnh trọng sinh không thể nghi ngờ. Ngọc Thiên Hình bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên, Lâm Hằng không chỉ có thể xuất ra chuẩn thánh khí, bây giờ liền chân chính thánh khí đều lấy ra, hiển nhiên không chỉ có là thánh cảnh trọng sinh, mà lại trọng sinh thời điểm mang theo kiếp trước chữ vật pháp bảo. Lúc trước Ngọc Thiên Hình phân phó Dạ Hồng Trần cần phải bắt sống Lâm Hằng. Đen có thể là thánh cảnh trọng sinh Lâm Hằng mang về đến Vô Cực Tinh, kỳ thật vì chính là muốn từ Lâm Hằng trên thân khai quật lợi ích. Tỷ như thánh cảnh cường giả nắm giữ tu luyện công pháp cùng các loại lợi hại thần thông kỹ pháp, tỷ như có phải hay không đem kiếp trước bảo vật giấu kín tại một nơi nào đó. Đáng tiếc là, không chỉ có không thể như nguyện bắt sống hoặc chém rớt Lâm Hằng, ngược lại gây ra một cái đại phiền toái. Cái này đại phiền toái đã khiến Vô Cực Kiếm Tông hao tổn một cái cao giai thần vương cảnh bất diệt kiếm thể cùng ba cái thần đế, đen dạ hồng Trần ba người an bài thỏa đáng về sau, Ngọc Thiên Hình một mình đi tới tông môn phía sau núi, nơi này mai táng Vô Cực Kiếm Tông vô số tổ tiên, nơi này có một tòa thảo xá, bên trong ở một vị thủ mộ lão nhân, Ngọc Thiên Hình xuyên qua trùng điệp cấm trận, đi tới thảo xá trước mặt, hướng về phía đóng cửa gỗ cúi đầu thi lễ, ngũ sư thúc, đệ tử Ngọc Thiên Hình cầu kiến, một lát sau, cái kia cửa gỗ từ từ mở ra, từ đó đi ra một vị trống quải trượng lão nhân. Lão nhân mặt mũi nhăn nheo, dường như đã là gần đất xa trời. Hắn tên là nơi này người thủ mộ, kỳ thực là Ngọc Thiên Hình Ngũ Sư Thúc Thanh Phong Thần Tôn. Vô cực kiếm tông bây giờ chỉ có một vị thần tôn cường giả. Chuyện gì? Thanh Phong Thần Tôn mười phần tùy ý ngồi ở ngưỡng cửa, mặt không thay đổi hỏi. Tông môn gần nhất gặp phải một chuyện phiền toái, chỉ sợ chỉ có làm phiền thần tôn xuất thủ mới có thể giải quyết. Ngay sau đó, ngọc thiên hình đem vô cực kiếm tông cùng lâm hằng mẹ con gút mắc kỹ càng giảng thuật một lần ngũ sư thúc lúc này tông môn đã cùng mẹ con bọn hắn không đội trời chung chúng ta không có lựa chọn nào khác chỉ có thể hết tất cả khả năng chém rớt bọn hắn ngọc thiên hình tổng kết nói ngươi có hay không cẩn thận nghĩ tới lâm hằng chỗ lấy thả đi thiên tuấn ba người ý đồ chân thật là cái gì thanh phong thần tôn hỏi hẳn không phải là thật phải cho ta cái kia con riêng mặt mũi cũng không phải nhân từ nương tay đoán chừng là sợ sợ chúng ta thần tôn cường giả trả thù ngọc thiên hình đáp a thanh phong thần tôn liếc mắt ngọc thiên hình liếc một chút trong đôi mắt mang theo mấy phần đùa cợt diệt ngươi đệ đệ tiên thiên kiếm thể diệt mặt khác hai cái thần đế thần anh cái này cũng gọi sợ hãi a ngọc thiên hình giật mình không có trực tiếp chém rớt cũng là có lưu chỗ trống nếu thật là chẳng sợ hãi gì không dứt khoát giết sạch chi hồ đồ thanh phong thần tôn hừ lạnh nói chẳng lẽ không có thể là người ta cố ý thả người của chúng ta trở về để cho chúng ta có thể tiếp tục phái người đi chịu chết. Cái này, Ngọc Thiên Hình ngây dại, điều đó không có khả năng a, à? vì cái gì không có khả năng? Thanh Phong Thần Tôn hỏi ngược một câu, lại nói, người ta thế nhưng là nói rõ, nếu như chúng ta tiếp tục trả thù, hắn thì sẽ trực tiếp rớt tới vô cực tinh đến, ngươi thật sự cho rằng người ta lời này là hù dọa chúng ta, chẳng lẽ không phải? Ngọc Thiên Hình cũng hỏi ngược một câu, trong lòng của hắn không phục, nghĩ thầm không phải mình hồ đồ, là ngũ sư thúc giả nên hồ đồ rồi hiện tại kỳ thật còn có hòa hoãn quan hệ chỗ trống dù sao mẹ con bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không có ăn nửa điểm thua thiệt thanh phong thần tôn nói ra một khi ta xuất thủ song phương mới là thật chỉ có thể ngươi chớt ta sống ta có thể trực tiếp chém rớt bọn hắn đương nhiên không còn gì tốt hơn có thể vạn nhất chém rớt không được đâu coi như ta sẽ không bị bọn họ chém rớt chỉ cần để bọn hắn theo ta thủ hạ đào thoát chờ thực lực của bọn hắn trở nên càng thêm cường đại vô cực kiếm tông sợ là thật sẽ tại thần giới xóa tên Ngọc Thiên Hình không có nói tiếp. Hắn cảm thấy mình ngũ sư thúc thật bị hù dọa mất mật, càng ra càng cẩn thận, làm việc sợ đầu sợ đuôi, vô cùng sợ hãi gặp bất chắc. Nào có nhiều như vậy vạn nhất a, à. ta đã lão hủ, không nhìn thấy hy vọng trở thành thánh, chỉ cần tại lúc còn sống kiên trì đến vô cực kiếm tông lại sinh ra một cái thần tôn. Thanh Phong Thần Tôn nói ra, ngươi cùng Thiên Tuấn đều là tiên thiên kiếm thể, vốn là đều có hy vọng tại ta thọ nguyên hao hết trước đó trở thành thần tôn, nhưng hôm nay Thiên Tuấn hiển nhiên là không được ngươi muốn cố gắng gấp bội không nên bị những cái kia tục sự cùng cừu hận phân tâm thiên hình ghi nhớ dạy bảo ngọc thiên hình tâm lý minh bạch ngũ sư thúc cái gọi là tục sự chỉ chính là mình có cái con riêng sự tình ai cái kia bất diệt kiếm thể cũng thật là đáng tiếc thanh phong thần tôn thở dài nói tại thần giới chính là như vậy bất kỳ người nào đều phải từng bước cẩn thận ai cũng không biết chính mình cái gì thời điểm thì một chân đá vào trên miếng sắt ngũ sư thúc chúng ta đã tổn thất nặng nề chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy ngọc thiên hình kiên trì lại hỏi người ta nói có gan trực tiếp rớt tới vô cực tinh đến chúng ta không ngại thuận nước đẩy thuyền mời hắn đến vô cực tinh đi một lần liền nói chúng ta có ý cùng hắn hòa giải thanh phong thần tôn trả lời muốn cùng giải đương nhiên là bọn họ cùng vô cực kiếm tông tối cường giả đạt thành ước định nếu như hắn đề nghị để chúng ta tối cường giả đi cái kia biên hòa giải thì đối với hắn nói chúng ta tối cường giả tình huống đặc thù tạm thời không cách nào rời đi vô cực tinh ngũ sư thúc Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi nếu như làm sao cũng không nguyện ý đến đâu. Ngọc Thiên Hình hỏi tiếp, ngươi vẫn luôn là cái mười phần người thông minh, vấn đề này khó không được ngươi đi. Đệ tử ngu dốt, mời ngũ sư thúc chỉ rõ, bọn họ là từ hạ giới thần tiêu đại lục phi thăng lên tới. Tại hạ giới, bọn họ sẽ có hay không có cái gì lo lắng. Thanh phong thần tôn giống như có hàm ý nói, bọn họ chỉ là một đôi mẹ con. Lâm Hằng chẳng lẽ không có phụ thân, Liễu Lăng Nhi chẳng lẽ không có phu quân cùng khác thân quyến. Đệ tử minh bạch, Ngọc Thiên Hình bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới ý thức tới, vẫn là ngũ sư thúc lợi hại a. À. Thời gian cực nhanh, Liễu Lăng Nhi ý thức tại thánh pháp ý cảnh bên trong dừng lại gần năm thời gian 10 ngày, rốt cục trở về tự thân. Sử dụng trong khoảng thời gian này, Lâm Hằng cũng đem thánh cốt sơn cùng niệm hình xá lông cừu bắt không sai biệt lắm. Mẫu thân, cảm giác như thế nào? Phần này thể nghiệm rất tươi đẹp. Liễu Lăng Nhi mỉm cười đáp, dường như tự mình đã trải qua một trận ngọt ngào ấm áp ái tình, làm cho người ngây ngất về sau, linh hồn cảnh giới cũng tăng lên không ít. Đó là đương nhiên, Lâm Hằng nhắc nhở, ý thức của ngươi tiến vào là thánh pháp ý cảnh, ẩn chứa trong đó thánh giả Trung Vũ lưu lại rất nhiều cảm ngộ. Tại tăng cao tu vi phương diện không bằng Càn Hư Tông thánh pháp tẩy lễ, nhưng thắng ở có thể tăng lên tâm cảnh, tránh cho về sau sinh ra tâm ma. Nguyên lai là thánh pháp ý cảnh, Liễu Lăng Nhi gật gật đầu, ở trong quá trình này, bởi vì ý cảnh bên trong đã trải qua chút quanh co cố sự, ta kém chút không có gánh vác, còn tốt Ta tại trước đây không lâu tiếp thụ qua Thánh pháp Tẩy Lễ, đạt được không ít tự nhiên pháp tắc phương diện cảm ngộ, không phải vậy cũng không phải là kém chút không có gánh vác, mà là căn bản gánh không được. Hằng Nhi, ngươi có muốn hay không cũng để cho ý thức đi vào kinh lịch một phen." Lâm Hằng lắc đầu nói, "Ta không vội, muốn chờ một chút." "Chờ cái gì?" Liễu Lăng Nhi nghi hoặc hỏi, "Ngươi tại Thánh pháp ý cảnh trong khoảng thời gian này cũng không quá bình, Thánh võ môn cùng vô cực kiếm tông cường giả đều từng tìm tới." Lâm Hằng đem trước đó một ít chuyện nói đơn giản nói. Chém rớt thần tôn. Liễu Lăng Nhi trừng lớn hai mắt. Nhi tử ngươi có thể quá biêu hãn nha. Nàng sớm biết Lâm Hằng mạnh hơn chính mình không ít. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn có thể chém rớt thần tôn cảnh cường giả. Chỉ là chém rớt thánh võ môn thần tôn. Vô cực kiếm tông đồng dạng có thần tôn. Lâm Hằng nói ra, vô cực kiếm tông thần tôn khẳng định là kiếm tu. Đoán chừng thực lực mạnh hơn so với thánh võ môn thần tôn không ít. Không đem vấn đề này giải quyết, ta sao có thể yên tâm đem ý thức rơi vào thánh pháp ý cảnh bên trong. Ừm, Liễu Lăng Nhi rất rõ ràng, chính mình là đánh không lại thần tôn cường giả. Sư tôn, có một vị tự xưng là bằng hữu của ngươi người cầu kiến. Lúc này, Nguyệt Linh Lùng đi tới, tại nhà tranh ngoài cửa bẩm báo nói. Liễu Lăng Nhi xoay người, cười tủm tỉm nhìn về phía Nguyệt Linh Lung. Nguyệt Linh Lung lúc này mới phát hiện Liễu Lăng Nhi đã khôi phục thanh tỉnh, vội vàng cúi đầu ân cần thăm hỏi. Linh Lung bái kiến sư tổ mẫu, sư tổ mẫu. Liễu Lăng Nhi giật mình, một lát sau mới ý thức tới, chính mình nhi tử đồ đệ xác thực so với chính mình đã chậm hai bối, còn tốt, Nguyệt Linh Lung nhìn lấy giống như là mười mấy tuổi tiểu cô nương, bị nàng xưng hô sư tổ mẫu, Liễu Lăng Nhi tuy nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Linh Lung cô nương không cần đa lễ, Liễu Lăng Nhi bước nhanh đi ra nhà tranh, giúp đỡ Nguyệt Linh Lung một thanh, nhìn lấy thanh thuần động lòng người Nguyệt Linh Lung, Liễu Lăng Nhi càng xem càng hài lòng. Đáng tiếc là nhi tử đồ đệ, không thể thành con dâu. Liễu Lăng Nhi tự nhiên đã sớm nghe chính mình Nhi Tử nói qua, hắn đã cùng Đông Phương Giao giải trừ hôn ước. Đến mức Nhi Tử Lâm Hằng cùng đoan mộc lan chất gái hôn ước, chỉ là miệng hôn ước mà thôi, chính mình Nhi Tử một mực không có rõ ràng biểu thị tán thành cái kia hôn ước. Ta đây là suy nghĩ cái gì đâu, Liễu Lăng Nhi trong lòng thầm mắng mình, Nhi Tử mới đưa gần 11 tuổi, ta gấp làm gì à. Tại Nguyệt Linh Lung dẫn dắt dưới, Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi đi tới niệm hinh xá tiền viện một gian phòng khách. Người tới xác thực coi là Lâm Hằng bằng hữu, hắn không là người khác chính là thiên đao môn môn chủ khương dục hướng lâm hằng cùng liễu lăng nhi phân biệt bắt chuyện qua khương dục dâng lên một phong thiếp mời lâm hằng lật xem thiếp mời đọc trong đó nội dung thiếp mời là lấy vô cực kiếm tông tông chủ ngọc thiên hình danh nghĩa phát ra mời lâm hằng cùng liễu lăng nhi tiến về vô cực tinh thương lượng song phương và biết điều nghi đây là nội dung chủ yếu còn có cảm tạ lâm hằng buông tha ngọc thiên tuấn ba người lời khách sáo cũng nâng lên vô cực kiếm tông thanh phong thần tôn tạm thời không tiện rời đi vô cực tinh cho nên chỉ có thể mời Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi đi một chuyến. Tóm lại ngôn từ mười phần thành khẩn, thái độ tràn ngập hiền lành. Nhìn qua cái này Phong Thiếp mời Lâm Hằng trên mặt mỉm cười như gió, trong lòng âm thầm mắng to. Hắn muốn câu cá, không ngờ đối phương không chỉ có không mắc câu, ngược lại đem hắn nhất quân. Chẳng lẽ mình chém rớt Hách Quỳnh Thần Tôn sự tình đã để vô cực kiếm tông tông chủ biết rồi, không đi vô cực tinh ra vẻ mình chột dạ cũng lộ ra là mình không muốn cùng giải, mà lại để Khương Dục chạy tới đưa thiếp mời cũng là một cái rất tốt thiết kế lâm hằng tiểu huynh đệ ta rất cảm tạ ngươi có thể cho ta mặt mũi buông tha ta cái kia thúc có thể ngươi không biết a à. ta cùng cái kia thúc quan hệ một mực rất tồi tệ gặp lâm hằng đã đọc xong thiếp mời khương dục cười khổ nói ngươi coi như trực tiếp chém rớt hắn ta cũng sẽ không có đối ngươi có nửa điểm ý kiến đương nhiên không có chém rớt càng tốt hơn chí ít lúc này là tranh thủ đến cùng vô cực kiếm tông hòa giải cơ hội ta cái kia chỉ còn lên đồng anh thúc thúc về sau gặp ta tâm lý bao nhiêu sẽ tồn lấy mấy phần cảm kích. Dù sao cũng là người thân thúc thúc, có thể không rớt, ta tự nhiên là sẽ không rớt. Việc đã đến nước này, Lâm Hằng không ngại bán Khương Dục một bộ mặt. Các ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đi vô cực tinh? Khương Dục hỏi, Hằng Nhi, chúng ta không thể đi, vạn nhất có bẫy, chúng ta tại vô cực tinh phía trên đánh nhau chớt sống sẽ rất ăn thiệt thòi. Liễu Lăng Nhi vượt lên trước tỏ thái độ, nàng cũng nhìn qua cái kia phong thiếp mời nội dung, trực giác không thích hợp. Người ta tông chủ thịnh tình mời, không đi một chuyến không thích hợp à. Lâm Hằng nói ra, đi là khẳng định phải đi, không phải vậy vấn đề không chiếm được giải quyết triệt để, trung quy phiền nhiễu ở buồng tim, bất quá, cũng muốn chờ một cái thích hợp thời gian sẽ đi qua. Khương môn chủ, làm phiền ngươi giúp đỡ hồi phục một chút vô cực kiếm tông, liền nói trong vòng 10 năm, ta chắc chắn sẽ đi vô cực tinh một chuyến, không có vấn đề. Khương Dục sảng khoái đáp ứng, 10 năm, tại thần giới tuyệt không tính là thời gian quá dài, lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, uống chút tử. Khương Dục mới hài lòng rời đi. Hằng Nhi, xem ra vô cực kiếm tông cường giả là không sẽ chủ động rớt tới. Đưa đi Khương Dục, Liễu Lăng Nhi vừa cười vừa nói, bọn họ mời chúng ta đi vô cực tinh, một bước này đi được 10 phần tinh diệu. Chúng ta thật đi, bọn họ liền sẽ chiếm cứ chủ động, có thể thật cùng chúng ta hòa giải, cũng có thể thiết lập hạ bẫy dập hại chúng ta. Chỉ cần chúng ta có ưu thế tuyệt đối thực lực, thì không sợ bọn họ chơi âm mưu quỷ kế. Lâm Hằng nói ra, thời gian 10 năm đầy đủ. Lâm Hằng đoán chừng, nếu quả thật có thời gian 10 năm, mình coi như không đến được thánh cảnh, cũng nên có thể tới thần tôn cảnh. Dù sao bây giờ có thể xác định một điểm, Vô Cực Kiếm Tông cường giả không còn dám tùy tiện tìm tới cửa trả thù. Sau đó, Lâm Hằng hướng mẫu thân Liễu Lăng Nhi cùng Nguyệt Linh Lung dặn dò vài câu về sau, trở về thánh giả nhà tranh, yên tâm để ý thức của mình tiến nhập bức họa kia thánh pháp ý cảnh bên trong. Khương Dục đi Vô Cực Tinh phải cần một khoảng thời gian, coi như Vô Cực Kiếm Tông cường giả đối với mình hồi phục không hài lòng không muốn cho mình thời gian 10 năm, quyết định chủ động xuất kích. Bọn họ cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể truyền tống đến loạn thạch tinh hệ, cho nên Lâm Hằng không cần quá lo lắng. Liễu Lăng Nhi bắt đầu vì chính mình nhi tử hộ pháp, Nguyệt Linh Lung thì là trở lại Nguyệt Thị Hoàng Thành. Mời chính mình lão tổ cùng phụ hoàng chằm chằm truyền tống pháp trận bên kia, một khi phát hiện trạng huống dị thường liền hướng niệm hình xá truyền tin thông báo. rồi đi đao phong tinh về sau, Khương Dục một khắc không ngừng không ngừng truyền tống. Dùng hơn 10 ngày thời gian, Hắn mới chuyển tống đến Vô Cực Tinh. Đao Phong Tinh dù sao cũng là thánh võ môn địa bàn, mà Vô Cực Tinh thì là Vô Cực Kiếm Tông hạch tâm khu vực, giữa hai bên cách xa nhau vô cùng xa xôi. Khương Dục gặp được phụ thân của mình Ngọc Thiên Hình, nói rõ Lâm Hằng đối cái kia phong thiếp mời hồi phục, biết, vất vả ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, sau đó về U Diễm Tinh hệ đi thôi. Ngọc Thiên Hình hướng chính mình con riêng phất phất tay, sau đó đứng lên rời đi. Khương Dục trong lòng rất là bất mãn, nhưng cũng không nói gì hắn cũng không có tại vô cực tinh phía trên nghỉ ngơi mà chính là trực tiếp lấy truyền tống pháp trận rời đi ngọc thiên hình lại đến tông môn phía sau núi tại cái kia ở giữa thảo xá cửa gặp đến ngũ sư thúc thanh phong thần tôn 10 năm thanh phong thần tôn nhíu mày hắn nói 10 năm chứng minh hắn cảm thấy 10 năm đầy đủ đầy đủ hắn trưởng thành đến có thể quét ngang vô cực tinh trình độ không phải là không có cái này khả năng ngọc thiên hình nói tiếp trước mắt hắn cũng liền không đến 11 tuổi đã có đủ để chém rất cao giai thần đế thực lực lại cho hắn thời gian 10 năm, có trời mới biết hắn sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Vậy cũng chớ cho hắn thời gian 10 năm. Thanh phong thần tôn hờ hững nói ra, phái người đi ưu diễm tinh hệ, mở ra thần tiêu đại lục cùng thần giới phi thăng thông đạo. Đệ tử Minh Bạch, Ngọc Thiên Hình lúc này quay người rời đi. Loạn thạch tinh hệ, đao phong tinh, thanh cốt sơn dưới, niệm hình xá, thánh giả trong túp lều, lâm hằng ý thức đang ở vào bức họa thánh pháp ý cảnh bên trong. Ý cảnh thế giới 10 phần chân thực chân thực đến Lâm Hằng đều khó mà xác định chính mình trải qua hết thảy là thật là giả. Tại ý thức của hắn rơi vào ý cảnh thế giới ngay từ đầu, hắn về tới kiếp trước, nằm tại bệnh viện một chương trên giường bệnh, vừa mới mở hai mắt ra, hắn thấy được một tên hói đầu trung niên bác sĩ nam, còn có hai tên y tá, cuối cùng cứu sống. Bác sĩ nam thở dài một hơi, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Đây là Lâm Hằng mờ mịt tứ phương, tiểu hỏa tử, cảm giác thế nào? Bác sĩ nam hỏi, có chút chóng đầu lòng buồn bực lâm hằng trả lời rất bình thường không cần quá lo lắng bác sĩ nam mỉm cười nói ngươi phải cứu nữ sinh kia mọi chuyện đều tốt a à, lâm hằng nghĩ tới mình tại vượt qua trước gặp phải một người nữ sinh sơ xuất rơi vào trong hồ hắn lúc ấy không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nhảy hồ cứu người kết quả nữ sinh kia không chỉ có không biết bơi còn trong nước nắm chắc hắn mù hoạt động cuối cùng hắn hao hết thể lực cũng không có cứu người thành công hắn bị chớt đuối sau đó linh hồn xuyên việt đến thần tiêu đại lục bác sĩ nam mang theo hai tên y tá rời đi phòng bệnh không bao lâu một người mặc quần áo bệnh nhân nữ sinh đi đến người tốt ta gọi phương nhạc cái kia sơ xuất rơi xuống nước nữ sinh phương nhạc đi đến trước giường bệnh hướng về phía lâm hàng cuối người chào thật sâu bọn họ đều nói may mắn mà có ngài một mực để đầu của ta lộ ở trên mặt nước ta mới không có bị chớt đuối cám ơn ngài không khách khí lâm hằng nhìn nhiều phương nhạc hai mắt phát hiện nữ sinh này mặt mũi thanh tú cực kỳ đẹp đẽ mà lại lúc này hắn một mực tại suy nghĩ một vấn đề mình rốt cuộc vượt qua hay chưa chính mình trước đó vượt qua kinh lịch sẽ không phải chỉ là một giấc mộng biện pháp tốt nhất cũng là nhìn xem cái kia vô địch đánh dấu hệ thống còn ở đó hay không trên thân kết quả lại là cái kia hệ thống hết rồi hắn hệ thống gọi không có đạt được đáp lại trong óc của hắn cũng mất hệ thống mặt bảng không có hệ thống nhà kho từ đó lúc bắt đầu lâm hằng càng thêm hoài nghi mình trước đó vượt qua kinh lịch chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi mấy ngày kế tiếp Lâm Hằng Thành thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng, có truyền thông đến phỏng vấn, có làm quan đến phát giấy khen cùng 5 vạn đồng tiền tiền thưởng. Phương Nhạc mỗi ngày đều sẽ đến nhìn hắn, đưa tới cho hắn ăn uống, còn có không ít đồ dinh dưỡng. Phương Nhạc là người sinh viên đại học, năm nay năm thứ tư đại học, học chính là âm nhạc. Đầu năm nay, nàng thành một tên dẫn chương trình, học tập sau khi, tại trực tiếp bình đài phòng trực tiếp ca hát. Lúc đó nàng truyền bá ngoài trời, vừa đi vừa kêu, cho nên mới sẽ sơ xuất rơi vào trong hồ. Phương Nhạc gia đình điều kiện coi như không tệ, phụ mẫu kinh doanh một nhà chuyên môn bán màn cửa cửa hàng, một năm có thể kiếm lời cái 30-50 vạn. Lâm Hằng tại nằm viện trong lúc đó, Phương Nhạc phụ mẫu cũng tới phòng bệnh thăm hỏi qua hắn một lần, bất quá chỉ nói là chút cảm kích lời khách sáo thì vội vàng rời đi. Sau khi xuất viện, Lâm Hằng tiếp tục tại một nhà chuyển phát nhanh công ty đi làm. Công ty lão bản cũng cho hắn một vạn khối khen thưởng, không phải lão bản đến cỡ nào thiện lương hào phóng, mà là vì tuyên truyền công ty chính diện hình tượng. Lão bản này bình thường khác trừ tiền lương thời điểm hung ác đây, sau khi xuất viện hoàng hôn hôm ấy, Phương Nhạc chạy tới tiếp Lâm Hằng Tan ca, nàng vừa cười vừa nói, phòng trực tiếp thủy hữu nhóm đều nói ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta cần phải lấy thân báo đáp đâu, ta nào có cái kia phúc khí, Lâm Hằng lắc đầu liên tục, chính mình hiển nhiên không xứng với Phương Nhạc, chính mình không có lên qua đại học, nếu như không phải lần này cứu người đến không ít tiền thưởng, hắn đều muốn nghèo đói, ngươi thì không muốn đuổi theo một chút thử một chút vạn nhất thành công đâu phương nhạc khích lệ nói ngươi bây giờ xác thực nghèo một chút nhưng ngươi không chỉ có nhân phẩm tốt mà lại dài đến thật đẹp trai à vẫn là chờ ta trước phấn đấu mấy năm có đầy đủ tiền vốn rồi nói sau lâm hằng thành khẩn trả lời ta hiện tại không có tư cách nói chuyện yêu đương đặc biệt là cùng ngươi dạng này nữ sinh nói chuyện yêu đương cái kia sẽ chỉ làm ta một mực ở vào tự ti trong trạng thái ngươi không thể nghĩ như vậy phương nhạc nói ngươi cần phải hóa áp lực vì động lực nếu như hai chúng ta nói chuyện yêu đương ngươi thì có sung túc phấn đấu động lực miễn được bản thân cùng nam sinh khác một dạng trực tiếp nằm ngửa có phấn đấu động lực cũng phải phù hợp thực tế a à? lâm hằng bĩu môi nói ra lại nói coi như ta nguyện ý truy ngươi ngươi có thể đáp ứng ta rất khỏe truy vậy thì tốt ta hiện tại thì hỏi ngươi ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao ta nguyện ý a à, lâm hằng có chút mộng coi như rất dễ dàng truy cũng không đến mức một truy thì đuổi tới a à? bất luận như thế nào người ta nữ sinh đều đáp ứng lâm hằng nếu như lại kháng cự lời nói thì lộ ra quá làm kiêu tiếp đó lâm hằng cùng phương nhạc đã trải qua một hồi ngọt ngào yêu đương thời gian tại phương nhạc giật dây dưới lâm hằng từ đi chuyển phát nhanh công ty công tác dùng những cái kia tiền thưởng thanh toán một cỗ nhỏ xe con tiền đặt cọc bắt đầu chạy lên lưới ước xe phương nhạc vẫn là đến trường cùng trực tiếp cách mỗi một ngày sẽ cùng lâm hằng hẹn hò một lần bọn họ hẹn hò rất đơn giản cũng là ha ha cơm nhìn xem phim ngẫu nhiên đi khu vui chơi đi dạo một vòng đến mức loại kia tu tu sự tình bọn họ là một lần đều chưa từng có nhiều nhất cũng là rắt rắt tay lâm hằng vẫn cảm thấy phương nhạc không phải thật tâm có thể phương nhạc lại tại trực tiếp thời điểm để hắn ra kính là rất hào phóng hướng thủy hữu nhóm thừa nhận lâm hằng là bạn trai của nàng cái này lại để lâm hằng cảm thấy phương nhạc đúng là đến thật thế mà như thế ở chung được hơn hai tháng sau lâm hằng phát hiện phương nhạc lại có nôn ngén tình huống lâm hằng một chút chú ý một chút thì tùy tiện nhìn ra phương nhạc cái bụng đã hơi hơi nhô lên không sai phương nhạc mang thai hai tử không phải lâm hằng trong nháy mắt lâm hằng giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh hắn rốt cuộc minh bạch phương nhạc vì cái gì cổ vũ chính mình truy nàng vì cái gì một truy thì đuổi tới tay phương nhạc hiển nhiên sớm phát hiện mình mang thai đây chính là trong truyền thuyết đổ vỏ sao lâm hằng tự diễu cười khổ phương nhạc thật sự là giỏi tính toán a à. một phương diện cho trong bụng hài tử tìm một cái cha một phương diện còn lấy được rất nhiều người tán dương để cho nàng tại phòng trực tiếp thủy hữu trước mặt lập xuống tri ân đầu báo người tốt thiết lập vì báo đáp người khác ân cứu mạng một đại mỹ nữ cam nguyện cho rất nghèo ân nhân làm bạn gái mặc cho ai nghe nói cố sự này đều sẽ đối phương vui vô cùng khâm phục lâm hằng vô cùng thương tâm trước đó ở chung để hắn thật sâu yêu mến phương nhạc yêu càng sâu thương tổn càng hung ác hắn cảm nhận được lòng như đao cắt cảm giác cả người kém chút không điên mất nếu không phải một mực lặp đi lặp lại nói với chính mình chính mình vượt qua có thể là thật hiện tại kinh lịch chính là thánh pháp ý cảnh chế tạo ra huyễn tượng hắn rất có thể tinh thần sụp đổ đã phát hiện vấn đề lâm hằng đương nhiên sẽ không chịu đựng coi như hắn có thể chịu phương nhạc cái kia càng lúc càng lớn cái bụng cũng sẽ để phương nhạc chính mình nhất định phải giải thích một chút đứa nhỏ này là ta phòng trực tiếp cái kia bảng một đại ca đối mặt lâm hằng chất vấn phương nhạc không có chút nào bối rối mười phần bình tĩnh nói ta cùng hắn chỉ có qua một lần nhưng lại không cẩn thận trúng thưởng trong nhà của hắn vô cùng có tiền Cha của hắn là công ty lên sàn đại cổ đông, nhưng hắn không sẽ lấy ta. Điểm này hắn rõ ràng nói qua. Hắn biết ta mang thai về sau, vẫn muốn để cho ta nạo thai, ta không nguyện ý. Hắn chơi ta, còn hố ta, ta sao có thể để hắn hài lòng. Ta muốn đem hài tử sinh ra tới, để hắn ra nuôi dưỡng phí. Cái này một khoản nuôi dưỡng phí, người bình thường người đời cũng không kiếm được. Liền xem như ba mẹ của ta cũng giống vậy. Phương Nhạc rất thẳng thắn nói ra tiếng lòng của mình. A à, Lâm Hằng cười khổ một tiếng ta lần kia rơi xuống nước, kỳ thật cũng không phải là chính ta không cẩn thận, mà là có người cố ý đẩy ta một thanh. Phương Nhạc nói tiếp, tin tưởng ngươi cũng có thể đoán được, cũng là cái kia bảng nhất đại ca muốn muốn hại chết ta. Đáng tiếc ta không có chứng cứ, nhưng ta sẽ không lại cho hắn cơ hội hạ thủ. Ta đã đem ta cùng hắn ở giữa sự tình toàn bộ chỉnh lý thành một phần văn kiện, chỉ cần ta lại ra sự tình, cái kia phần văn kiện liền sẽ ra ánh sáng. Lâm Hằng trầm mặc nghe, không nói một lời nếu như ngươi có thể đem đứa bé này coi như con đẻ cái kia bút nuôi dưỡng phí ngươi cũng có tư cách chia sẻ phương nhạc nói bổ sung không phải ta xem thường ngươi ngươi không có lên qua đại học cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại bản sự mặc kệ ngươi làm sao phấn đấu chỉ ít tại lúc còn trẻ ngươi gần như không có khả năng có cái gì triển vọng lớn nhưng bây giờ lại có một cái để ngươi hàm ngư phiên thân cơ hội tốt chúng ta đi kết hôn chờ ta sinh hạ hài tử cầm tới cái kia bút nuôi dưỡng phí về sau ngươi có thể tiếp tục cùng ta bảo trì quan hệ vợ chồng cũng có thể phân một khoản tiền ly hôn không thể không nói đối với một cái nghèo tiểu tử tới nói phương nhạc đề nghị rất mê người thấy thế nào lâm hằng đều không có ăn cái thiệt thòi gì tuy nói sẽ rơi cái ly dị thân phận lại cũng đã nhận được một khoản có chút phong phú bổ khuyết hắn tuổi trẻ đẹp trai nếu có tiền mua một bộ phòng về sau tái hôn không phải việc khó ta không xác định đến cùng có thể cầm tới bao nhiêu nuôi dưỡng phí ta chỉ có thể hướng ngươi hứa hẹn ngươi có thể cầm tới nuôi dưỡng phí 10%, Phương Nhạc gặp Lâm Hằng nãy giờ không nói gì, còn nói thêm, kỳ thật loại chuyện này, ta tìm người khác một dạng có thể hoàn thành, nguyện ý phối hợp nam nhân của ta khẳng định rất nhiều, chỗ lấy tuyển ngươi, cũng là tồn lấy báo đáp ngươi ý nghĩ, nói thật, nếu như ngươi là thật tâm thích ta, ta có thể sẽ phối hợp ngươi. Suy nghĩ thật lâu, Lâm Hằng rốt cục mở miệng, nhưng hiển nhiên ngươi cũng không thích ta, đã có rất nhiều người có thể giúp ngươi, vậy ngươi thì biến thành người khác đi người bình thường đều rất chán ghét bị lừa gạt đặc biệt là một người nam nhân tao ngộ loại này lừa gạt bất quá người bình thường cũng hơn nửa không bỏ nổi loại này hàm ngư phiên thân cơ hội tốt lúc này lâm hằng đối với mình vượt qua kinh lịch nửa tin nửa ngờ có thể cái kia vượt qua kinh lịch cũng để cho tâm tình của hắn phát sinh cực đại chuyển biến không có linh hồn xuyên việt dị thế kinh lịch hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt phương nhạc chê ta cho thiếu phương nhạc nhíu mày hỏi cùng tiền nhiều ít không quan hệ lâm hằng lạnh nhạt lắc đầu ngươi là xem thường ta loại này coi trọng tiền bạc nữ nhân sao không phải ta mới vừa nói có thể lựa chọn người khác giúp đỡ cái kia lúc trước hiện tại không được phương nhạc nói ra ta đã tại phòng trực tiếp không chỉ một lần để ngươi xuất hiện nói ngươi là bạn trai của ta cái này khiến ta lựa chọn thế nào người khác tới giúp đỡ người khác giúp đỡ cùng sinh con thời gian cũng không khớp a à. bụng của ta đã lộ ra lớn coi như ta không trực tiếp cũng không cách nào hướng cha mẹ ta giải thích coi như ta van ngươi ta có thể đa phần ngươi một điểm tiền phương nhạc gấp một bên năn nỉ một bên điểm đạm đáng yêu nước nở ai tốt a à. lâm hằng thở dài gật đầu phía trước hơn hai tháng ở chung tích lũy cảm tình giờ phút này phát huy tác dụng hận là thật hận thích cũng không phải giả nếu như không có mang thai chuyện này tại lâm hằng trong suy nghĩ phương nhạc quả thực là cái hoàn mỹ bạn gái nàng thanh xuân tịnh lệ dáng người vô cùng tốt nàng hoạt bát sáng sủa tài nghệ không tầm thường dù sao cũng là giúp một chút mà thôi đợi nàng cầm tới mình muốn khoản tiền kia ta lại cùng nàng tách ra. Ta cũng sẽ không thua thiệt cái gì, coi như là đối nàng cho ta một đoạn mỹ hảo ái tình kinh lịch hồi báo đi. Lâm Hằng ở trong lòng đối với mình nói như vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bởi vì có ngăn cách, Lâm Hằng đối phương vui biến đến lãnh đạm. Có lẽ là sợ hãi Lâm Hằng đổi ý, phương nhạc thì là đối với hắn càng tốt hơn. Nàng dùng nàng trực tiếp thu nhập cho Lâm Hằng mua hàng hiệu, thường xuyên mang theo Lâm Hằng đi ăn tiệc, thậm chí chủ động giúp Lâm Hằng thu thập phòng. dân ra, cái này khiến lâm hằng có như vậy trong nháy mắt cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt nếu như có thể cùng phương nhạc một mực như thế qua đi xuống mình có thể đạt được hạnh phúc có một ngày phương nhạc bỗng nhiên đối lâm hằng nói ta phát hiện ta giống như thật thích ngươi có lẽ đây chính là lâu ngày sinh tình đi ảo giác mà thôi lâm hằng lại là trả lời thật muốn là thích ta tối nay tại ta cái kia ở một đêm đi tốt lâm hằng không nghĩ tới phương nhạc thế mà sảng khoái đáp ứng vào lúc ban đêm phương nhạc tại lâm hằng mướn trong phòng ngủ lại hai người thận trọng phát sinh quan hệ lâm hằng là muốn dùng cái này khảo nghiệm phương nhạc một mực đang chờ phương nhạc kiếm cớ sớm rời đi có thể nàng cũng không có mà lại rất vui vẻ tiếp nhận hết thảy lâm hằng một cách tự nhiên cho rằng phương nhạc xác thực thích chính mình nếu như không phải thật sự ưa thích nếu như vẫn nghĩ đến sinh hài tử thì tách ra phương nhạc căn bản không có tất muốn làm như thế không bao lâu lâm hằng cùng phương nhạc lãnh giấy hôn thú còn làm một trận đơn giản hôn lễ Phương Nhạc phụ mẫu cũng không biết Phương Nhạc mang thai chân tướng, bọn họ tuy nhiên chướng mắt Lâm Hằng, nhưng gạo sống đã gạo nấu thành cơm, mà lại Lâm Hằng cơ hồ có thể tính là một cái ở rể, bọn họ cũng liền dần dần công nhận Lâm Hằng. Cưới về sau, Phương Nhạc rốt cục tốt nghiệp, theo kết hôn đến sinh hạ hài tử về sau, Phương Nhạc đối Lâm Hằng hoàn toàn như trước đây phi thường tốt, nào như nguyện lấy được một khoản vô cùng khả quan nuôi dưỡng phí, nhưng không có chủ động đưa ra cùng Lâm Hằng mỗi người đi một ngả. Lúc này Lâm Hằng, dần dần đắm chìm trong hạnh phúc cuộc sống hôn nhân bên trong có rất nhiều lần ở sâu trong nội tâm có cái thanh âm nói cho hắn biết cần phải dựa theo ước định ban đầu rời đi phương nhạc dù là không cần tiền cũng nên rời đi có thể hắn sâu trong nội tâm nồng đậm không muốn lại là phủ lên cái thanh âm kia đây cũng là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân ôn nhu hương là mộ anh hùng huống chi lúc này lâm hằng càng ngày càng thiên hướng về tin tưởng cái kia vượt qua kinh lịch là một giấc mộng chính mình vẫn là một người bình thường hiện tại qua mới là chân thực thế giới thời gian loại ngày này ngoại trừ có một cái không phải mình thân sinh hài tử bên ngoài hết thảy đều lộ ra đến vô cùng mỹ hảo cái kia vượt qua kinh lịch đối ảnh hưởng của hắn càng ngày càng yếu ớt cứ như vậy đi ta một cái tiểu tử nghèo cái nào có tư cách yêu cầu xa vời càng nhiều lại nói phương nhạc lộ ra không sai đã hoàn toàn dứt bỏ lúc trước sự tình ta không thể một mực sống tại đi qua sau này nhân sinh mới là trọng yếu nhất lâm hằng thường xuyên ở trong lòng tự an ủi mình Phương Nhạc không có đi tìm việc làm, tiếp tục làm trực tiếp. Đã kết hôn đã dục nàng, tuy nhiên có không tệ nghệ thuật ca hát cùng rất tốt nhan chị, lại cũng chỉ có thể không nóng không lạnh, kiếm lời không được đồng tiền lớn. May mà nàng có một khoản số lượng không nhỏ tiền tiết kiệm, trực tiếp có thể hay không kiếm nhiều tiền cũng không trọng yếu. Phương Nhạc phụ mẫu giúp đỡ mang hài tử, trong nhà màn cửa cửa hàng sinh ý dần dần giao cho Lâm Hằng đi quản lý. Trong nháy mắt, Phương Nhạc hài tử một tuần tuổi, Lâm Hằng đã triệt để thay vào bây giờ thân phận cùng sinh hoạt, đem phương nhạc coi là cả đời trọng yếu nhất nữ nhân coi là chỉ ái hắn đưa ra sinh một cái con của mình phương nhạc không có cự tuyệt nhưng lại nói không thể cuống cuồng hai đứa bé tuổi tác kém nhiều chút tương đối tốt lâm hằng cảm thấy có đạo lý có thể để hắn không nghĩ tới chính là còn không có qua ba tháng phương nhạc lại mang thai hắn không có hoài nghi cái gì bởi vì hắn cùng phương nhạc không phải mỗi lần đều sẽ lấy an toàn biện pháp tại mọi người thường nói kỳ an toàn bọn họ ngẫu nhiên không cần bộ bất quá hắn rất cho dễ dàng phát giác được, Phương Nhạc bắt đầu xa lánh chính mình. Lấy mang thai vì lấy cớ cùng mình chia phòng ngủ, mà lại thường xuyên ra ngoài, mỗi lần ra ngoài chỉ ít đại nửa ngày thời gian. Hắn bề bộn nhiều việc, nhưng cũng không phải rút không ra nửa chút thời gian. Hắn tại Phương Nhạc trong xe vụng trộm lắp thiết bị truy tìm. Không bao lâu, hắn phát hiện Phương Nhạc xuất quỹ, nhà trai cũng không phải là phú hào, cũng là một cái dẫn chương trình, không chỉ có dài đến rất đẹp trai, có một m 85 cái đầu, còn rất biết giả giả trang chính mình. Lâm Hằng lại một lần bị làm bị thương. Lần này so với lần trước bị thương càng sâu. Hắn bắt gian tại giường, nổi giận giống một đầu bị khiêu khích hùng sư. Ta cũng không có ưa thích qua ngươi, tuy nhiên ta nỗ lực thử qua. Có thể ngươi người này cái gì cũng tốt, cũng là thật không có tư tưởng. Sẽ không hống nữ nhân vui vẻ, mà lại quá bướng bỉnh quá nghiêm túc. Gặp phải sự tình gì đều muốn giảng đạo ý, phu thê ở giữa nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Phương Nhạc một vừa sửa sang lại dung mạo, một bên nói thẳng không kiên kỵ, có điều, cha mẹ ta càng ngày càng thích ngươi, ngươi cũng là một cái rất hợp cách ba ba, cho nên ta không cùng ngươi ly hôn, ta cùng hắn chỉ là chơi đùa mà thôi, hắn sẽ không can thiệp hôn nhân của ta cùng sinh hoạt, nếu như ngươi có thể chịu, chúng ta liền tiếp tục qua đi xuống, nếu như, ba, Lâm Hằng một bàn tay quạt tại phương nhạc trên mặt, theo sát lấy, hắn dùng hai tay bóp lấy phương nhạc cổ. Cái kia nam dẫn chương trình xông lên muốn kéo mở hắn, đáng tiếc căn bản làm không được. Loại kích thích này, rốt cục để Lâm Hằng đã mất đi lý trí hắn siết chặt phương nhạc cổ chỉ muốn đem nàng trực tiếp bóp chớt trước hôn nhân lừa gạt hắn có thể tha thứ có thể cưới sau phản bội hắn là tuyệt đối không tiếp thụ được mau buông tay nàng ôm là con của người. cái kia nam dẫn chương trình gặp chớt sống kéo không ra lâm hằng la lớn hải tử lâm hằng trong đầu bỗng nhiên nổi lên mình tại thần tiêu đại lục lúc vừa ra đời liễu lăng nhi tấm kia tràn ngập mẫu tính từ ái gương mặt không hổ là thánh pháp ý cảnh thật lợi hại a à. lâm hằng buông lỏng tay ra cảm thán một câu theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo biến hóa, ý thức trở về, tại niệm hình xá thánh giả trong túp lều Lâm Hằng, hai mắt biến đến thanh tịnh sáng lên. Hắn nghiêng người sang, thấy được mẫu thân Liễu Lăng Nhi cùng đồ đệ Nguyệt Linh Lung, nét mặt của các nàng chứng minh, các nàng mười phần khẩn trương, mười phần lo gấp. Hằng Nhi, ngươi thanh tỉnh sao? Liễu Lăng Nhi rất tâm thần bất định mà hỏi. Nguyệt Linh Lung nói với nàng qua, nếu như ý thức bị quá mạnh ảnh hưởng, coi như trở về thân thể cũng sẽ cho người tính tình đại biến. Lâm Hằng ý thức trở về thân thể trước đó, nét mặt của hắn hết sức dữ tợn, hiển nhiên là nhận lấy cực lớn phụ diện kích thích. Mẫu thân, hài nhi thanh tỉnh, cái này thánh pháp ý cảnh quả thực lợi hại, ta kém chút thì tâm cảnh hỏng mất. Lâm Hằng lòng còn sợ hãi, ý thức của mình ngay từ đầu là biết tiến nhập thánh pháp ý cảnh, có thể cái này thánh pháp ý cảnh lại làm cho hắn sinh ra ngộ phán, phủ định chính mình trước đó nhận biết. Đồ đệ Nguyệt Linh Lung sớm đối với hắn nói qua bức họa bên trong thánh pháp ý cảnh đặc tính, cho nên hắn cũng rõ ràng nếu như mình không thể kịp thời tỉnh lại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cái này khiến hắn mười phần nghĩ mà sợ. Mà lại, Liễu Lăng Nhi kinh lịch rất tốt đẹp, rất thuận lợi, hắn lúc này thể nghiệm lại rất tồi tệ. Điều này nói rõ so với Liễu Lăng Nhi, tâm linh của hắn không đủ thuần túy, không đủ hiền lành. Ừm, là phi thường lợi hại, ta lĩnh giáo qua. Liễu Lăng Nhi gật gật đầu, ý thức ở bên trong căn bản sẽ không cảm thấy hết thảy đều là giả, không cần quá lâu liền sẽ hoàn toàn hòa tan vào. Chúc mừng sư tôn, tại nổi giận ý cảnh múa cờ không sai thức tỉnh linh hồn cảnh giới phóng đại nguyệt linh lung lúc này nghĩ thầm sư tôn nếu quả như thật vẻn vẹn chỉ có 10 tuổi ra mặt niên kỷ tất sẽ không ở cái này thánh pháp ý cảnh bên trong lâm vào nóng này trạng thái cái này không thể nghi ngờ lại từ mặt bên đã chứng minh sư tôn không ngừng sống cả đời linh hồn cảnh giới xác thực tăng không ít lâm hằng cười cười hỏi ta tại cái này thánh pháp ý cảnh bên trong chờ đợi bao lâu dòng rã ba tháng liễu lăng nhi đáp lâm hằng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn sớm biết thánh pháp ý cảnh bên trong thời gian trôi qua so sánh nhanh hằng nhi có kiện sự tình phải nói cho ngươi liễu lăng nhi thần sắc nói nghiêm túc khương dục lại đã tới một chuyến hắn nói vô cực kiếm tông người mở ra thần tiêu đại lục cùng phi hà tinh ở giữa phi thăng thông đạo a à, lâm hằng rất là kinh ngạc bọn họ tại sao muốn làm như vậy khương dục còn nói vô cực kiếm tông cường giả theo thần tiêu đại lục đón đi mấy người trong đó có phụ thân của ngươi lâm trường thanh còn có hồng tam cùng đoan mộc vân thường Liễu Lăng Nhi nói bổ sung, mặc kệ vô cực kiếm tông tìm cớ gì, thế nhưng là rất rõ ràng, bọn họ muốn dùng cái này bách làm hai mẹ con chúng ta mau chóng đi vô cực tinh một chuyến. Sư Tôn, vô cực kiếm tông hiển nhiên cảm thấy 10 năm thời gian quá dài. Nguyệt Linh Lung cũng nói tiếp nói ra, kỳ thật Sư Tôn nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, có thể không cần để ý tới, vô cực kiếm tông người cũng không dám làm loạn. Ừm, ta cũng là ý tứ này. Liễu Lăng Nhi phụ họa nói, nếu thật là Lâm Trường Thanh mấy người gặp độc thủ, Chúng ta về sau cho bọn hắn báo thủ chính là, nếu như cứ như vậy đi vô cực tinh, nói không chừng liền chúng ta cũng trộn vào. Vô cực kiếm tông đây không phải là đến tự chịu diệt vong sao? Lâm Hằng lạnh hừ một tiếng, toàn thân sát ý phun trào. Ý thức theo thánh pháp ý cảnh bên trong thoát ly, trở về thân thể về sau, Lâm Hằng rất nhanh biết rõ, vì cái gì tại thánh pháp ý cảnh bên trong chính mình cùng hệ thống liên hệ sẽ gãy mất. Cái này đánh dấu hệ thống là trói chặt tại thân thể cùng trên linh hồn, tiến vào thánh pháp ý cảnh chỉ là Lâm Hằng tự mình ý thức trong quá trình ấy, hắn tự mình ý thức cùng tự thân bị thánh pháp cô lập. Hàng Nhi, ngươi không thực sự muốn trực tiếp đi đến vô cực tinh A. À? Liễu Lăng Nhi lo lắng hỏi. Nàng lo lắng Lâm Hằng quá mức xúc động, không sẽ lập tức đi, nhưng khẳng định không thể chờ 10 năm. Lâm Hằng nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta đi trước thánh võ môn bản bộ trụ sở đi một lần, sau đó lại đi vô cực tinh. Tại sao muốn đi thánh võ môn bản bộ trụ sở? Liễu Lăng Nhi hiếu kỳ hỏi, sư tôn là chuẩn bị trảm thảo trừ căn sao? Nguyệt Linh Lung cũng hỏi một câu, không phải, Lâm Hằng lắc đầu, cũng là đi thăm một chút, được thêm kiến thức, Thánh võ môn tại Lang Gia Tinh vực chiếm cứ vô số năm, chắc hẳn có không ít thánh cảnh cường giả từng giá lâm qua. Liễu Lăng Nhi cùng Nguyệt Linh Lung y nguyên không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Ba người cùng rời đi niệm hình xá, đi trước Nguyệt thị Hoàng thành tìm được Nguyệt Tranh Vanh, sau đó từ vị này Nguyệt thị Hoàng tộc lão tổ mang theo mọi người cùng nhau rời đi Đao Phong Tinh. Đây là Nguyệt Linh Lung lần đầu lấy truyền tống pháp trận rời đi Đao Phong Tinh nàng đã quyết ý từ đó đi theo sư tôn, đối tương lai của mình cũng là tràn ngập chờ mong. Nguyệt Tranh Vanh nói, liên quan tới Lâm Hằng cùng Hách Quỳnh thần tôn chờ thánh võ môn cường giả trận chiến kia, Nguyệt thị hoàng tộc tận lực phong tỏa tin tức, cho đến ngày nay, biết tránh thức kết quả người cực ít. Đối với cái này, Lâm Hằng tự nhiên có chút hài lòng. Người khác biết trận chiến kia kết quả không có gì, không thể để cho vô cực kiếm tông người biết. Đã trải qua 6 7 ngày không ngừng truyền tống, tại Nguyệt Tranh Vanh dẫn dắt dưới, Lâm Hằng bọn người thuận lợi đến Thánh Võ Tinh thánh võ tinh truyền tống pháp trận phụ cận đề phòng xâm nghiêm bất quá nguyệt tranh vanh chính là thánh võ môn cao tầng một trong có hắn tại ở lại tại truyền tống pháp trận phụ cận thánh võ môn cao thủ từng cái đều rất hòa khí chúc mừng ký chủ tại thánh võ tinh truyền tống pháp trận đánh dấu thành công hệ thống khen thưởng tịch diệt thiên nhãn xin hỏi ký chủ phải trang lập tức kích hoạt tịch diệt thiên nhãn lâm hằng vừa đi theo nguyệt tranh vanh rời đi truyền tống pháp trận một vừa tra xét hệ thống đối tịch diệt thiên nhãn giới thiệu tịch diệt thiên nhãn cùng nhiếp hồn hung nhãn không sai biệt lắm tính toán là một loại thiên phú thần thông nhưng cũng coi là một loại đặc thù thể chất các tộc sinh linh đều có thể trời sinh có hoặc tu luyện ra thiên nhãn thần thông thiên nhãn thần thông phân nhiều loại tịch diệt thiên nhãn là hắn bên trong phi thường lợi hại một loại đối nhân tộc tu sĩ tới nói thiên nhãn đều là tại chỗ mi tâm thêm ra tới một viên mát dọc cùng đại bộ phận các loại thần thông một dạng tịch diệt thiên nhãn uy lực cũng là theo tu sĩ thực lực bản thân tăng trưởng mà không ngừng tăng cường tu sĩ không lực cùng linh hồn cảnh giới tu sĩ thể chất cùng thần lực phẩm chất đều có thể ảnh hưởng tịch diệt thiên nhãn uy năng thời không ngưng kết giam cầm đối thủ sau đó tới một chút tịch diệt thiên nhãn ha ha lâm hàng trong lòng cuồng hỉ đạt được tịch diệt thiên nhãn sau so đạt được một loại lợi hại đặc thù thể chất hoặc một loại lợi hại thánh khí đều muốn thoải mái tại thánh võ tinh truyền tống pháp trận xuất hiện qua thánh cảnh cường giả không ít bọn họ đều có thánh cấp công pháp cũng cơ hồ đều có thánh khí nhưng hệ thống lần thứ nhất cho khen thưởng là tịch diệt thiên nhãn đủ để chứng minh cái này thần thông siêu cao giá trị lâm hằng không có lập tức kích hoạt tịch diệt thiên nhãn bằng không chỗ mi tâm bỗng nhiên có biến hóa không chỉ có là lạ cũng khó có thể hướng người bên cạnh giải thích không bao lâu một hàng người đi tới thánh võ tinh hắc nghiêu sơn ngọn núi này thể to lớn hình dáng như nằm xuống cự ngưu đại sơn khắp nơi đều là màu đen hòn đá nơi này chính là thánh võ môn bản bộ trụ sở hạch tâm khu vực lâm hằng tại hắc nghiêu sơn sơn môn đánh dấu hệ thống phần thưởng một kiện rất nghiêu xoa thánh khí độ không thành bát cái này kim bát hình dáng pháp bảo là không gian loại thành khí, nó có thể trong nháy mắt đi ngang qua một đầu tinh hệ, dùng nó đi đường, không cần quá lâu liền có thể vượt ngang một mảnh rộng lớn tinh vực. Nó trọng yếu nhất công dụng không phải đi đường, mà chính là trợ giúp chủ nhân chạy ra hiểm địa. Tỷ như chủ nhân bị trận pháp phong khốn, cho dù là có thể phong tỏa không gian thánh cấp đại trận, nó cũng có thể sinh sinh mở ra một đầu chạy thoát không gian thông đạo đến. Có độn không thánh bát, Lâm Hằng đi tới chỗ nào đều không cần phải lo lắng an toàn của mình, coi như tao ngộ thánh cảnh cường giả bị người ta phong tỏa không gian, hắn cũng có thể thong dong bỏ chạy. Vượt qua sơn môn không lâu, thánh võ môn đường đại môn chủ xuất hiện ở lâm hàng đám người trước mặt. Môn chủ này tên là Sử Như Sơn, cao giai thần đế. Sử môn chủ, có kiện sự tình ta cần trước nói cho ngươi một chút. Người tranh vanh tiến lên một khoảng cách, mở miệng trước nói, hách quỳnh thần tôn, lôi bích dương cùng hai vị khác chung giai thần đế đã toàn bộ đền tội. Cái gì? Vô cùng cường tráng Sử Như Sơn khó có thể tin, không có khả năng sư tôn là thần tôn cảnh cường giả, trừ phi thánh cảnh xuất thủ, nếu không, sử môn chủ, hai mẹ con này chính là Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi, bọn họ lông tóc không tổn hao gì, hách quỳnh thần tôn bọn người lại không có trở về, vẫn chưa thể nói rõ hết thảy sao. Nguyệt tranh vanh chặn lời nói hỏi, cái này, sử như sơn nhìn một chút Nguyệt tranh vanh sau lưng Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Lôi Bích Dương theo Á Long Tinh trở về về sau, từng lấy thần lực hiển hóa ra hai mẹ con này hình dáng xác thực không khác nhau chút nào sử môn chủ hách quỳnh thần tôn bọn người đều là bị lâm hằng tiểu huynh đệ lấy sức một mình chu sát đây là ta tận mắt nhìn thấy lâm hằng tiểu huynh đệ không muốn chế tạo càng rất nhiều hơn nghiệt nhưng nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn không biết hối cải ngươi cũng sẽ bị diệt sát người tranh vanh khuyên ngươi ta cộng sự nhiều năm ta khuyên ngươi một câu không cần tiếp tục bị lôi ra liên lụy chỉ cần ngươi có thể lập xuống linh hồn lời thể, từ đó hiệu chung với lâm hằng tiểu huynh đệ Liên có thể giữ được tính mạng. Sư tôn lão nhân ra ông ta thật, sử như sơn bán tín bán nghi, chắc chắn 100%. Người tranh vanh trả lời, ta sẽ không lừa gạt ngươi, nếu như ngươi không tin, ta có thể thể chứng minh ta không có nói láo. Hắn cùng sử như sơn quan hệ cũng không tệ, đây cũng là hắn trước đó cảm thấy Nguyệt Linh Lung không lại bởi vì lôi kim đình chất mà bị liên lụy nguyên do chỗ. Từ khi sử như sơn làm tới thánh võ môn môn chủ, đối nguyệt tranh vanh cùng toàn bộ nguyệt thị hoàng tộc vô cùng chiếu cố, Nguyệt Tranh vanh không muốn trơ mắt nhìn lấy Sử Như Sơn bị Lâm Hằng chém rớt. Ai, Sử Như Sơn vô lực thở dài một tiếng, không cần Nguyệt Tranh vanh thể hắn cũng có thể phán đoán ra, sư tôn của mình bọn người quả thật bị chém rớt, người ta mẹ con đều rớt tới cửa, không phải thực lực tuyệt đối cường hãn, làm sao dám đi vào Thánh Võ Tinh, chủ động thừa nhận là Thánh Võ môn địch nhân. Sử môn chủ, người khác có lẽ không rõ ràng, ta thế nhưng là biết đến, năm đó Hách Quỳnh thần tôn một mực chống đỡ Lôi Bích Dương làm môn chủ, nếu không phải khi đó địch lương thần tôn ủng hộ ngươi ngươi sẽ không trở thành môn chủ người tranh vanh tiếp tục thuyết phục về sau địch lương thần tôn chất đi hách quỳnh thần tôn thì có để lôi bích dương thay thế tính toán của ngươi chỉ là đang đợi một cái cớ thích hợp thôi đồng dạng là đệ tử thân truyền lôi bích dương rõ ràng tính cách kém xa ngươi trầm ổn hách quỳnh thần tôn lại thích tại hắn sư tôn như vậy ngươi căn bản không cần đừng nói nữa sứ như sơn khoát tay áo bất luận sư tôn đợi ta như thế nào hắn dù sao cũng là sư tôn của ta ta không có khả năng đầu nhập vào tại rớt sư cửu nhân Sử môn chủ ngươi đây là cần gì chứ người tranh vanh có chút sốt ruột ngươi không thỏa hiệp đại khái dẫn là muốn chớt a à. thật vất vả tu luyện tới cao giai thần đế khoảng cách thần tôn cảnh chỉ thiếu chút nữa xa cứ như vậy bởi vì vì sai lầm của người khác mà bị tai họa mất mạng nhờ có a à. nghĩa khí tôn nghiêm tại tánh mạng trước mặt thật sự có trọng yếu như vậy sao không cần khuyên xử như sơn sắc mặt bình tĩnh nói coi như vào thánh cảnh cũng không phải trường tồn cùng thế gian, sớm muộn muốn chết. Ta đã sống mấy chục vạn năm, trong mắt của ta, mấy chục vạn năm cùng mấy chục vạn năm mấy triệu năm khác biệt không lớn. Lấy tư chất của ta, tu luyện tới thần tôn cảnh cũng sẽ chấm dứt, sớm chết mất không có gì có thể đáng giá tiếc hận. Không muốn thề, ngươi thì tự phế thần anh đi. Lâm Hằng mở miệng, hắn rất thưởng thức sự như sơn phẩm hạnh, có thể không rớt người này, nhưng cũng sẽ không lưu lại cho mình hậu hoạn. Vẫn là ngươi tới đi, tự phế thần anh quá ốt ức chút. Sử Như Sơn lắc đầu nói ra, hắn muốn mở mang kiến thức một chút Lâm Hằng thủ đoạn, nhìn xem Lâm Hằng bằng cái gì có thể chém rớt sư tôn của mình. Được, Lâm Hằng cũng không làm phiền, lúc này phất tay vung ra vô ảnh châm. Trong nháy mắt, Sử Như Sơn tử phủ nội thế giới cùng thần anh cùng một chỗ bị bắn thủng, sau đó mà sụp đổ. Sử Như Sơn trong lòng kinh hãi, hắn còn không thấy rõ Lâm Hằng làm sao xuất thủ, chính mình một thân công lực tu vi thì bị phế sạch. Cái này cũng quá kinh khủng, khó trách thần tôn cường giả cũng đỡ không nổi. Vừa mới hắn đối Nguyệt Tranh Vanh mà nói còn có như vậy một chút hoài nghi, lúc này thì một điểm hoài nghi cũng bị mất. Sử Như Sơn nhiều ít có chút hối hận. Lâm Hằng chỉ là để hắn tự phế thần anh, hắn không có làm theo, lựa chọn để Lâm Hằng xuất thủ. Kết quả Lâm Hằng không chỉ có phế đi hắn thần anh, còn phế đi hắn tử phủ nội thế giới. Mà lại, hắn thần thể đồng dạng bị bắn thủng, đồng dạng bị thương không nhẹ. Kể từ hôm nay, thanh võ môn môn chủ là Nguyệt Tranh Vanh. Sử Như Sơn hô lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Hắc Nghiêu Sơn. Cái này, Nguyệt Tranh Vanh mười phần ngoài ý muốn, ngươi không cần cự tuyệt, chớ nói Lâm Hằng chắc chắn sẽ không để cho ta tiếp tục gánh nhiệm môn chủ, coi như hắn không diệt Thánh Võ môn, cũng không can thiệp Thánh Võ môn sự tình, ta hiện tại cũng không thể tiếp tục ngồi tại môn chủ trên bảo tọa. Sử Như Sơn tự nhiên có thể nhìn ra, Nguyệt Tranh Vanh đã đầu phục Lâm Hằng, muốn cho Thánh Võ môn không bị trực tiếp diệt đi, đem môn chủ vị trí giao cho Nguyệt Tranh Vanh là sáng suốt lựa chọn sử như sơn đối thánh võ môn cảm tình rất sâu coi như mình bị diệt hắn cũng hy vọng thánh võ môn có thể tiếp tục lưu giữ tại đi xuống bất kỳ một cái nào tông môn người cầm lái đều không hy vọng tông môn ở trong tay chính mình đi hướng hủy diệt người tranh vanh nhìn một chút lâm hằng phát hiện lâm hằng thần sắc lạnh nhạt tựa hồ đối với sử như sơn đề nghị coi như hài lòng người tranh vanh mới hướng về phía sử như sơn nhẹ gật đầu tốt a à, sử huynh hậu ái cao chót vót tuyệt không cô phụ người tranh vanh cũng có thể minh bạch sử như sơn tâm tư bây giờ chỉ có mình có thể cứu vãn thánh võ môn để xử như sơn hoặc đổi một người làm môn chủ thánh võ môn thì gặp phải không có thần tôn chấn giữ quẫn cảnh một khi khác nắm giữ thần tôn đại thế lực đến đây xâm phạm thánh võ môn căn bản là không có cách ứng đối người tranh vanh làm môn chủ thì không đồng dạng hắn đầu phục lâm hằng lâm hằng dĩ nhiên chính là núi dựa của hắn cũng sẽ là thánh võ môn chỗ dựa đi đi phía trước nhìn xem lâm hằng đến thánh võ tinh không phải là vì tiêu diệt thánh võ môn mà chính là đến bắt lông cửu đạt được đủ nhiều đủ mạnh ỉ vào, lại đi vô cực tình, dù sao cũng không cần quá lâu. Vô cực kiếm tông đợi không được 10 năm lâu như vậy, chờ lâu mấy ngày khẳng định thì nguyện ý. Mấy cái ngày thời gian, đầy đủ lâm hằng bắt quang thánh võ môn lông cừu, dù sao thánh võ môn mỗi cái địa phương đều có thể đánh dấu. Mà lại lâm hàng đối thần phẩm thậm chí chuẩn thánh phẩm cấp bảo vật đã nhu cầu không lớn. Chúc mừng ký chủ tại thánh võ môn nghị sự đại điện đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng chuẩn thánh khí hỏa tinh giáp. Chúc mừng ký chủ tại thánh võ môn từ đường đánh dấu thành công hệ thống khen thưởng chuẩn thánh khí ly hỏa giản hỏa tinh giáp cùng ly hỏa giản trước đó đều là hách quỳnh thần tôn chuẩn thánh khí cũng là thánh võ môn truyền thừa bảo vật. Bất quá bọn họ đều tại đao phong tinh phía trên bị lâm hàng kích hủy. Chúc mừng ký chủ tại thánh võ môn xem sao uyển đánh dấu thành công hệ thống khen thưởng thánh khí càn khôn chỉ hoàn. Xem sao uyển là thánh võ môn chiêu đãi khách quý địa phương chưa từng có thánh cảnh khách quý đi đến thánh võ môn nghị sự đại điện cùng từ đường nhưng khẳng định có thánh cảnh khách quý tại xem sao uyển ở lại qua càn khôn chỉ hoàn cũng là một kiện không gian loại thánh khí bất quá tác dụng của nó chủ yếu thể hiện tại chữ vật phương diện nó có một mảnh rộng lớn không gian có thể cất giữ đồ vật cùng tầm thường chữ vật pháp bảo khác biệt chính là nó có thể thu nhận vật sống kể từ đó nếu như chủ nhân của nó gặp phải nguy hiểm có thể trốn vào nó không gian chữ vật bất quá một khi chủ nhân né đi vào nó tuy nhiên cũng có thể tại chủ nhân khống chế xuống di động vị trí nhưng tốc độ di chuyển không đủ nhanh nó cùng chủ nhân của nó đều có bị địch nhân lưu lại hoặc mang đi khả năng trừ cái đó ra chủ nhân của nó cũng có thể tại nguy hiểm trước mắt đem bên cạnh mình đồng dạng phải đối mặt nguy hiểm người thân bạn bè thu vào không gian chữ vật bên trong đây cũng là một cái rất không tệ công dụng lâm hàng chính mình bởi vì có hệ thống nhà kho cũng không cần chữ vật loại pháp bảo bây giờ lại có độ không thánh bát có thể giúp thoát khỏi nguy hiểm cái này càng khôn chỉ hoàn đối với hắn tác dụng liền không lớn tại thánh võ môn dạo qua một vòng về sau lâm hằng cùng mẫu thân liễu lăng nhi đồ đệ nguyệt linh lung ở cùng nhau tiến vào xem sao uyển nguyệt tranh vanh vừa mới tiếp nhận thánh võ môn môn chủ có rất nhiều chuyện cần tại sử như sơn phối hợp đi xử lý cũng không có tận lực tránh nguyệt linh lung lâm hằng đem càn khôn chỉ hoàn cùng hỏa tinh giáp đưa cho mẫu thân liễu lăng nhi hỏa tinh giáp có thể phóng ra ngoài bảo hộ thần thể cũng có thể lưu tại tử phủ bảo hộ thần anh đối liễu lăng nhi có tác dụng lớn có càn khôn chỉ hoàn dạng này chữ vật pháp bảo lâm hằng có thể đem một số tài nguyên tu luyện giao cho mẫu thân cho hệ thống nhà kho đưa ra càng nhiều không gian. Nhìn đến sư tôn đưa thánh khí cho sư tổ mẫu, Nguyệt Linh Lung nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc. Cầm giữ có như thế nhiều thánh khí, chính mình sư tôn trùng sinh chi trước, hẳn là thánh cảnh bên trong người nổi bật, tuyệt không phải phổ thông thánh cảnh. Nguyệt Linh Lung nội tâm vạn phần mong đợi, chờ mình tu luyện tới thần đế cảnh thậm chí thần tôn cảnh, sư tôn khẳng định cũng có cao phẩm cấp bảo vật ban cho cho mình. Ta bỗng nhiên có cảm giác ngộ, trước một người tu luyện một hồi, lên tiếng chào, Lâm Hằng đơn độc đi vào một gian tĩnh thất. Tại tĩnh thất một khối bồ đoàn bên trên tĩnh tọa thời gian một chén trà, Lâm Hằng kích hoạt lên tịch diệt thiên nhãn, một cỗ thần bí lực lượng tại thể nội bạo phát, bọn họ tuôn hướng Lâm Hằng chán. Rất nhanh, Lâm Hằng trực giác mi tâm đau nhói một chút, sau đó phát hiện chỗ mi tâm nhiều một viên mắt dọc. Cái kia mắt dọc nhắm thời điểm, Lâm Hằng mi tâm chỉ có một đầu dựng thẳng màu xám dây nhỏ. Chỉ có tại hắn phát động tịch diệt thiên nhãn thần thông thời điểm, đầu kia đường dọc mới sẽ vỡ ra, để chân chính thiên nhãn mở ra, phóng xuất ra tịch diệt quang mang. Tịch diệt thiên nhãn cùng thời không ngưng kết một dạng, không thể liên tục phóng thích, mỗi lần phóng thích về sau đều cần chờ một đoạn thời gian mới có thể lần nữa phóng thích. Trong thời gian ngắn phóng thích một lần, đầy đủ, cần biết, phổ thông tu sĩ nắm giữ tịch diệt thiên nhãn liền có thể vượt cấp rớt địch, mà Lâm Hằng lại là một cái cấp độ yêu nghiệt kỳ tài, hắn tịch diệt thiên nhãn sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Giao quang tinh hệ, vô cực tinh, vô cực kiếm tông bản bộ trụ sở một bộ trong phòng khách, Khương Dục mười phần phiền muộn, liên tục thở dài, lại đi đao phong tinh một chuyến về sau, hắn chạy tới vô cực tinh, muốn khuyên nói phụ thân của mình có thể thả Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi người thân bạn bè. Đáng tiếc hắn tông chủ phụ thân không chỉ có không có nghe, ngược lại đem hắn cũng giam lòng. Hắn không ngăn cản được vô cực kiếm tông cường giả hạ giới, không ngăn cản được Lâm Trường Thanh bọn người được đưa tới vô cực tinh. Hắn chỉ có thể đem tin tức truyền đạt cho Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi, sau đó tới khuyên phụ thân của mình. Ai, Khương Dục tự nhiên không muốn nhìn thấy Lâm Hằng, Liễu Lăng Nhi cùng phụ thân của mình lên xung đột, lần nữa đi vào vô cực tinh, hắn liền Lâm Trường Thanh đám người mặt cũng không thấy, không biết mấy người bọn họ có phải hay không còn sống. Bây giờ hắn là suy nghĩ minh bạch, lần trước phụ thân để hắn đưa đi tiếp mời, cũng không phải là phụ thân có ý cùng Lâm Hằng mẹ con đạt thành hòa giải. Hắn cảm thấy lấy Lâm Hằng tính khí, khẳng định sẽ tới, hắn lo lắng chính là cái này. Vô cực tinh phía trên tất nhưng đã bố trí thỏa đáng, chỉ chờ Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi trước đi tìm cái chết, rồi đi Đao Phong tinh trước đó. Khương Dục không có gặp Lâm Hằng, nhưng hắn đối Liễu Lăng Nhi nhắc nhở qua, vô cực tinh phía trên khả năng bố trí thiên la địa võng, hắn có thể làm, chỉ có những thứ này, coi như hắn không đi Đao Phong Tinh thông báo Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi, Vô Cực Kiếm Tông cũng sẽ phái người tới, lúc này lo lắng người không ngừng Khương Dục. Tại một cái trong sân nhỏ, Lâm Trường Thanh, Hồng Tam, Đoan Mộc phân Thường bọn người đồng dạng lo lắng. Từ thần giới đi đến thần tiêu đại lục Vô Cực Kiếm Tông cường giả, công bố là Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi tại thần giới bằng hữu hạ giới là vì đón hắn nhóm đến thần giới dù cho không vào chân thần cảnh người cũng có thể được đưa tới thần giới lúc ấy hồng tam thì đưa ra nghi vấn đáng tiếc thực lực của đối phương quá cường đại bọn họ những người này bất lực đối kháng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp đi vào thần giới đi vào vô cực tinh bọn họ liền bị cầm tù tại khu nhà nhỏ này bọn họ yêu cầu gặp lâm hằng cùng liễu lăng nhi không biết sao không có người thỏa mãn bọn họ thậm chí căn bản không ai phản ứng đến hắn nhóm bọn họ đều không ngốc rất dễ dàng đoán được chân tướng. Bọn họ đã rơi vào lâm hằng cùng Liễu Lăng Nhi trong tay địch nhân, bọn họ thành câu lâm hằng cùng Liễu Lăng Nhi mắc câu mồi nhử. Tiểu vương tử cùng nữ thần đại nhân đều là phi thăng thần giới không lâu, thực lực sẽ không quá cường đại, không cách nào đối mặt cường địch như vậy, cho nên hiện tại hẳn là lần trốn đi. Hồng Tam nói ra, bọn họ không đến trả tốt, tới chỉ có thể chịu chết, hy vọng bọn họ tuyệt đối không nên xúc động, không bằng chúng ta đều tự sát a." À. Đoan Mộc Vân thường đề nghị, chúng ta chết rồi trong tay đối phương liền không có mồi câu. Vân Thường cô nương nghĩ đến quá đơn giản. Hồng Tam lắc đầu nói, chúng ta bị bắt tin tức chỉ cần để tiểu vương tử cùng nữ thần đại nhân biết được, mục đích của đối phương thì đạt đến, coi như chúng ta đều đã chết. Tiểu vương tử cùng nữ thần đại nhân lại như thế nào mới có thể biết tin tức này đâu. Lâm Trường Thanh lại là bĩu môi nói ra, những người này bắt ta tới hoàn toàn là dư thừa. Bọn họ đoán chừng không có cẩn thận nghe qua, ta sống hay chết. Hàng nhi cùng nữ thần đại nhân cũng không thèm để ý. Bất quá, với ta mà nói, có thể chất ở thần giới cũng coi như chất có ý nghĩa, không phải là bởi vì việc này. Ta sợ là cả một đời cũng không có khả năng có cơ hội đến thần giới đi một lần. Ai? Đoan Mộc Phân thường rất khó chịu. Tự sát đều không giúp được Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi. Như vậy chính mình còn có thể làm cái gì đây? Tâm tư của nàng cũng rất phức tạp. Một phương diện không muốn Lâm Hằng đi tìm cái chết. Một phương diện lại muốn Lâm Hằng có thể tới cứu mình. Chứng minh mình tại Lâm Hằng tâm lý có đầy đủ trọng phân lượng. Cũng không cần quá bi quan. Đoan Mộc Lan nói ra, Tiểu vương tử tại hạ giới luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích, có lẽ tại thần giới cũng giống vậy. Hắn mới phi thăng lên đến hơn 3 năm, phi thăng thời điểm là thiên thần cảnh, bây giờ căng hết cỡ là thần vương cảnh, lần này chỉ sợ là sáng tạo không tạo được chúng ta muốn nhìn đến kỳ tích. Lâm Trường Thanh nói tiếp nói ra, Vân Thường cô nương cần phải rõ ràng nhất, những cái kia bắt chúng ta đi lên người đều là thần vương cảnh tu vi, chứng minh cái thế lực này bên trong khẳng định có do so thần vương lợi hại hơn cường giả, huống hồ, người ta nếu như không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không bắt chúng ta đến làm mồi nhử. Hồng Tam trầm mặc, Đoan Mộc Vân Thường cũng không biết nên nói cái gì. Thời gian hơn 3 năm xác thực quá ngắn, mà tu vi càng cao, tốc độ tiến bộ càng chậm, cái này được công nhận tu luyện thưởng thức. Tuy nhiên rất không muốn tin tưởng, nhưng không thể không thừa nhận Lâm Trường Thanh mà nói có đạo lý. Dù sao ta chính là cảm thấy, tiểu vương tử cùng nữ thần đại nhân nhất định là có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Đoan Mộc Lan so sánh lạc quan nói, nếu như không phải bọn họ hai mẹ con uy hiếp quá lớn, dạo này một phương thần giới đại thế lực, không đến mức hạ giới bắt người đến uy hiếp bọn họ. Ta cũng có phán đoán giống nhau. Hồng Tam thê tử Đông Phương Nghiên gật đầu phụ họa. Ừm, Đoan mục Vân thường cắn cắn chính mình cái kia đỏ chói bờ môi, chém đinh chặt sắt mà nói, Lâm Hằng xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Vô Cực Kiếm Tông phía sau núi, Ngọc Thiên Hình lại tới Ngũ Sư Thúc thảo xá. Ngũ Sư Thúc, chúng ta an bài tại Đao Phong Tinh thám tử truyền về tin tức, Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi tại mấy ngày trước rời đi Đao Phong Tinh. Ngọc Thiên Hình bẩm báo nói, về phần bọn hắn đi nơi nào, trước mắt còn không có tra được, có khả năng hướng về chúng ta vô cực tinh đến rồi, rất tốt. Thanh Phong Thần Tôn gật gật đầu, tốt nhất có thể tại bọn họ truyền tống đến vô cực tinh trước đó thì có tin tức xác thật. Ngũ Sư Thúc yên tâm, ta đã bố trí xong, bây giờ toàn bộ giao quang tinh hệ, chỗ có tồn tại truyền tống pháp trận tinh cầu đều có người của chúng ta tại ngồi chờ lấy. Ngọc Thiên Hình nói ra, chỉ cần bọn họ tiến vào giao quang tinh hệ, lần một lần hai truyền tống có lẽ có thể tránh thoát chúng ta tai mắt, nhưng nhiều lần truyền tống về sau, nhất định sẽ bị phát hiện. Vậy là tốt rồi. Thanh phong thần tôn lộ ra nụ cười hài lòng. Ngũ sư thúc, thái âm tông mặc nùng thần tôn khi nào có thể tới. Ngọc Thiên Hình hỏi, cũng đừng lâm hằng cùng Liễu Lăng Nhi đều đến, mặc nùng thần tôn còn chưa tới. Vì tuyệt đối ổn thỏa lý do, thanh phong thần tôn mời viện thủ. Thái âm tông cũng là lang gia tinh vực bên trong đỉnh phong đại thế lực một trong, mà mặc nùng thần tôn thực lực cũng không so sánh vì kiếm tu thanh phong thần tôn yếu hai đại thần tôn liên thủ chỉ cần lâm hằng cùng liễu lăng nhi dám đến vô cực tinh nhất định chấp cánh khó thoát mặc nùng thần tôn đã đến có điều nàng không thích xuất đầu lộ diện thanh phong thần tôn trả lời ngươi đem chính mình việc làm tốt là được rồi không nên quan tâm đừng quan tâm đệ tử minh bạch ngọc thiên hình cung kính cáo lui đợi đến ngọc thiên hình đi xa thanh phong thần tôn chậm rãi đứng dậy đi vào phòng bên trong thuận tay đóng lại cổng tre Hắn lại đẩy ra một cái cửa gỗ, tiến vào chính mình tĩnh thất. căn này trong tĩnh thất có một tên xinh đẹp phụ nhân lười biếng nằm tại một thanh chiếc ghế phía trên. Cái này mỹ phụ chính là Thái Âm Tông Mặc Nùng Thần Tôn. Các ngươi đều không xác định địch nhân là không phải nhất định sẽ tới, liền đem ta mời đi qua. Vạn nhất địch nhân không đến, ngươi như là lợi cho ta quá rồi. Mặc Nùng Thần Tôn một bộ thư giãn thích ý dung mạo, ta đều sắp phải chết, ngươi thiếu nợ ta nhân tình kia, hiện tại không cho ngươi còn, chỉ có thể không công lãng phí hết. Thanh Phong thần tôn mặt không thay đổi nói: "Ngươi yên tâm đi, ta dám cam đoan, cái kia tới nhất định sẽ tới." Thánh Võ Tinh, Thánh Võ môn Quan Tinh Uyển, lần thứ nhất ở chỗ này đánh dấu, hệ thống khen thưởng chính là Càn Khôn Chỉ Hoàn, lần thứ hai tại Sơn Môn đánh dấu, hệ thống khen thưởng chính là Thánh Khí Cửu Long Quan, lần thứ hai tại Quan Tinh Uyển đánh dấu, hệ thống khen thưởng chính là Thánh Khí Thiên tàm Thánh Y, lần thứ ba tại Sơn Môn đánh dấu, hệ thống khen thưởng chính là Thánh Khí Lạc Nhật Cung, lần thứ ba tại Quan Tinh Uyển đánh dấu hệ thống khen thưởng chính là thánh cấp công pháp vạn pháp quy nhất quyết lần thứ tư tại sơn môn đánh dấu hệ thống khen thưởng chính là thánh đan thánh viêm đan ngoại trừ quan tinh uyển cùng sơn môn tại thánh võ môn địa phương khác đánh dấu hệ thống cho tốt nhất khen thưởng cũng liền chuẩn thánh khí cùng chuẩn thánh đan bởi vậy có thể thấy được đi vào thánh võ môn thánh cảnh cường giả cơ hồ cũng chỉ là sẽ ở quan tinh uyển dừng lại sẽ không khắp nơi đi lại chuẩn thánh khí đối lâm hằng không có gì lớn dùng có thể chuẩn thánh đan không giống nhau Y Nguyên có thể vì Lâm Hằng cấp tốc tăng lên cảnh giới có chỗ trợ giúp, có đại lượng chuẩn thánh đan, Liễu Lăng Nhi cùng Nguyệt Linh Lung một dạng được ích lợi không nhỏ. Tỷ như, một hạt thiên chi kim tham đan liền có thể khiến Nguyệt Linh Lung thẳng vào thần vương cảnh. Tiếp tục bắt thánh võ môn lông Cừu, thánh khí đã không còn, thánh đan, thánh phẩm thiên tài địa bảo, chuẩn thánh đan, Lâm Hằng vốn liếng càng ngày càng dày. Lâm Hằng có loại sảng khoái cảm giác, đặc biệt là cái kia vạn pháp quy nhất quyết tu luyện công pháp, cùng hắn tu luyện tạo hóa thiên công tương đối gần giống như đối với hắn hoàn thiện tự thân công pháp có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu lâm hằng đương nhiên không chỉ có chỉ là đánh dấu lấy được được thưởng sử dụng chính mình vừa mới lấy được cùng trước kia lấy được các loại đan dược hắn bắt đầu không ngừng tăng lên công lực tu vi tại bức họa kia thánh pháp ý cảnh bên trong kinh lịch một lần lâm hằng linh hồn cảnh giới đã đến chung giai thần đế cảnh mức độ đi vào thánh võ môn ngày thứ hai hắn thì phục dụng một hạt chuẩn thánh đan để linh hồn của mình cảnh giới nhảy lên đến cao giai thần đế cảnh cùng lúc đó tại lâm hằng trợ giúp dưới Liễu Lăng Nhi thuận lợi dung hợp tinh thần thành cốt, nàng trí tôn thần thể đạt được không nhỏ tăng cường, thần thể nắm giữ tinh thần thần thể đặc tính. Lâm Hằng còn đem tinh diệu tam trọng kích thần thông truyền thụ cho nàng, nàng bây giờ không khởi động được thánh khí, lại có thể thôi động thất tinh liệt không đau như thế chuẩn thánh khí, một dạng có cực kỳ cường hãn chiến lực, mà lại thể chất trên diện rộng tăng cường, để Liễu Lăng Nhi có thể không ngại phục dụng càng nhiều loại hơn loại chuẩn thánh đan, không cần phải lo lắng thân thể không chịu đựng nổi. Cái này cũng sẽ tăng nhanh tốc độ tu luyện của nàng. Lâm Hằng đã có phẩm cấp rất cao Thánh Long Giáp, cho nên đem Thiên Tàm Thánh Y cũng cho mẫu thân Liễu Lăng Nhi. Liễu Lăng Nhi không khởi động được Thiên Tàm Thánh Y, nhưng lại có thể đem nó một mực mặc lên người. Cái này Thánh Y dù là không trải qua công lực thôi động cùng gia trì, một dạng có không kém gì chuẩn thánh khí phòng ngự lực. Tại đại lượng cao phẩm cấp tài nguyên tu luyện duy trì dưới, Liễu Lăng Nhi đồng dạng không dùng đến thời gian quá dài liền có thể tiến vào thần tôn cảnh, đến lúc đó nàng liền có thể thôi động thánh khí. Đối với Lâm Hằng mi tâm bỗng nhiên nhiều hơn một đạo đường dọc, Liễu Lăng Nhi cùng Nguyệt Linh Lung đều rất ngạc nhiên. Lâm Hằng đơn giản giải thích nói là mình gần nhất tu luyện ra một loại thần thông, các nàng không có hỏi tới quá nhiều. Cho dù là Liễu Lăng Nhi, cũng càng ngày càng cảm thấy mình Nhi tử tựa như một cái bí ẩn một dạng. Cứ như vậy, Lâm Hằng một bên đánh dấu, một bên sử dụng các loại chuẩn thánh đan chờ tài nguyên tu luyện, trợ giúp chính mình cùng Liễu Lăng Nhi, Nguyệt Linh Lung tăng cao tu vi. Một tháng thời gian, thoáng một cái đã qua, Lâm Hằng đem thánh võ môn lông cừu bắt đến không sai biệt lắm, rốt cục quyết ý rời đi thánh võ tinh tiến về vô cực tinh không có lấy truyền tống pháp trận đi đường đã có độn không thánh bát không cần phiền toái như vậy ngay tại quan tinh uyển bên trong nghe theo lâm hằng phân phó liễu lăng nhi mang theo nguyệt linh lung tiến vào càn khôn chỉ hoàn bên trong lâm hằng cầm lấy càn khôn chỉ hoàn sau đó thúc giục độn không thánh bát trong khoảnh khắc bị thúc giục độn không thánh bát lơ lửng đến lâm hằng đỉnh đầu đưa lên một mảnh màn ánh sáng màu bạc bao lấy lâm hằng toàn thân độn không thánh bát khẽ run lên mang theo lâm hằng cùng một chỗ biến mất chờ lâm hằng theo một phiến hư không xuất hiện thời điểm đã không tại thánh võ tinh chỗ tinh hệ như thế như vậy tại động không thánh bát trợ giúp dưới kinh lịch mấy chục lần không gian xuyên toa lâm hằng tay nắm lấy càn khôn chỉ hoàn xâm nhập vô cực tinh chỗ giao quang tinh hệ vô cực kiếm tông các cường giả chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra tiểu ra không cần lấy truyền tống pháp trận cũng có thể đến tới vô cực tinh a à. lâm hằng âm thầm đắc ý đi qua cái này mấy chục lần không gian xuyên toa lâm hàng đối động không thánh bát sử dụng càng ngày càng thuần thục đã có thể tinh chuẩn trưởng khống mỗi lần không gian xuyên toa khoảng cách cùng điểm rơi vô cực tinh vô cực kiếm tông phía sau núi ngọc thiên hình lại một lần đi tới ngũ sư thúc thảo xá tại thảo xá cổng tre trước gặp được ngũ sư thúc ngũ sư thúc chúng ta an bài tại thánh võ môn nằm vùng truyền đến tin tức lâm hàng cùng liễu lăng nhi rời đi đao phong tinh về sau đi đến thánh võ tinh tiến vào thánh võ môn ngọc thiên hình vội vàng mà đến vội vàng bẩm báo Thanh Phong Thần Tôn nhíu mày, chẳng lẽ hắn đã đầu phục Thánh võ môn? Thiên Tuấn không phải nói Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi tại Á Long Tinh càn hư tông chém rớt qua Thánh võ môn lôi bích dương nhi tử sao? Ngũ sư thúc, việc này mười phần kỳ quặc a. Ngọc Thiên Hình nói ra, Thiên Tuấn ba người còn phỏng đoán nói Lâm Hằng có thể là Á Long trọng sinh, mà Á Long lúc còn sống cùng Thánh võ môn quan hệ không tệ, coi như chém rớt lôi bích dương nhi tử, Song Phương cũng không phải nhất định không thể đạt thành hòa giải. Ừ. Thanh Phong Thần Tôn nhẹ gật đầu lấy hách quỳnh người kia tính nết chỉ muốn chỗ tốt cũng đủ lớn đừng nói là lôi bích dương nhi tử coi như là con của hắn hắn đều có thể nói vứt bỏ thì vứt bỏ ngũ sư thúc lâm hằng cùng liễu lăng nhi tám thành là thật e ngại chúng ta xuất động thần tôn cho nên trốn vào thánh võ môn tìm kiếm che chở ngọc thiên hình buồn bực nói nếu như bọn họ một mực trốn ở thánh võ môn không ra hoàn toàn không quan tâm chúng ta từ hạ giới bắt đi lên mấy người chúng ta có thể làm gì cái này a à, thanh phong thần tôn chợt sắc mặt đại biến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cách đó không xa một khoảng trời bỗng nhiên một trận không gian ba động theo liền có một bóng người đột ngột bỗng dưng toát ra đạo thân ảnh kia thần niệm cũng lập tức phóng xuất ra không đợi vô cực kiếm tông đại trận tự động mở ra đạo thân ảnh kia nhoáng một cái biến mất tại thanh phong thần tôn thần niệm bên trong đạo thân ảnh kia đảo mắt đã rơi vào một cái trong sân nhỏ cái tiểu viện tử kia giam giữ lấy lâm trường thanh bọn người lâm hằng đến rồi thanh phong thần tôn biểu lộ thoáng chốc biến đến phá lệ ngưng trọng chính mình vừa mới đạt được Lâm Hằng cùng Liễu Lăng Nhi vào thánh võ môn tin tức, Lâm Hằng thì lấy 10 phần phương thức quỷ dị xâm nhập vô cực kiếm tông. Tới quá nhanh, quá đột nhiên, a, à, Ngọc Thiên Hình kinh ngạc không thôi, không, không thể nào, chúng ta người một mực tại thánh võ tinh truyền tống pháp trận nhìn chằm chằm. Mà lại toàn bộ giao quang tinh hệ chỗ có tồn tại truyền tống pháp trận tinh cầu đều bị chúng ta nghiêm mật ám sát, hắn là làm sao tới, có thể tránh thoát thánh võ tinh phía trên vô cực kiếm tông tai mắt, có lẽ không khó làm được, tránh được mở giao quang tinh hệ bên trong tất cả vô cực kiếm tông tai mắt thì không dễ dàng huống hồ vô cực tinh phía trên truyền tống pháp trận tức thì bị số lớn vô cực kiếm tông cường giả thủ vệ lâm hàng sao có thể lặng yên không tiếng động thì xuất hiện ở bên này chẳng lẽ hắn không phải truyền tống tới hắn là làm sao không trọng yếu trọng yếu là nhất định muốn giữ hắn lại thanh phong thần tôn nhảy lên một cái lơ lửng ở giữa không trung hắn thần tôn lĩnh vực phóng thích ra ngoài trong nháy mắt toàn bộ vô cực kiếm tông bản bộ trụ sở khắp nơi tràn ngập từng đạo sắc bén vô cùng kiếm quang ngọc thiên hình cũng là cấp tốc khôi phục chấn định y theo kế hoạch lúc trước hô lớn một tiếng bố trận đối với lâm Hằng đến vô cực kiếm tông là đã sớm chuẩn bị dù cho lâm Hằng tới phi thường đột nhiên cũng không ảnh hưởng vô cực kiếm tông bố trí những cái kia chờ đã lâu thần vương cùng thần đế kiếm tu theo bốn phương tám hướng hiện thân mà ra tại ngọc thiên hình tổ chức dưới cấp tốc tạo thành một cái cực kỳ cường hãn kiếm trận trong tiểu viện Lâm Trường Thanh bọn người nhìn đến Lâm Hằng thời điểm, đều là vừa mừng vừa sợ, Hằng Nhi, Tiểu Vương Tử. Bọn họ nghĩ tới rồi Lâm Hằng có thể sẽ đến, lại là cùng vô cực kiếm tông các cường giả một dạng. Không nghĩ tới Lâm Hằng sẽ lấy loại phương thức này, mười phần nhẹ nhõm xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Phi thăng thần giới về sau, Lâm Hằng hình dáng có biến hóa không nhỏ, nhưng Lâm Trường Thanh bọn người là đúng hắn hết sức quen thuộc, liếc một chút liền có thể nhận ra hắn. Lâm Hằng, đoan mục phân thường nước mắt lóng lánh, trực tiếp dùng hai tay ôm lấy Lâm Hằng thân eo, ngươi không nên tới, ngươi có bất khả hạn lượng tiền đổ, ngươi, ta cũng không phải đi tìm cái chết, tất cả mọi người bình tĩnh chút. Lâm Hằng hiện tại không có thời gian cùng nơi này mấy người nói chuyện phiếm, các ngươi đều buông ra thân thể cùng linh hồn đề phòng, đưa các ngươi đi cái địa phương an toàn. Đoan Mộc Vân Thường lúc này mới buông hai cánh tay ra, rất nhanh, mấy người bọn họ bị Liễu Lăng Nhi thu vào càn khôn chỉ hoàn bên trong. Nhìn đến Liễu Lăng Nhi cùng Nguyệt Linh Lung, bọn họ lại là một trận kinh ngạc. Tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ nhìn Nhi Tử ta biểu diễn đi. Liễu Lăng Nhi cùng Càn Khôn chỉ hoàn khí linh câu thông để trước mặt mọi người nhiều một cái không gian cửa sổ. Thông qua cái này không gian cửa sổ, mọi người có thể nhìn đi ra bên ngoài lâm hàng chung quanh cảnh tượng. Chúc mừng ký chủ tại vô cực kiếm tông hoa anh đào tiểu viện đánh dấu thành công. Hệ thống khen thưởng chuẩn thánh đan khai thái đại hoàn đan một hạt. Xem ra không có thánh cảnh cường giả từng đến qua cái tiểu viện này. Khai thái đại hoàn đan chủ yếu dùng cho tầm bổ thân thể có rất mạnh chữa thương hiệu quả, cũng có thể trợ giúp chỉ còn lại có thần anh cường giả tái tạo thần thể. Lâm Hằng, ngươi dám đến, khiến người khâm phục. Thanh Phong thần tôn ở trên cao nhìn xuống hô, ngươi có thể đem những người kia thu lại, chắc hẳn cũng có cường giả giấu ở cái nào đó bảo vật bên trong, mời bọn họ đều đi ra đi. Vừa mới, Lâm Trường Thanh bọn người đột nhiên biến mất không thấy, khiến Thanh Phong thần tôn tâm lý lộp bộp một chút. Xác thực như truyền ngôn như vậy, Lâm Hằng thủ đoạn đa dạng, nhất định phải cẩn thận đề phòng ta không mang cái gì cường giả tới, ta một người như vậy đủ rồi, các ngươi không xứng để cho ta mời trợ thủ. Lâm Hằng khóe miệng hơi vểnh, đỉnh lấy đối phương thần tôn lĩnh vực, chậm rãi người nhẹ nhàng mà lên. Khoảng cách hoa anh đào tiểu viện không xa một bộ trong phòng khách, nghe được đại động tĩnh Khương Dục, đi ra phòng trọ, nhìn lên một phương bầu trời. Khương Dục thấy được thanh phong thần tôn, cũng nhìn thấy Lâm Hằng, ai, hắn vẫn là tới. Khương Dục một mặt bất đắc dĩ, chẳng biết tại sao, dù là Lâm Hằng cùng phụ thân của mình đã thành quan hệ thù địch, hắn cũng vô cùng hy vọng Lâm Hằng có thể chiến thắng. Nhưng nơi này là vô cực kiếm tông, không chỉ có rất nhiều thần vương cùng thần đế, còn có thanh phong thần tôn. Một người tu luyện vượt qua trăm vạn năm kiếm tu thần tôn, thực lực rất khủng bố. Khương Dục cũng có thần vương cảnh tu vi, thế nhưng là tại thanh phong thần tôn lĩnh vực bao phủ phía dưới. Dù là lĩnh vực này rơi ở trên người hắn uy năng cực ít, hắn cũng rất cảm thấy áp lực cùng ngạt thở. Theo phòng trọ đi ra mấy bước, đều bị hắn cảm nhận được mỏi mệt. Lâm Hằng tựa hồ rất nhẹ nhàng, lại có thể tại loại này thần tôn lĩnh vực áp bách dưới người nhẹ nhàng phi lên xem ra hắn cũng không phải là hoàn toàn không có lực đánh một trận khương dục nhìn lên vô cực kiếm tông bầu trời nỗi lòng như nước thủy triều không có trợ thủ ngươi một mình đến đây cũng không phải dũng cảm mà chính là tự tìm đường chớt thanh phong thần tôn lạnh cười nói ngươi chỉ có chỉ là thần đế cảnh tu vi bất luận như thế nào cường hãn bất luận có phải hay không thánh giả trọng sinh đều là hẳn phải chất không nghi ngờ trước nói như vậy người là thánh võ môn hách quỳnh thần tôn ngươi đoán hắn là kết cục gì lâm hằng khinh thường trả lời hắn chớt ta rớt hình thần đều diệt ô thanh phong thần tôn lần nữa nhíu mày lại hách quỳnh thần tôn chớt rồi vẫn là bị lâm hằng chém rớt làm sao một mực không có tin tức chuyển đến gia hỏa này thật có chém rớt thần tôn cường giả thực lực còn tốt coi như hắn thật có thực lực này lại như thế nào ta vốn là so hách quỳnh thần tôn thực lực mạnh hơn không ít bây giờ còn có một cái cùng thực lực của ta không sai biệt lắm mặc nùng thần tôn giúp đỡ lại là tại vô cực kiếm tông trụ sở chiến đấu ha có đánh không lại đạo lý thanh phong thần tôn ở trong lòng âm thầm may mắn thua thiệt được bản thân đầy đủ cẩn thận mời tới thái âm tông mặc nùng thần tôn bằng không cuộc chiến hôm nay thắng bại khó liệu hưu lâm hằng lười nhác nhiều nói nhảm trực tiếp vung ra vô ảnh châm bất quá đáng tiếc là thanh phong thần tôn hiển nhiên sớm có phòng bị làm vô ảnh châm tại lâm hằng trong tay lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm hắn đã lướt ngang mấy chục trượng thanh phong thần tôn tránh thoát vô ảnh châm đánh bất ngờ cảnh giới hơi thấp một phương tại đối phương phóng xuất ra thần niệm tình huống dưới xác thực rất khó đánh lén đắc thủ quả nhiên có một kiện thánh khí thanh phong thần tôn nửa híp mắt hai mắt trầm thấp lên tiếng lâm hằng thật sự cho rằng ngươi có một kiện thánh khí cùng một khối thánh cốt liền có thể tại vô cực tinh phía trên dương oai thánh khí chi uy không phải ngươi có thể hoàn toàn phát huy ra mặt ngoài chấn định thong rong, kỳ thật thanh phong thần tôn nội tâm cũng có chút kinh ngạc kinh ngạc trong rừng Hằng có thể tại chính mình thần tôn trong lĩnh vực, hành động tự nhiên, phảng phất như không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào một dạng. Đừng đắc ý, mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Lâm Hằng có thể cảm nhận được, Thanh Phong thần tôn lĩnh vực uy năng chính đang không ngừng tăng cường. Không phải Thanh Phong thần tôn lĩnh vực có dạng này đặc tính, mà chính là vô cực kiếm tông các cường giả tạo thành kiếm trận, có thể cùng hắn thần tôn lĩnh vực điệp ra uy năng, cho nên, Thanh Phong thần tôn nguyện ý nhiều nói vài lời nói nhảm chờ lấy lĩnh vực cùng kiếm trận uy năng đạt tới trạng thái mạnh nhất lâm hằng đương nhiên sẽ không đi lêu lỏng đi xuống lấy vô ảnh châm tập kích không thành lập tức thi triển thời không ngưng kết thần thông thời không ba động cấp tốc bao phủ bốn phương tám hướng một chiêu này đối với ta vô dụng thanh phong thần tôn hét lớn một tiếng toàn thân nhất thời bắn ra vạn đạo kiếm quang hắn toàn bộ thân thể dường như biến thành một con nhím từng đạo từng đạo kiếm quang đều là ngưng thực vô cùng cấu trúc cực mạnh phòng ngự Thanh Phong Thần Tôn sớm biết Lâm Hằng nắm giữ phong tỏa thời không thần thông, mà lại hắn còn biết, loại thần thông này không có khả năng tiếp tục quá lâu, cũng không thể liên tục nhiều lần phóng thích thành công. Trên thực tế, Thanh Phong Thần Tôn đoán đúng rồi, nhưng hắn không biết là, Lâm Hằng lực công kích mạnh phi thường, đủ để phá vỡ phòng ngự của hắn. Lúc này, Á Long Thánh Kiếm xuất hiện ở Lâm Hằng trong tay, Lâm Hằng vọt tới Thanh Phong Thần Tôn trước người, tựa như tại đao phong tinh phía trên đối phó Hách Quỳnh Thần Tôn như thế, một kiếm tiếp lấy một kiếm chém mạnh. Thanh Phong Thần Tôn thực lực mạnh hơn Hách Quỳnh Thần Tôn, nhưng Lâm Hằng thực lực hôm nay cũng mạnh hơn so với đối phó Hách Quỳnh Thần Tôn thời điểm, Thánh kiếm, Thanh Phong Thần Tôn lộ. Ngọc Thiên Tuấn, Dạ Vong Ưu cùng Dạ Hồng Trần tại Đao Phong Tinh cùng Lâm Hằng chém rớt thời điểm, Lâm Hằng chỉ dùng vô ảnh châm cùng tinh thần thánh cốt, cho nên vô cực kiếm tông các cường giả cũng không biết, Lâm Hằng kỳ thật nắm giữ càng nhiều thánh khí, không có biết rõ ràng địch nhân át chủ bài, thường thường liền sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Theo lấy thực lực tăng lên, Á à Long Thanh Kiếm tại Lâm Hằng trong tay uy lực cũng đang không ngừng mạnh lên, vẻn vẹn mấy cái dưới kiếm đi, Thanh Phong Thần Tôn quanh thân kiếm quang liền thì toàn bộ sụp đổ. Lúc này thời không ngưng kết uy năng còn tại, Thanh Phong Thần Tôn không cách nào lại để quanh thân phủ đầy ngưng thực ánh kiếm, có thể trên người hắn còn có một cái chuẩn Thánh khí phẩm cấp Chiến Giáp, lại bị Lâm Hằng chém mạnh mười mấy kiếm, Thanh Phong Thần Tôn trên người Chiến Giáp cũng cấp tốc vỡ tan không chịu nổi, đánh mất phòng ngự lực. Tiếp đó á long Thánh kiếm bắt đầu ở thanh phong thần tôn thần thể phía trên chế tạo từng đạo từng đạo sâu xa vết thương từng cảnh tượng ấy nhìn đến chung quanh vô cực kiếm tông cường giả từng cái kinh hãi nhục chiến tê cả ra đầu bọn họ đều rất lo lắng chính mình thần tôn cường giả sẽ không cứ như vậy bị chém rớt a à. tên địch nhân này thực sự quá hung mãnh càng khôn chỉ hoàn bên trong liễu lăng nhi đắc ý nói thế nào nhi tử ta lợi hại a à. đối với lâm hằng như thế biểu hiện liễu lăng nhi tự nhiên là không có chút nào cảm thấy kinh ngạc lợi hại lợi hại lâm trường thanh ngơ ngác gật đầu hắn vốn cho rằng lâm hằng tới chỉ có thể chịu chết không nghĩ tới lâm hằng đã đã cường đại đến trình độ như vậy hắn vì chính mình trước đó những ý nghĩ kia cảm thấy xấu hổ cái này nào chỉ là lợi hại a à? quả thực khủng bố hồng tam trừng lớn hai mắt kinh thán lên tiếng ta đã sớm nói lâm hằng theo không khiến người ta thất vọng đoan mộc phân thường khuôn mặt đỏ bừng nhìn qua so bất luận kẻ nào đều muốn kích động thấy không ta nói tiểu vương tử tại thần giới cũng có thể sáng tạo kỳ tích sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ nói không sai chứ đoan mộc lan đồng dạng dương dương tự đắc một mặt nụ cười vui mừng bên ngoài vô cực kiếm tông phía sau núi thảo xá mặc nung thần tôn đứng ở thảo xá cổng tre bên ngoài híp mắt quan chiến nàng không có vội vã xuất thủ dựa theo kế hoạch nàng muốn tại thời khắc mấu chốt phát động tập kích tranh thủ một kích chém rớt lâm hằng thanh phong thần tôn ở ngoài sáng hấp dẫn lâm hằng toàn bộ chú ý lực nàng ở trong tối tùy thời mà động bây giờ không phải là xuất thủ thời điểm coi như thanh phong thần tôn ngăn cản không nổi nàng cũng không thể ra tay nàng dấn thân vào tiến vào cái kia mảnh đã bị giam cầm thời không hoặc là xa xa phát động công kích đều là không có hiệu quả gì hiện tại nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cầu nguyện thanh phong thần tôn có thể gánh vác lâm hàng cái này một đợt tấn công mạnh còn tốt thời không ngưng kết thần thông tiếp tục không được quá lâu mắt thấy thanh phong thần tôn thần thể liền muốn sụp đổ chung quanh thời không bỗng nhiên khôi phục bình thường ngươi đánh quá ẩn hiện tại cái kia đổi lấy ngươi tiếp nhận công kích của ta đi thanh phong thần tôn lách mình cùng lâm hằng kéo dài khoảng cách nộ hống lên tiếng vừa mới hắn bị chặt quá oan uổng mặc dù nặng lấy được tự do chi thân nhưng trong lòng của hắn rõ ràng chính mình thần thể là giữ không được không cần quá lâu liền sẽ triệt để sụp đổ đối với cái này hắn cũng không phải là rất sầu lo bởi vì tuổi thọ của hắn sắp hao hết hôm nay cho dù cùng lâm hằng một đổi một thanh phong thần tôn cũng không cảm thấy mình thua lỗ đến để tiểu gia nhìn xem ngươi có khả năng bao lớn, Lâm Hằng không hề sợ hãi, thậm chí khiêu khích ngoắc ngoắc đầu ngón tay, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, bất luận Thanh Phong thần tôn sử xuất rất lớn chiêu, đều khó có khả năng làm bị thương hắn. Đây cũng là hắn không có vội vã thi triển Tịch Diệt Thiên Nhãn nguyên nhân, không cần Tịch Diệt Thiên Nhãn, hắn đồng dạng có thể chém rớt Thanh Phong thần tôn. Tịch Diệt Thiên Nhãn dạng này dùng một lần yếu lãnh cũng rất lâu đòn sát thủ, có thể không cần tốt nhất không cần. Kiếm 12, Trảm đạo. Thanh Phong Thần Tôn sử xuất vô cực kiếm tông mạnh nhất kiếm chiêu, kiếm thập nhất, Vẫn Nhật, kiếm thập nhị, Trảm Đạo, cái này hai chiêu đều là chỉ có thần tôn kiếm tu mới có thể thi triển ra đại sát chiêu. Ngọc Thiên Tuấn là cao giai thần đế kiếm tu, lại là tiên thiên kiếm thể, cho nên có thể miễn cưỡng sử xuất kiếm thập nhất Vẫn Nhật, Trảm Đạo chi uy, hơn xa Vẫn Nhật, kinh khủng kiếm thế cùng kiếm ý khuấy động. Thần tôn trong lĩnh vực những cái kia kiếm quang chính là hư hóa kiếm đạo pháp tắc, bọn họ vốn là vô cùng cường đại lại nhận lấy kiếm trận gia trì, uy lực càng khủng bố hơn, lúc này đúng là ngưng tụ như thật, mà kiếm 12 trảm đạo chính là từ thực chất hóa kiếm đạo pháp tắc đến công kích địch nhân, kiếm chiêu này chỗ lợi hại nhất ở chỗ, có thể làm cho địch nhân lĩnh vực không còn sót lại chút gì, để cho địch nhân thi triển không ra bất kỳ ẩn chứa tự nhiên pháp tắc sức mạnh to lớn thần thông, địch nhân nếu là ngăn cản không nổi, chỉ có thể thân tử đạo tiêu, cái này vốn là là dùng tại đối phó thần tôn cường giả, dùng tại một cái thần đế trên người địch nhân Quá mức lãng phí, Lâm Hằng Y Nguyên một mặt nhẹ nhõm, hắn không có ngăn cản Thanh Phong Thần Tôn, nghiền ngẫm chờ lấy Thanh Phong Thần Tôn phát động công kích. Đừng nói là thần tôn, liền xem như phổ thông thánh cảnh cường giả tới, Lâm Hằng cũng có lòng tin đón lấy đối phương toàn lực nhất kích. Kết thúc đi, Thanh Phong Thần Tôn bị Lâm Hằng nhẹ nhõm biểu lộ chọc giận, không cần bất luận cái gì kiếm binh phụ trợ. Hắn một cánh tay vung lên, những cái kia thực chất hóa kiếm quang cùng một chỗ bay đến Lâm Hằng đỉnh đầu. Hắn lại một cánh tay hướng phía dưới một chỉ những cái kia kiếm quang liền như như hạt mưa hướng về lâm hằng lúc này thảo xá bên ngoài mặc nùng thần tôn động trực giác của nàng lâm hằng có thể ngăn trở thanh phong thần tôn kiếm 12. bất quá lâm hằng lúc này toàn bộ chú ý lực khẳng định đều tại ứng phó kiếm 12 phía trên đây là nàng xuất thủ đánh rớt lâm hằng thời cơ tốt nhất coi như lâm hằng có thể kịp thời xuất thủ ứng đối nàng tập kích cũng tất nhiên sẽ bị kiếm 12 đả kích chí mạng thấy thế nào lâm hằng đều là khó thoát một kiếp cái này khả năng là thánh cảnh trọng sinh ra hỏa quá tự đại, tự đại liền phải nỗ lực lớn nhất giá cao thảm trọng. Ngọc Thiên Hình chờ vô cực kiếm tông thần đế cùng thần vương nhóm cũng đều ngừng thở, vô cùng khẩn trương. Bọn họ từng lần một ở trong lòng hò hét, hy vọng lấy Thanh Phong thần tôn kiếm 12 có thể diệt sát Lâm Hằng. Càng Khôn Chỉ Hoàn bên trong mọi người, ngoại trừ Liễu Lăng Nhi bên ngoài, cũng đều là từng cái chừng lớn hai mắt, âm thầm vì Lâm Hằng lau một vệt mồ hôi. Tiểu vương tử có phải hay không quá vô lễ a, à? hoàn toàn không cần thiết cho đối phương thả phóng đại chiêu cơ hội a. À. Ào ào ào, đầy trời kiếm quang rơi xuống, mắt thấy thì sẽ rơi xuống Lâm Hằng trên đầu, Lâm Hằng trên đầu lại bỗng nhiên nhiều hơn một đỉnh kim quan. Cái kia kim quan hiển nhiên đã sớm bị thôi động, nó xuất hiện trong nháy mắt thì phóng xuất ra một vòng dị thường dày đặc lồng ánh sáng màu vàng, đem Lâm Hằng toàn thân bao vây lại. Bành bành bành, những cái kia cực kỳ lực công kích pháp tắc kiếm quang, đúng là chỉ có thể để lồng ánh sáng màu vàng hơi hơi ba động, căn bản là không có cách xuyên thấu, cũng vô pháp công phá cái kia kim quan chính là loại hình phòng ngự thánh khí cửu long quan không chỉ có thể phòng vật lý công kích còn có thể phòng linh hồn công kích cái này giờ khác này thanh phong thần tôn kém chút không có trực tiếp tâm tính sụp đổ chính mình tân tân khổ khổ phóng thích ra cường đại nhất chiêu cứ như vậy bị ngăn cản lâm hằng một chút đại giới đều không nỗ lực a à. đây cũng quá rớt người chu tâm duy nhất đáng được ăn mừng chính là làm những pháp tắc kia kiếm quang tiêu hao hầu như không còn thời điểm bao vây lấy lâm hằng lồng ánh sáng màu vàng cũng tán loạn mà lúc này mặc nùng thần tôn vừa vặn vọt tới lâm hằng bên người tại trong tay nàng có một thanh mỏng như cánh ve loan đao lóe ra làm người sợ hãi hàn quang chém ngang hướng lâm Hằng. đây là mặc nùng thần tôn tình thế bắt buộc một kích lúc này thì liền thanh phong thần tôn đều là tràn đầy tha thiết chờ mong chờ mong lấy lâm hằng đầu lâu thật cao bay lên lâm hằng a lâm hằng ngươi không nghĩ tới ta mời trợ thủ a ta khinh thường chiến lực của ngươi ngươi lại như thế nào có thể đem hết thảy đều dự liệu được ngọc thiên hình chờ vô cực kiếm tông các cường giả nhìn đến mặc nùng thần tôn nhanh chóng xuất thủ mắt thấy lâm hàng liền muốn đầu một nơi thân một nẻo từng cái mặt lộ vẻ vui mừng một trận chiến này phải kết thúc rồi hả cùng vọng mùng còn hôi sữa rốt cục muốn thưởng thức được cùng vô cực kiếm tông là địch quả đắng rồi hả càng khôn chỉ hoàn bên trong mọi người cũng là đều trong lòng cảm giác nặng nề trong mắt tràn đầy lo lắng ai chúng ta tiểu vương tử còn quá trẻ cho địch nhân sơ hở cho dù có pháp bảo cường đại hộ thể cũng không nên khinh thường cường địch a, à. nơi này dù sao cũng là địch nhân địa bàn, thì liền một mực đối Lâm Hằng lòng tin tràn đầy Liễu Lăng Nhi, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, a, à, đây là. Thanh Phong thần tôn trên mặt cười lạnh bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì Lâm Hằng trên thân lại nhiều thêm một món chiến giáp, cái kia chiến giáp có dựng đứng hộ cái cổ, mặc Nung thần tôn loan đao quét vào cái kia hộ trên cổ, đúng là chỉ để lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết đao, mà lại, cái kia đạo vết đao đảo mắt thì biến mất, hiển nhiên, lại là một kiện thánh khí. Đúng là mẹ nó ha. Xưa nay ổn trọng thanh phong thần tôn cũng nhịn không được phát nổ nói tục. Cửu Long Quan, Thánh Long Giáp, hai kiện phòng ngự thành khí, Vô Ảnh Châm, Á Long Thánh Kiếm, hai kiện loại hình công kích thành khí, một cái thần đế, sao có thể có bốn kiện thành khí? Chớ nói chỉ là thánh cảnh trọng sinh, dù cho chân chính thánh cảnh cường giả, cũng rất khó đồng thời nắm giữ bốn kiện thành khí. Dù sao, luyện chế thánh khí thánh phẩm tài liệu tại thần giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, không tốt. Thanh Phong Thần Tôn bỗng nhiên sắc mặt lần nữa đại biến, hắn phát hiện, Lâm Hằng chỗ mi tâm đầu kia đường dọc bỗng nhiên nứt ra, một cái mắt dọc bày biện ra đến, là một tên thần tôn cường giả, Thanh Phong Thần Tôn đương nhiên biết, nhân tộc chỗ mi tâm nếu là có một viên mắt dọc ý vị như thế nào. Lúc này Mặc Nùng Thần Tôn đồng dạng hô to không ổn, nàng rất muốn tránh mở, không biết sao đã không kịp. Lâm Hằng mi tâm thụ nhãn, hướng nàng phóng xuất ra một đạo kinh khủng màu xám ánh mắt. Cái kia ánh mắt kéo dài thành một đầu dây nhỏ, trong nháy mắt liền thì bắn trúng đầu vai của nàng, sau một khắc, mặc nùng thần tôn đầu vai bắt đầu chôn vùi, toàn bộ thân thể liền giống bị nhen nhóm giấy mỏng một dạng, nàng không cách nào ngăn chặn thân thể chôn vùi, vạn phần hoảng sợ phóng xuất ra chính mình thần anh, ưu vô ảnh châm lại lần nữa phát uy, tùy tiện bắn thủng mặc nùng thần tôn thần anh, đường đường thái âm tông thần tôn, thời gian tu luyện vượt qua trăm vạn năm cường giả, cứ như vậy ảm đạm vẫn diệt, vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, tình thế liên tiếp xoay chuyển khiến người ta đáp ứng không xuể. Một khắc trước, Thanh Phong Thần Tôn chờ Vô Cực Kiếm Tông cường giả còn ở trong lòng gieo hò, chờ lấy Lâm Hằng bị chém rớt, sau một khắc lại là xuất thủ tập kích mặc nùng thần tôn vẫn lạc tại bọn họ trước mắt. Ha ha, Liễu Lăng Nhi tại Càn Khôn Chỉ Hoàn bên trong cất tiếng cười to, nhi tử ta là cố ý bán cái sơ hở, muốn dẫn xà xuất động, bọn họ bị lừa rồi. Hồng Tam cùng Đoan Mộc Lan hai mặt nhìn nhau, Lâm Trường Thanh ngây ra như phỗng. Đoan Mộc phân thường lại kích động khóc. Nguyệt Linh Lung cũng đem chăm chú nắm lại nắm đấm buông lỏng ra. Tại trong một cái tiểu viện ngửa đầu quan chiến khương dục cũng là trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, nhưng sau đó lại vạn phần tâm thần bất định, vô cực kiếm tông như vậy đối phó Lâm Hằng, Song Phương hẳn là không chớt không thôi cục diện. Một khi Lâm Hằng nhẹ nhõm chiến thắng, Khương Dục tự nhiên lo lắng tông chủ của mình phụ thân sẽ bị vô tình mạt sát, còn đang chủ trì kiếm trận Ngọc Thiên Hình nội tâm gần như tuyệt vọng, cái này muốn làm sao đánh a Lâm Hằng công kích không gì không phá lâm hằng phòng ngự không gì phá nổi thanh phong thần tôn bị đánh đến thần thể gần như sụp đổ mặc nùng thần tôn thậm chí bị một kích diệt sát vô cực kiếm tông lấy cái gì tiếp tục chiến đấu xuống dưới chỉ bằng cái này kiếm trận còn thiếu rất nhiều a à. lâm hằng thản nhiên thu mặc nùng thần tôn lưu lại bảo vật quay đầu nhìn về phía thanh phong thần tôn cười hỏi còn có cái gì đại chiêu cùng hậu thủ tranh thủ thời gian dùng đến không phải vậy khả năng ngay cả dùng một cơ hội duy nhất cũng bị mất rất ngông cuồng rất phách lối lâm hằng ngươi vừa mới chém rớt chính là thái âm tông mặc nùng thần tôn tỷ tỷ của nàng là thánh cảnh cường giả thanh phong thần tôn hô chờ tỷ tỷ của nàng theo nguyên thủy bí cảnh trở về ít cầm thánh cảnh cường giả tới dọa người lâm hằng khinh thường chặn lại nói nói nguyên thủy bí cảnh khẳng định cũng không yên ổn thường xuyên có thánh cảnh cường giả ở bên kia vẫn lạc có lẽ tỷ tỷ của nàng đã sớm chớt đây là hắn lần thứ hai nghe người ta nhắc đến nguyên thủy bí cảnh lần đầu tiên là tại đao phong tinh phía trên nghe nguyệt thiệu sương nói phổ thông thánh cảnh xác thực dễ dàng vẫn lạc tại nguyên thủy bí cảnh có thể mặc nùng thần tôn tỷ tỷ đã tu thành thái âm thánh thể tuyệt sẽ không dễ dàng vẫn lạc thanh phong thần tôn hận hận nói chém rớt thái âm thánh thể thân muội muội ngươi liền đợi đến nên đón thánh cảnh cường giả lôi đình nộ lửa đi hắn là làm sao cũng không nghĩ tới mặc nùng thần tôn sẽ bị chém rớt ở đây bất quá có thể đem một cái thánh cảnh thái âm thánh thể liên lụy vào tựa hồ cũng là một cái không tệ cục diện chí ít hôm nay không gánh nổi vô cực kiếm tông tương lai sẽ có người vì vô cực kiếm tông báo thù rửa hận thái âm thánh thể lâm hằng không chỉ có không có tâm thấy sợ hãi ngược lại lộ ra mấy cái phần mong đợi thần thái nếu như mình đi thái âm tông đi một lần không phải liền có thể đạt được loại này đặc thù thể chất sao thái âm thánh thể là thánh thể không phải thần thể nghe thì rất nghiêu xoa kỳ thật căn bản không cần đi đến thái âm tông chỉ cần tại thái âm tông chỗ tinh cầu truyền tống pháp trận đánh dấu là được mặc nung thần tôn tỷ tỷ khẳng định dùng qua bên kia truyền tống pháp trận các ngươi trốn đi." Thanh Phong Thần Tôn lấy thần niệm hướng Ngọc Thiên Hình chờ chính mình cường giả truyền âm, hắn biết, chính mình đánh giá quá thấp Lâm Hằng chiến lực, vô cực kiếm tông giữ không được. Truyền âm sau đó, hắn lại một lần phát động kiếm 12 trảm đạo, không cầu trọng thương hoặc chém rớt Lâm Hằng, chỉ cầu có thể vì chính mình đệ tử tranh thủ chạy trốn thời gian. Chiêu này đã dùng, không có cái mới ia. À. Lâm Hằng thân hình thoát một cái, lắc ra ba cái phân thân, vô tướng thiên ma sát, ba cái phân thân hóa thành cự kiếm nhưng lại không phải công kích thanh phong thần tôn mà chính là công về phía ngọc thiên hình cùng mặt khác hai cái vô cực kiếm tông thần đế cường giả một cái là cao giai thần đế một cái là trung giai thần đế không tốt thanh phong thần tôn phát hiện nguy hiểm không biết sao đang toàn lực thi triển kiếm 12 hắn bất lực ngăn cản ngọc thiên hình ngược lại còn tốt có một kiện chuẩn thánh khí phẩm cấp chiến y chặn lại lâm hằng một cái phân thân cự kiếm mặt khác hai cái thần đế liền xui xẻo trực tiếp bị đánh tan thần thể hưu Lâm Hằng căn bản lờ đi Thanh Phong Thần Tôn, hắn lại vung ra vô ảnh châm, công kích Ngọc Thiên Hình. Một kích này, Ngọc Thiên Hình đồng dạng không thể tránh thoát. Thanh khí công kích, không chỉ có kích phá trên người hắn chiến y, còn bắn thủng hắn tiên thiên kiếm thể. Ngọc Thiên Hình sớm biết mình ngăn cản không nổi, cho nên trước một bước phóng xuất ra thần anh, mặt khác hai cái thần thể sụp đổ thần đế, tự biết khó thoát khỏi cái chết, lúc này đúng là cùng một chỗ xông về Lâm Hằng. Bọn họ muốn lấy chính mình hai người chết, vì ngọc thiên hình thần anh thắng được chạy thoát thời cơ cầu chớt đã chớt lâm hằng không lưu tình chút nào huy động á long thánh kiếm chém chớt vọt tới phụ cận hai cái thần anh lúc này ngọc thiên hình thần anh cũng thành công trốn ra một cự ly không nhỏ ngay tại khương dục trong lòng buông lỏng thời điểm lâm hằng lại là không chút hoang mang lấy ra lạc nhật cung lại một kiện thánh khí ông trời của ta ơi không phải đâu tất cả mọi người thấy choáng lâm hằng trong tay nhiều hơn dương cung rõ ràng không là phàm phẩm Thanh Phong Thần Tôn quả quyết phát động kiếm 12, để đây trời chảm đạo kiếm quang hướng về Lâm Hằng. Lâm Hằng căn bản không hề bị lay động, sớm lại lần nữa thúc dục Cửu Long Quan, lại thêm trên người Thánh Long Giáp, hoàn toàn có thể không nhìn Thanh Phong Thần Tôn công kích. Dù là đòn công kích này là Thanh Phong Thần Tôn cường đại nhất chiêu, Lâm Hằng đã đem một luồng thần hồn bám vào tại Ngọc Thiên Hình Thần Anh trên thân, chỉ bằng cái kia một luồng thần hồn, Lạc Nhật cung liền có thể tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu, trừ phi mục tiêu có thể trong thời gian cực ngắn chạy ra trăm vạn dặm đây cũng là thánh khí lạc nhật cung chỗ kinh khủng một bên đỉnh lấy vô số chảm đạo kiếm quang lâm hàng một bên kéo động lạc nhật cung dây cung hàn quan chú tiến lạc nhật cung thần lực bị lạc nhật cung ngưng hóa thành một cái thật dài màu xám mũi tên hưu lâm hàng ngón tay buông ra kéo căng dây cung cái kia màu xám mũi tên lập tức phá không bắn ra chính đang cật lực bỏ chạy ngọc thiên hình thần anh chỉ tới kịp phát ra một tiếng truyền khắp khắp nơi kêu thảm sau đó giống như một đoàn pháo hoa trên không trung nở rộ nổ nát vụn tiểu gia đã cho các ngươi cơ hội các ngươi không chỉ có không có lựa chọn cúi đầu nhận sợ ngược lại hạ giới bắt ta người thân bạn bè tự gây nghiệt không thể sống quang minh chính đại liều mạng coi như đối phương mời trợ thủ lâm hằng cũng sẽ không oán hận rồi trò lại không được trong nháy mắt vô cực kiếm tông lại tổn thất hai cái cao giai thần đế cùng một cái chung giai thần đế ngoại trừ thanh phong thần tôn còn tại kéo dài hơi tàn bên ngoài vô cực kiếm tông cao tầng đã bị diệt sát hầu như không còn liền tông chủ ngọc thiên hình đều đã chết còn lại sơ giai thần đế cùng một chúng thần vương cũng đều tại sợ hãi vô ngần bên trong, chạy từ tán. Lâm Hằng không có đi chém rớt bọn hắn, trên thực tế cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ chém rớt sạch sẽ, dù sao tuyệt không thể thả đi thanh phong thần tôn. Lâm Hằng vững tin, đào tẩu những cái kia vô cực kiếm tông cao thủ đem sẽ không lại sinh ra đối địch với chính mình suy nghĩ. Thậm chí nghe được tên của mình, bọn họ đều sẽ dọa đến trong lòng run sợ. Ai, thanh phong thần tôn nặng nề thở dài một tiếng, hắn không có nỗ lực chạy trốn, thọ nguyên không nhiều lại thần thể từ từ sụp đổ hắn, coi như thành công chạy trốn cũng không sống nổi quá lâu, không bằng cùng vô cực kiếm tông cùng đi hướng diệt vong. Thanh phong thần tôn để cho mình thần anh cùng thần thể hòa làm một thể, miễn gắng gượng chống cự, hắn rất phiền muộn rất buồn giàu. Lâm Hằng có hai kiện phòng ngự thánh khí, coi như hắn lựa chọn tự bạo thần anh, cũng không đả thương được Lâm Hằng. Đây là một trận theo bắt đầu thì đã chú định phe mình sẽ bị sinh sinh nghiền ép chiến đấu, đáng tiếc là chờ đến đại chiến bạo phát, bọn họ mới ý thức tới điểm này. Lâm Hằng ngươi đến cùng là cái gì cái thánh cảnh cường giả trọng sinh? Thanh phong thần tôn vô cùng tò mò hỏi. Có thể ta đón lấy ta một chiêu, ta liền nói cho ngươi. Tới đi, thanh phong thần tôn không có cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt. Lâm Hằng quăng lên á long thánh kiếm, tinh diệu tam trọng kích thi triển đi ra. Tại ba cái to lớn vầng sáng ra chỉ cùng thôi thúc dưới, á long thánh kiếm chém về phía thanh phong thần tôn đỉnh đầu. Thanh phong thần tôn vung động trong tay chuẩn thánh khí phẩm cấp kiếm binh, kiệt lực ngăn cản. Kiếm của hắn binh rất bất tranh khí, trong nháy mắt liền thì vỡ vụn hắn thần thể theo triệt để sụp đổ cùng thần thể hòa vào nhau thần anh đồng dạng bởi vì thụ trọng thương mà tán loạn công kích này quá mạnh a à. thanh phong thần tôn đau thương cười một tiếng trở thành bị lâm hằng chém rớt cái thứ ba thần tôn cường giả toàn bộ vô cực kiếm tông bản bộ trụ sở lâm vào vắng lặng một cách chớt chóc ngoại trừ khương dục bên ngoài tất cả mọi người chạy trốn lâm hằng rơi xuống khương dục chỗ tiểu viện tử liễu lăng nhi cũng mang theo lâm trường thanh bọn người ra càn khôn chỉ hoàn khương môn chủ thực sự xin lỗi, không cần xin lỗi, đổi là ta, ta cũng sẽ có lựa chọn giống vậy. Khương Dục khoát tay áo, đánh gãy Lâm Hằng, từ vừa mới bắt đầu thì không phải là lỗi của các ngươi, mà lại ngươi cũng cho qua vô cực kiếm tông cơ hội. Nói đến, những chuyện này cùng ta cũng có không cạn liên lụy, dù sao thiên kiếm thần vương là tại Hồng Vân Tinh bị chém rớt. Khương Dục thái độ rất thành khẩn, hắn cũng không phải là bởi vì e ngại trong rừng hàng thực lực hôm nay mới nói như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái người tham sống sợ chết hắn chẳng qua là cảm thấy làm sai chuyện liền muốn gánh chịu hậu quả dù là người kia là phụ thân của hắn huống chi cho tới nay hắn cùng phụ thân ngọc thiên hình quan hệ vốn là rất kém cỏi mẹ của hắn chỗ lấy sớm chết đi phụ thân ngọc thiên hình chịu hơn phân nửa trách nhiệm vì để cho hắn có thể khuất phục cúi đầu làm vì phụ thân ngọc thiên hình thậm chí suy khiến lăng tiêu kiếm các không ngừng chèn ép thiên đao môn có thể bất kể nói thế nào phụ thân thì là phụ thân dù là phụ thân trừng phạt đúng tội trơ mắt nhìn lấy cha mình bị chém rớt khương dục cũng không khỏi trong lòng có chút khó chịu cảm tạ khương môn chủ thông cảm liễu lăng nhi cũng khách khí một câu khương dục cùng liễu phù sinh đối nàng từng có ân cứu mạng coi như phần ân tình kia đã trả Chỉ ít trong lòng nàng khương dục xem như một cái đáng giá kết giao bằng hữu ai ta muốn trở về u diễm tinh hệ khương dục thở dài một tiếng lại nói các ngươi yên tâm liễu phù sinh đại ca sẽ thường trú phi hà tinh về sau nếu có các ngươi người thân bạn bè phi thăng lên đến sẽ nhận được chiếu cố có thể hay không đem ta đưa về Thần Tiêu Đại Lục?" Đoan Mộc Lan đột nhiên hỏi. Thật vất vả đi vào thần giới, tại sao muốn trở về?" Hồng Tam nghi hoặc hỏi. "Chúng ta Huyền Thanh Tông bây giờ không có thần cảnh cường giả, ta không yên lòng a." À? Đoan Mộc Lan mỉm cười đáp, "Vân thường khẳng định phải lưu tại thần giới, ta nhất định phải trở về, lấy tu luyện của ta tư chất, coi như lưu tại thần giới, không chỉ có sẽ có vẻ thực lực thấp, cũng không có khả năng lấy được quá cao thành tựu, không bằng trở về tiếp tục làm ta Đoan Mộc lão tổ." đã có thể cao cao tại thượng, khoái hoạt tự tại, còn có thể chiếu cố ta hậu nhân, trở về cũng không khó, có thần vương xuất thủ tương trợ là được." Khương Dục nói ra, Lâm Trường Thanh bọn người vốn là bị vô cực kiếm tông thần vương cường giả dẫn tới, ngươi muốn trở về sao?" Hồng Tam đối thê tử của mình Đông Phương Nghiên hỏi, "Không muốn." Đông Phương Nghiên không chút do dự lắc đầu nói, "Chúng ta Đông Phương gia đã không còn là đại hạ hoàng tộc, coi như vẫn là, cùng ta cũng không có liên quan quá nhiều, ta tại hạ giới không có gì lo lắng." "Ừm." hồng tam kỳ thật cũng không muốn trở lại thần tiêu đại lục đối với hắn mà nói ngoại trừ thê tử đông phương yên bên ngoài trên một số lâm hằng cùng liễu lăng nhi làm cho hắn lo lắng tại tâm mọi người vừa nhìn về phía lâm trường thanh ta cũng trở về đi lâm trường thanh giật mình về sau nói ra ta xích thủy lâm ra thật vất vả theo một cái vương tộc biến thành hoàng tộc ta cũng theo một cái quốc chủ biến thành hoàng đế ta liền chuẩn thần cảnh cũng chưa tới lưu tại thần giới có ý gì dù là liễu lăng nhi từng là hắn trắc phi dù là lâm hằng là hắn thân sinh cốt nhục nhìn thấy hai mẹ con này hắn cũng không có người một nhà xa cách từ lâu trùng phùng cảm giác hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được liễu lăng nhi cùng lâm hằng đối với hắn không có có cái gọi là thân tình cùng mặt xe mày dạn phụ thuộc lấy liễu lăng nhi cùng lâm hằng lúng túng lưu tại thần giới thật không bằng trở lại thần tiêu đại lục qua được tư nhuận bởi vì liễu lăng nhi cùng lâm hằng quan hệ cũng bởi vì đạt được huyền thanh tông cùng đan các toàn lực ủng hộ xích thủy vương tộc đã thay thế đông phương gia tộc trở thành mới đại hạ hoàng tộc Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, làm hoàng đế không thơm sao. Lâm Trường Thanh cùng Đoan Mộc Lan theo Khương Dục cùng rời đi vô cực tình. Khương Dục sẽ đem hai người đưa đến Phi Hà Tinh, lại từ Liễu Phủ Sinh ra tay giúp bọn họ trở về thần tiêu đại lục. Còn lại Lâm Hằng bọn người thì là lưu tại vô cực kiếm tông bản bộ trụ sở. Chúc mừng ký chủ tại vô cực kiếm tông Sơn Môn đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thánh khí loan vũ thánh kiếm. Không ra Lâm Hằng sở liệu, vô cực kiếm tông truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng cũng có thánh cảnh cường giả từng tới mà lại có thánh cảnh kiếm tu. Cái này loan vũ thánh kiếm phẩm cấp, so á long thánh kiếm cao hơn ra không ít. Chúc mừng ký chủ tại vô cực kiếm tông thử kiếm vách tường đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thánh cấp công pháp kiếm đạo chân giải. Bộ công pháp kia là vô cực kiếm tông tu luyện công pháp, trong đó mang theo một bộ kiếm pháp. Ngọc Thiên Tuấn sử xuất kiếm thập nhất vẫn nhật cùng Thanh Phong Thần Tôn sử xuất kiếm 12 trảm đạo đều xuất từ bộ kiếm pháp kia. Chúc mừng ký chủ tại vô cực kiếm tông phía sau núi Thảo Xá đánh dấu thành công, Hệ thống khen thưởng chuẩn Thánh khí Uyên Thủy kiếm. Cái này thanh kiếm khí là vô cực kiếm tông truyền thừa bảo vật, trước đó tại Thanh Phong thần tôn trong tay, vừa mới bị Á Long Thánh kiếm phá hủy. Chúc mừng ký chủ tại vô cực kiếm tông nghị sự đại điện đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng chuẩn Thánh đan La Thiên dược thăng đan một hạt. Chỉ là chuẩn Thánh đan, xem ra không có thánh cảnh cường giả tại tòa này nghị sự đại điện dừng lại qua. Tại thánh võ môn đánh dấu đoạn thời gian kia, Lâm Hằng thì từng từng chiếm được một hạt La Thiên dược thăng đan biết loại này chuẩn thánh đan là dùng lấy tăng lên linh hồn cảnh giới. Chúc mừng ký chủ tại vô cực kiếm tông kiếm lưu đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thánh đan cửu chuyển càn khôn đan một hạt. Kiếm này lưu, hẳn là ngoại lai thánh cảnh cường giả tại vô cực kiếm tông bên trong ở lại chi địa. Lâm Hằng sẽ không vội vã phục dụng thánh đan, muốn chờ tu luyện tới thần tôn cảnh lại phục dụng. Hắn hôm nay, thần lực và thần hồn đều đến cao giai thần đế cảnh mức độ, phục dụng chuẩn thánh đan liền có thể nhẹ nhõm tiến vào thần tôn cảnh. Về phần hắn thần thể, tuyệt đối cao hơn bất luận cái gì thần tôn cảnh cường giả thần thể, thậm chí không kém gì phổ thông thánh thể. Cho tới nay, hắn thần thể lên cấp tốc độ là nhất không để hắn quan tâm. Hằng Nhi, chúng ta muốn lưu tại vô cực tinh sao? Chờ Lâm Hằng đánh dấu một vòng, trở về Hoa Anh Đào tiểu viện, Liễu Lăng Nhi hỏi, không phải thường chú, chỉ là ở lại một hồi. Lâm Hằng trả lời, vô cực kiếm tông dù sao truyền thừa xa xưa, chúng ta phải thật tốt cảm thụ một chút nó ở mọi phương diện nội tình cùng tích lũy. Cái kia mặc nùng thần tôn tỷ tỷ nếu như tìm tới, đối chúng ta vô cùng bất lợi, vẫn là mau rời khỏi, tránh một chút đi." Liễu Lăng Nhi có chút lo lắng, "Không cần phải gấp, vị kia thánh cảnh cường giả coi như còn sống, cũng tại Nguyên Thủy Bí cảnh." Lâm Hằng Trấn An nói, "Nguyên Thủy Bí cảnh khoảng cách lang gia tinh vực vô cùng xa xôi, chớ nói đợi nàng nhận được tin tức không biết phải tới lúc nào, coi như nàng hiện tại đã được đến tin tức, lập tức lên đường, cũng muốn thật lâu mới có thể trở về, cũng là." Liễu Lăng Nhi nhẹ gật đầu. Lại trêu chọc nói ra, "Hằng Nhi, đoan mộc ra tiểu cô nương lưu lại, ngươi cũng không thể cô phụ người ta, mẫu thân có thể nhìn ra, nàng là thật tâm thích ngươi." Lâm Hằng tức giận nói, "Ta mới 11 tuổi, mẫu thân gấp làm gì?" Lúc này, Đông Phương Nghiên từ một bên đi tới, nhẹ nói nói, "Tiểu vương tử còn không biết, chúng ta bị bắt tới đây về sau, Vân Thường cô nương thậm chí muốn tự sát, tránh cho trở thành vô cực kiếm tông áp chế hai mẹ con nhà ngươi tay cầm." "A," à, Liễu Lăng Nhi ngẩn người, chút tình ý này cao ngất so dày a lâm hằng cũng là vì đó trong lòng run lên đối với đoan mục phân thường tâm ý hắn rất rõ ràng cũng rất cảm động trong óc của hắn không khỏi lại nổi lên mình tại cái kia thánh pháp ý cảnh bên trong kinh lịch lòng hắn nghĩ tâm tư của cô gái nhỏ bình thường đều rất thuần túy theo tuổi tác cùng lịch duyệt tăng trưởng dần dần sẽ biến thành thục biến đến ý nghĩ càng nhiều hằng nhi cũng không thể ấn tuổi tác đến đánh giá tiểu tử ngươi liễu lăng nhi có chút kiêu ngạo nói toàn bộ lăng gia tinh vực ba đại đỉnh tiêm thế lực đã bị ngươi diệt hai nhà còn lại thái âm tông cũng để cho ngươi chém rớt bọn hắn thần tôn cường giả đây là 10 tuổi ra mặt hài tử có thể làm ra sự tình sao không phải ta muốn diệt bọn họ là bọn họ trước khi người quá đáng lâm hằng bĩu môi nói ra vân thường cô nương tu luyện thiên phú cũng rất cao nhưng bây giờ chỉ có thiên thần cảnh tu vi coi như ngươi không đem làm thành vị hôn thê cũng phải nhiều giúp đỡ nàng mới đúng liễu lăng nhi thần sắc nghiêm túc nói người ta có thể là vì ngươi mới lưu tại thần giới nàng đã là thiên thần, tùy thời đều có thể phi thăng thần giới, hoàn toàn có thể theo nàng ông cố cùng một chỗ trở về, nhiều bồi bồi người nhà của mình. Ừm, ta biết, Lâm Hằng nhẹ gật đầu, không chỉ có là đoan mộc vân thường, đối với Hồng Tam cùng Đông Phương Niên, Lâm Hằng đều sẽ dành cho đại lượng tài nguyên tu luyện. Tu vi của bọn hắn trước mắt không cao, vừa vặn có thể tiêu hao hết hệ thống trong kho hàng những cái kia thần phẩm tài nguyên tu luyện. Tiếp đó, Lâm Hằng lại vượt qua đợi tại Thánh Võ Môn trong lúc đó một dạng thời gian đánh dấu bắt vô cực kiếm tông lông cửu mỗi ngày đánh dấu một vòng về sau lâm hằng tại chính mình nỗ lực tăng cao thực lực đồng thời cũng sẽ xuất ra các loại tài nguyên tu luyện trợ giúp mẫu thân liễu lăng nhi bọn người tăng trưởng tu vi kinh lịch hơn 10 ngày liên tục truyền tống dạ vong yêu cùng dạ hồng trần hộ tống một vị vô cực kiếm tông sơ giai thần đế mang theo ngọc thiên tuấn thần anh thuận lợi chạy trốn tới thái âm tinh bọn họ đem mặc nùng thần tôn đã bị chém rớt tin tức nói cho đương thời thái âm tông trưởng môn diêu nhiều đối phương chỉ có thần đế cảnh lại nắm chắc kiện thánh khí cao giai thần đế cảnh diêu nhiêu vạn phần kinh ngạc thần đế chém rớt thần tôn nàng chưa từng nghe nói qua huống chi là lập tức chém rớt hai cái thần tôn bất luận là mặc nùng thần tôn vẫn là thanh phong thần tôn đều là thần tôn cảnh bên trong người nổi bật một cái thần đế coi như có thể thôi động thánh khí cũng không nên làm cho thánh khí phát huy ra quá mạnh uy năng làm sao có thể bằng vào thánh khí chém rớt nắm giữ chuẩn thánh khí thần tôn cường giả diêu nhiêu hoàn toàn không nghĩ ra khó mà tin được ngọc thiên tuấn bọn người mang tới tin tức là thật không chỉ có hai nhà chúng ta thần tôn thanh võ môn hách quỳnh thần tôn cũng bị lâm hằng chém rớt dạ vong ưu nói ra trên đường tới chúng ta ngay qua bây giờ thanh võ môn môn chủ đã không còn là sử như sơn đổi thành nguyệt tranh vành ô diêu nhiêu mi đầu nhíu chặt sắc mặt biến đến phá lệ ngương trọng các ngươi thái âm tông có thánh trận phòng ngự chỉ cần nghiêm mật đề phòng nếu như lâm hằng dám can đảm đánh tới có thể dùng thánh trận tiến hành diệt sát dù cho diệt rớt không được cũng nên có thể đem phong khốn ngọc thiên tuấn thần anh nói ra đương nhiên để cho ổn thỏa vẫn là tranh thủ thời gian phái người đi mời về các ngươi thái âm thánh thể đi chính là biết thái âm tông có cường đại thánh trận thủ hộ mấy vị này vô cực kiếm tông cường giả mới có thể trốn đến nơi đây nơi này rõ ràng sẽ trở thành lâm hàng mục tiêu kế tiếp nguyên thủy bí cảnh cách xa nhau xa xôi dù cho một khắc không ngừng truyền tống cũng muốn chi ít trăm năm thời gian mới có thể đến nếu như một mực dùng siêu đại hình tinh tế truyền tống pháp trận cần thanh toán phí dụng lại quá khổng lồ. Diêu Nhiêu lắc đầu nói ra, nếu như các ngươi nói đều là thật, Lâm Hằng chính là thánh cảnh trọng sinh, tu luyện tốc độ nhanh vô cùng, chỉ sợ không cần quá nhiều năm liền có thể trở lại thánh cảnh, đến lúc đó chúng ta Thái Âm Tông thánh trận cũng ngăn không được hắn, khốn không được hắn, chỉ có thể đổi một cái càng nhanh hữu hiệu hơn biện pháp đối phó hắn. Giao Quang tinh hệ, Vô Cực tinh, Vô Cực kiếm tông trụ sở, Lâm Hằng lại phục dụng một hạt La Thiên dược thăng đan, để linh hồn của mình lực lượng nhảy lên tới thần tôn cảnh linh hồn lực lượng đạt tới thần tôn cảnh cũng không phải thật sự là đến thần tôn cảnh còn cần hoàn chỉnh nắm giữ chí ít một loại tự nhiên pháp tắc khiến thần anh nắm giữ đạo ấn càn hư tông bí cảnh không gian lâm hằng đồng thời kinh lịch hai lần thánh pháp tẩy lễ đao phong tinh thánh cốt sơn dưới hắn lại vu thánh người nhà tranh đã trải qua một lần thánh pháp ý cảnh hai cái này gặp gỡ để lâm hằng thu được rất nhiều thánh cảnh cường giả đối phép tắc tự nhiên cảm ngộ mà la thiên dược thăng đan ngoại trừ ẩn chứa rồi rào vô cùng tinh thuần thần hồn lực lượng bên ngoài còn có thể khiến lâm hằng thần hồn cùng tự nhiên pháp tác càng thêm thân hòa lại thêm lâm hằng cũng đã nắm giữ tiên thiên đạo thai hắn thần anh thời thời khác khác đều tại tu luyện cùng cảm ngộ cái này khiến hắn không cần quá lâu liền có thể nắm giữ đạo ấn còn có cái kia một bộ bộ thánh cấp tu luyện công pháp nhất khí thông thiên công đại đạo nhập thánh quyết tinh thần cửu biến vạn pháp quy nhất quyết kiếm đạo chân giải kích hoạt những công pháp này truyền thừa thời điểm hệ thống đem công pháp nội dung sâu thực trong rừng hằng sâu trong linh hồn chỉ cần thần anh đi dốc lòng nghiên cứu rất dễ dàng nắm giữ công pháp bên trong đối các loại phép tắc tự nhiên miêu tả cùng cảm ngộ kinh nghiệm bình cảnh không tồn tại bật hách người không có bình cảnh lâm hằng chính mình lười đi cảm ngộ công việc này giao cho thần anh đi hoàn thành dùng đem gần một tháng lâm hằng không sai biệt lắm bắt hết vô cực kiếm tông lông cừu đoạn này không tính thời gian dài bên trong lâm hằng dùng các loại tài nguyên tu luyện trợ giúp đoan mục phân thường tu thành thần anh công lực tu vi theo thiên thần cảnh nhảy lên đến thần vương cảnh đây không phải việc khó gì thậm chí không dùng đến chuẩn thánh đan chỉ dùng cực phẩm thần cấp tư nguyên là được hồng tam cùng đông phương nghiên cũng tương tự có không nhỏ tiến bộ bất quá vợ chồng bọn họ hai người không phải đặc thù thể chất tư chất tu luyện đồng dạng tốc độ tiến bộ không đuổi kịp đoan mộc vân thường càng không so được liễu lăng nhi cùng nguyệt linh lung một tháng trôi qua lâm hằng mang theo mọi người rời đi vô cực tình không có lấy truyền tống pháp trận như thế đi đường quá lãng phí thời gian trước hết để cho liễu lăng nhi mang theo mọi người tiến vào càn khôn chỉ hoàn lâm hằng lại thôi động đụng không thánh bát bắt đầu lần lượt không gian xuyên tòa lâm hằng về tới đao phong tinh để đoan mộc vân thường trước tiên ở thánh giả nhà tranh thể nghiệm thánh pháp ý cảnh bởi vì là lấy không gian xuyên toa phương thức đi đường không có người ngoài biết bọn họ đi đến nơi nào tại lâm hằng kế hoạch bên trong chờ đoan mộc vân thường linh hồn cảnh giới cũng đến thần vương cảnh liền đưa nàng đi á long tinh để cho nàng đi tiếp thu á long thánh pháp tẩy lễ mẫu thân các ngươi trước chờ đợi ở đây Ta muốn đi Thái Âm Tinh một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về." Thu xếp tốt mọi người, Lâm Hằng đối Liễu Lăng Nhi chào hỏi. Mẫu thân Liễu Lăng Nhi tu luyện Thái Âm Cửu Trương cũng là xuất từ Thái Âm Tông, Lâm Hằng nhất định phải đi Thái Âm Tinh một chuyến, làm một số phụ boss Thái Âm Cửu Trương tu luyện các loại bảo bối. "Ừm, ngươi cẩn thận một chút, như chuyện không thể làm, tuyệt đối không nên cậy mạnh." Liễu Lăng Nhi cũng dặn dò một câu. "Minh Bạch, Lâm Hằng lần nữa thôi động động không thành bát, rồi đi đao phòng tình." hắn sớm đem chính mình không dùng được tài nguyên tu luyện, hết thảy chuyển rời đến mẫu thân Liễu Lăng Nhi càn khôn chỉ hoàn bên trong. Coi như mình trong thời gian ngắn về không được, niệm hình xa mấy người kia cũng có thể cấp tốc tăng cao thực lực. Theo đao phong tinh đến thái âm tinh, cách nhau mười phần xa xôi, Lâm Hằng lại đã trải qua hơn 200 lần không gian xuyên toa mới tới thái âm tinh phụ cận tinh không. Lần này tới, không vì chảm thảo trừ căn, mà là vì bắt một bắt thái âm tông lông cửu. Lại một lần nữa không gian xuyên toa, Lâm Hằng rơi xuống Thái Âm Tinh phía trên, hắn có thể trực tiếp rơi vào Thái Âm Tông bản bộ trụ sở, nhưng hắn không có làm như vậy. Chúc mừng ký chủ tại Thái Âm Tinh truyền tống pháp trận đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng Thái Âm Thánh thể. Lâm Hằng thầm hô quả thật đúng là không sai, chính mình trước đó suy đoán không sai, không cần đi Thái Âm Tông bản bộ trụ sở liền có thể đánh dấu thu hoạch được Thái Âm Thánh thể. Xin hỏi ký chủ phải chăng lập tức kích hoạt Thái Âm Thánh thể? Kích hoạt, kích hoạt thất bại. Lâm Hằng mộng, làm sao lại kích hoạt thất bại? Loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Hệ thống, đây là cái gì tình huống? Mời ký chủ tự mình hiểu rõ. Lâm Hằng lập tức cẩn thận xem xét hệ thống đối thái âm thánh thể giới thiệu. Hắn rất nhanh minh bạch, nguyên lai thái âm thánh thể chỉ có thể là nữ nhân, hoặc là nói chỉ có thể là giống cái. Mạc Nung thần tôn tỷ tỷ thái âm thánh thể là tu luyện ra được, không phải trời sinh có. Chỉ có tiên thiên thái âm thánh thể mới có thể xuất hiện tại giống được sinh mệnh trên thân. Hệ thống, tiểu gia căn bản kích sống không được, cái này khen thưởng có tính hay không là ngươi bug không tính ký chủ xin chú ý không phải kích sống không được chỉ là không có đạt tới kích hoạt điều kiện dẫn đến kích hoạt thất bại nếu như hệ thống trợ giúp ký chủ cưỡng ép kích hoạt thái âm thánh thể lấy ký chủ thực lực trước mắt khó có thể chịu đựng âm dương mất cân đối mang tới hậu quả ký chủ sẽ diệt vong kích hoạt điều kiện lâm hằng nhíu mày muốn đạt tới điều kiện gì mới có thể kích hoạt thái âm thánh thể mời ký chủ tự mình hiểu rõ cái này tốt a à. lâm hằng nhịn được không có chửi ầm lên. Tại hệ thống trước mặt, vẫn là sợ một điểm tương đối tốt, vạn một hệ thống cởi trói, vậy liền hối hận chi không kịp. Bật hách là dễ dàng nghiện, căn bản phòng bị không rơi. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật hệ thống cũng coi như cấp ra nhắc nhở. Hắn chỉ cần xác thực bảo vệ chính mình sẽ không diệt vong, liền có thể cưỡng ép kích hoạt thái âm thánh thể. Tỷ như, kích hoạt lên thái âm thánh thể cũng sẽ không dẫn đến chính mình xuất hiện nghiêm trọng âm dương mất cân đối. Thu thập tâm tình, Lâm Hằng rời đi truyền tống pháp trận, phi hành một khoảng cách về sau bắt đầu hướng Thái âm tông thuấn di một mực đợi tại truyền tống pháp trận bên này cũng có thể bắt đến cái kia Thái âm thánh thể Long cừu bất quá cần thời gian so sánh lâu vẫn là đến Thái âm tông bên trong càng nhanh các ngươi thần tôn tại vô cực kiếm tông muốn dứt ta coi như đây chẳng qua là nàng hành vi cá nhân không có nghĩa là các ngươi Thái âm tông có ý cùng ta là địch ta đến các ngươi tông môn đợi thêm mấy ngày cũng không tính quá phận a Lâm Hằng rất nhanh thuấn di đến Thái âm tông trước sơn môn ở chỗ này Lâm Hằng bé nhạy cảm nhận được từng đợt vô hình nguy hiểm khí thế, tựa hồ có một cỗ cực kỳ lợi hại uy thế tại Thái Âm Tông bên trong ấp ủ lấy, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Chúc mừng ký chủ tại Thái Âm Tông sơn môn đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thánh khí Thái Âm Song Tử Hoàn. Đây là một kiện có thể một phân thành hai vòng tay thánh khí, một cái vòng có thể phong khốn địch nhân, cũng có thể dùng cho phòng ngự tự thân, một cái khác vòng chuyên dụng tại công kích. Nhìn qua hệ thống đối Thái Âm Song Tử Hoàn giới thiệu, lâm hằng tiếp tục cảm thụ theo thái âm tông nội bộ truyền ra nguy hiểm khí thế hắn rất nhanh xác định cái kia nguy hiểm khí thế nhưng thật ra là từ một loại trận pháp thả ra cái kia trận pháp hiển nhiên cực kỳ lợi hại mặc dù không có hoàn toàn khởi động nhưng cũng ở vào tùy thời đều có thể khởi động trạng thái lâm hằng đương nhiên có thể đoán được đây là thái âm tông người lo lắng hắn sẽ đánh tới muốn lấy loại trận pháp này đối phó hắn một cái trận pháp mà thôi coi như bên trong có thánh cảnh cường giả ta đừng muốn giữ lại ta lâm hằng đeo lên cửu long quan Mặc vào Thánh Long giáp, trực tiếp cất bước vượt qua Thái Âm Tông Sơn Môn. Cái này Sơn Môn không người trông coi, không biết là bày không thành kế, còn là cố ý dụ làm cường địch xâm chiếm. Thái Âm Tông trong một gian mật thất, trưởng môn Diêu Nhiêu bỗng nhiên nhíu mày lại, nhìn về phía trước người một viên chính đang rung động nhẹ nhẹ lưu ly cầu. Lưu ly cầu bên trong, rõ ràng hiện ra một thiếu niên bộ dáng bóng người. Cái này lưu ly cầu cùng thánh trận liên quan mật thiết, bằng nó có thể khống chế thánh trận, cũng có thể nhìn đến trong trận hết thảy cảnh tượng thanh trận ở vào nửa khởi động trạng thái đây là một loại tình trạng báo động nếu có cường địch xâm nhập cái này lưu ly cầu sẽ khẽ run cảnh báo hắn cũng là lâm hằng ngọc thiên tuấn thần anh hô to lên tiếng quả nhiên vẫn là đến rồi diêu nhiêu quay người nhìn về phía trong mật thất hai người khác hai người này không phải dạ vong ưu cùng dạ hồng trần mà là một đôi bộ dáng cực kỳ tương tự nam nhân hai người này là một đôi song sinh huynh đệ bọn họ đều là thần tôn cảnh tu vi bọn họ tự nhiên không phải thái âm tông người là Diêu Nhiêu mời tới trợ thủ. Huynh đệ hai người phân biệt tên là Hàn Bạc Trúc cùng Hàn Bạc Hà, cũng là lang gia tinh vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh thần tôn cường giả, nhưng cũng không thuộc về tại bất luận tông môn gì hoặc đại thế lực. Bọn họ cũng rất ít cùng bất luận cái gì đại thế lực sinh ra gặp nhau, chỉ là chuyên tâm tại mỗi người tu luyện. Bọn họ đều là kiệt ngao bất thuần tâm tính, độc thân thực lực tại thần tôn cảnh bên trong cũng không tính quá mức nổi bật. Có thể huynh đệ hai người hợp lực xuất thủ, Thanh Phong thần tôn đều muốn tránh né mũi nhọn, không dám nói thắng bọn họ từng đến thái âm tông thái âm thánh thể trong nom cùng chỉ điểm cho nên lần này thái âm tông mặt lâm đại địch diêu nhiêu đem bọn hắn mời đi qua trên thực tế thái âm tông có thể thỉnh cầu thần tôn cường giả không ít bất quá trong thời gian ngắn có thể mời tới chỉ có đối với hàn thị huynh đệ vãn bối muốn đem thánh trận hoàn toàn mở ra mời hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ diêu nhiêu cung kính thi lễ thỉnh cầu nói tốt hàn thị huynh đệ cùng một chỗ gật đầu bọn họ đã biết thái âm tông thánh trận nhất định phải từ thần tôn cường giả xuất thủ duy trì mới có thể chân chính đạt tới uy lực mạnh nhất bọn họ không cần trực tiếp đối mặt lâm hằng chỉ cần đợi tại căn này mật thất là được ngồi xếp bằng hai huynh đệ lúc này cùng một chỗ hướng bị bọn họ kẹp ở giữa một cây trụ quán chú thần lực rất nhanh cái kia cây cột bắt đầu nở rộ thần quang mặt ngoài khắc họa phù chú đường vân bắt đầu lưu chuyển dị quang gặp một màn này ngọc thiên tuấn thần anh tràn ngập chờ mong hai cái thần tôn phối hợp vô cực kiếm tông kiếm trận không đối phó được lâm hằng phối hợp thái âm tông thánh trận dù sao cũng nên có thể được rồi thanh trận này thế như là thánh cảnh thái âm thánh thể tự tay bố trí dường như lấy hai tay bưng lấy trước mặt lưu ly cầu đem chính mình thần niệm chìm vào trong đó dùng cái này tùy tâm sử dụng khống chế thánh trận chúc mừng ký chủ tại thái âm tông cung nữ điện đánh dấu thành công hệ thống khen thưởng thánh đan âm dương hoàn chân đan một hạt nhìn hệ thống giới thiệu viên này thánh đan hiển nhiên là mặc nùng thần tôn tỷ tỷ tại thành thánh về sau dùng qua nó có điều hòa âm dương bổ dưỡng thánh thể công hiệu phục dụng viên này thánh đan lâm hàng liền có thể cưỡng ép kích hoạt thái âm thánh thể dễ chịu nhàn hạ chúc mừng ký chủ tại thái âm tông băng tâm các đánh dấu thành công hệ thống khen thưởng thái âm thánh liên một gốc cái này gốc thái âm thánh liên hẳn là mặc nùng thần tôn tỷ tỷ tu luyện thành thái âm thánh thể quan trọng giá trị của nó tuyệt không thua kém một hạt thánh đan cũng chỉ mới vừa tại hai cái địa phương đánh dấu Lâm Hằng thì phát giác được, chung quanh nguy hiểm khí thế bỗng nhiên biến đến càng thêm nồng đậm. Lâm Hằng có thể đoán được, bao phủ toàn bộ Thái Âm Tông trận pháp đã bị hoàn toàn khởi động. Thái Âm Tông cường giả hiển nhiên sớm phát hiện hắn, Lâm Hằng cũng không vô lễ, lấy thần lực thôi động trên đầu Cửu Long Quan, để tự thân bị lồng ánh sáng màu vàng bảo hộ lấy. Sau đó, hắn đi hướng phía dưới một chỗ đánh dấu, mặc nung thần tôn tỷ tỷ thành thánh về sau, cần phải tại Thái Âm Tông rất nhiều nơi ở lại qua, bắt nàng lông cừu không cần chỉ nhìn chằm chằm một chỗ. Chúc mừng ký chủ tại Thái Âm Tông Bí cảnh môn hộ đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng Thái Âm Băng Diễm Hoa một đóa. Đóa này Thái Âm Băng Diễm Hoa cùng Lâm Hằng trước đó tại Phi Hà Tinh Vạn Hác Đại Lục phía trên lấy được cái kia đóa khác biệt, đóa này năm vượt qua trăm vạn năm, chính là thánh phẩm. Thánh phẩm Thái Âm Băng Diễm Hoa trước phục dụng, lại phục dụng Thái Âm Thánh Liên, tại Thái Âm Cửu Trương công pháp phối hợp xuống, tu luyện ra Thái Âm Thánh thể liền sẽ rất thông thuận. Lâm Hằng thật cao hứng, hết thảy đều cùng mình suy đoán không sai biệt lắm bắt một bát thái âm tông lông cửu có thể được đến không ít đối mẫu thân liễu lăng nhi phi thường hữu dụng bảo bối chờ chút bí cảnh môn hộ lâm hằng nghĩ đến tại càn hư tông gặp gỡ chẳng lẽ nơi này cũng có một cái bí cảnh không gian khẳng định có lâm hằng chính tâm nghĩ phun trào thời khắc chợt thấy nguy hiểm đánh tới lúc này lóe lui người ra một khoảng cách chỉ thấy một đầu thật dài màu đen dây thường dài lăng không rút rơi xuống lâm hằng nếu là phản ứng hơi chậm nửa nhịp liền sẽ bị hắn đánh trúng lâm hằng phi thân vọt lên Đi vào Thái Âm Tông giữa không trung, hắn phát hiện, Thái Âm Tông trụ sở bốn phía, nhiều hơn mấy trăm cây màu đen dây thường dài, hắn thần niệm rất nhanh nhận ra, kỳ thật bọn họ cũng không phải là dây thường dài, mà chính là từng cây sợi tóc, thánh cảnh thái âm thánh thể sợi tóc, bọn họ ẩn chứa thánh pháp, lại nhận lấy thánh trận gia trì, mỗi một đầu đều có thể so với một kiện rất lợi hại chuẩn thánh khí, bọn họ nếu là hình thành hợp lực, uy năng tuyệt không kém gì một kiện chân chính thánh khí, trận pháp này chính là Thái Âm Tông lực lượng khó trách sơn môn không có cường giả trông coi khó trách thái âm tông không có ai đi nhà trống đây là tại chờ lấy tiểu gia tự chui đầu vào lưới ha. lâm hằng thần sắc nghiêm túc thái âm tông thánh trận muốn so vô cực kiếm tông kiếm trận cường lớn hơn nhiều lắm giờ này khác này hắn tốc độ di chuyển bị diện rộng hạ thấp còn tốt có cửu long quan lồng ánh sáng phòng ngự lấy trạng thái thân thể của hắn ngược lại là không có có nhận đến trận pháp suy yếu bạch bạch á từng cây thành dài biến lớn sợi tóc hướng về lâm hằng quất mà đến Lâm Hằng tốc độ di chuyển giảm bớt quá nhiều, khó có thể trốn tránh, chỉ có thể trọi cứng. Rất nhanh, cửu long quan lồng ánh sáng phá nát. Bất đắc dĩ, Lâm Hằng thúc giục độ không thánh bát. Thanh trận này tuy mạnh, nhưng cũng không ngăn cản được độ không thánh bát phát uy. Lâm Hằng bằng vào không gian xuyên toa, chui ra khỏi thái âm tông. Gian kia trong mật thất, nhìn chằm chằm vào lưu ly cầu diêu nhiêu cùng Ngọc Thiên Tuấn, đều là một mặt kinh ngạc. Hắn vậy mà có thể đào tẩu. Diêu nhiêu khó có thể tin, cũng khó có thể tiếp nhận Lâm Hằng thuận lợi chạy trốn kết quả. Nàng hướng Ngọc Thiên Tuấn thần anh ném chất vấn ánh mắt, hiển nhiên là hoài nghi đối phương không có đem Lâm Hằng toàn bộ tình báo để lộ ra đến. Ta có thể thề, ta thật không biết hắn còn có loại bản lãnh này. Ngọc Thiên Tuấn thần anh có chút hoảng, ta chỉ biết là hắn có thể thuấn di, còn có phong tỏa thời không thần thông. Tại thánh trận này bên trong, cho dù là nắm giữ thuấn di thần thông thần tôn cường giả cũng không có khả năng thuấn di rời đi, thánh trận không gian hoàn toàn bị trận pháp uy năng phong kín. Diêu Nhiêu sắc mặt âm trầm nói, lần này bị hắn đào tẩu, hắn chắc chắn sẽ không lại dễ dàng xông tới, cho chúng ta đánh rớt hoặc phong khốn hắn cơ hội. Tên kia chạy trốn, Hàn Bạc Trúc nhíu mày hỏi, đúng, Diêu Nhiêu gật đầu nói, thanh trận đã cảm giác không đến hắn tồn tại, vừa mới hắn sử dụng một món pháp bảo, xinh xinh xé mở một đầu mối không gian, hoàn thành một lần không gian xuyên toa. Hừ, ngươi cái gì cũng không biết, cần ngươi làm gì. Hàn Bạc Hà căm tức dị thường, phất tay đánh ra một vệt thần quang thần quang đánh trúng vào ngọc thiên tuấn thần anh cái kia thần anh đang sợ hãi bên trong cấp tốc tán loạn thái âm tinh phụ cận trong một vùng hư không lâm hằng bỗng nhiên xuất hiện mấy lần thuấn di về sau hắn đi tới thái âm tông bản bộ trụ sở không trùng chỗ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ thái âm tông kiên nhẫn chờ nửa ngày lâm hằng lần nữa rơi vào thái âm tông hạch tâm khu vực thì coi như các ngươi nơi này có thánh trận cũng không ngăn cản được tiểu gia đánh dấu chúc mừng ký chủ tại thái âm tông từ đường đánh dấu thành công hệ thống khen thưởng chuẩn thánh đan la thiên dược thăng đan một hạt rất tốt loại này có thể tăng lên trên diện rộng linh hồn lực lượng chuẩn thánh đan đối tất cả mọi người rất hữu dụng bất quá vị kia thái âm thánh thể khẳng định tới qua thái âm tông từ đường lâm hằng ở chỗ này đánh dấu lại chỉ là đạt được một hạt chuẩn thánh đan cái này mang ý nghĩa ở trên người nàng lâm hằng đã bắt không đến thánh phẩm cấp lông cừu ngoại trừ nàng bên ngoài giống như cũng không có gì khác thánh cảnh cường giả từng tại thái âm tông chú lưu qua chúc mừng ký chủ tại thái âm tông nghị sự trước điện đánh dấu thành công hệ thống khen thưởng chuẩn thánh đan thiếu âm già lam đan một hạt loại này chuẩn thánh đan là dùng tại tăng lên công lực tu vi đối phổ thông tu sĩ hiệu quả cùng thiên tri kim tham đan không sai biệt lắm nhưng đối với tu luyện thái âm cửu trương tu sĩ mà nói nó dược hiệu hơn xa tại thiên tri kim tham đan lại là một hạt chuẩn thánh đan đoán chừng thật không có thánh phẩm lâm hằng nghĩ như vậy thái âm tông thánh trận lại lần nữa bạo phát uy năng từng cái từng cái sợi tóc đồng thời xúm lại tới trong khoảnh khắc, Lâm Hằng bị bao thành một người hắc kiển. Hắn sớm đã thôi động cửu long quan, thân thể của hắn vẫn chưa bị những cái kia sợi tóc ghim chặt, bị chăm chú trói buộc chỉ là cửu long quan phóng thích ra lồng ánh sáng màu vàng. Thành trận uy năng phía dưới, cửu long quan phòng ngự lồng ánh sáng cũng không kiên trì được quá lâu. Sau đó, Lâm Hằng lần nữa thôi động độn không thánh bát, lần nữa tại thái âm tông bên trong, hoàn thành không gian xuyên tòa. Gian kia thánh trận trụ cột trong mật thất, diêu nhiêu thấp giọng chú chửi một câu thật là một cái hỗn đản dạng này cũng có thể làm cho hắn cho chạy trốn Hàn Bạc Trúc cùng Hàn Bạc Hà đồng dạng nhíu mày nhanh chán bởi vì sớm biết Lâm Hằng nắm giữ nhiều kiện thánh khí mà lại thanh phong thần tôn cùng mặc nùng thần tôn liên thủ đều đánh không lại Lâm Hằng huynh đệ hai người cũng không có quá đủ lòng tin ra ngoài trực tiếp đối mặt Lâm Hằng thế nhưng là một mực trốn ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp a không chỉ có biệt khuất mà lại tựa hồ căn bản không làm gì được Lâm Hằng hai vị tiền bối bây giờ chỉ có một cái biện pháp có thể thử một lần Diêu Nhiêu lên tiếng nói ra, cái biện pháp gì, có biện pháp mau nói. Hàn thị huynh đệ rất không kiên nhẫn, mượn thể hiển thánh. Diêu Nhiêu từng chữ nói ra nói, ồ, hàn thị huynh đệ đều là hai mắt nhíu lại. Bọn họ tự nhiên biết như thế nào mượn thể hiển thánh. Thánh cảnh cường giả lưu lại thánh pháp phân thần, bám vào cho người khác trên thân. Có thể mượn hắn người thân thể trong khoảng thời gian ngắn giống như thánh cảnh cường giả đích thân tới. Dạo này chỉ có thể phát huy ra cái kia thánh cảnh cường giả bộ phận uy năng, nhưng cũng sẽ có vẻ vô cùng cường đại đối phó thánh cảnh phía dưới cường địch cơ hồ không hề khó khăn đây là thái âm tông đòn sát thủ sau cùng mượn thể hiển thánh chỉ có thể dùng một lần chúng ta thái âm tông thánh giả mặc khinh có lưu một đạo thánh pháp phân thần có thể làm cho bám vào tại trên người của ta diêu nhiêu nói ra đến lúc đó chúng ta thái âm tông mặc khinh thánh giả sẽ mượn thân thể ta hiển thánh nàng hiển thánh về sau thánh trận không cần hai vị tiền bối xuất thủ cũng có thể phát uy có thể nàng dù sao chỉ là một đạo thánh pháp phân thần, không phải bản tôn đích thân tới, chưa hẳn nắm vững thắng lợi, còn cần hai vị tiền bối tùy thời mà động, tại tất yếu thời điểm xuất thủ tương trợ, không có vấn đề, chúng ta đã tới, đương nhiên sẽ không tại lúc mấu chốt khoanh tay đứng nhìn, hàn thị huynh đệ tuần tự gật đầu. Lâm Hằng lấy không gian xuyên toa thoát ra thái âm tông về sau, rất nhanh lại rơi về tới thái âm tinh mặt đất, hắn không có vội vã lần nữa xâm nhập thái âm tông, thái âm tông sớm có phòng bị, Tông môn đệ tử sớm liền rời đi bản bộ trụ sở, ta trước ở bên ngoài tìm tới một người hỏi một chút cái kia bí cảnh môn hộ tình huống đi. Lâm Hằng bắt đầu không ngừng thuấn di, đồng thời thả ra thần niệm, tìm thái âm tông cường giả. Hắn đối thái âm cửu trương có chỗ nghiên cứu, mẫu thân liễu lăng nhi tu luyện cũng là bộ công pháp kia, cho nên hắn rất dễ dàng phát hiện tu luyện thái âm cửu trương tu sĩ. Không bao lâu, Lâm Hằng ở một tòa bên trong tòa thành lớn tìm được một cái thái âm tông trung giai thần đế. Lâm Hằng trực tiếp thuấn di xuất hiện tại bên cạnh nàng, tại nàng kinh ngạc thời khắc đối nàng thi triển nhiếp hồn hung nhãn thần thông trung giai thần đế tại thái âm tông cũng coi là cao tầng một thành viên tự nhiên biết thái âm tông không ít bí mật một phen hỏi thăm về sau lâm hàng thuấn di rời đi thái âm tông bí cảnh môn hộ xác thực tồn tại một cái bí cảnh không gian nhưng cũng chỉ có thái âm tông thần tôn cường giả cùng lịch đại trưởng môn mới có thể mở ra cái kia bí cảnh không gian lối vào cùng á long tại càn hư tông lưu lại bí cảnh không gian một dạng thái âm tông bí cảnh trong không gian cũng có thể tiếp nhận thánh pháp tẩy lễ đồng dạng là mỗi người chỉ có một cơ hội đồng dạng cần chí ít đến thần vương cảnh mới có thể thu hoạch được tán thành lâm hằng đương nhiên muốn tiến đi thử xem coi như mình không chiếm được tán thành cũng có thể thông qua đánh dấu phương thức nắm giữ thánh pháp tẩy lễ cơ hội ngoại trừ hỏi rõ ràng thái âm tông bí cảnh môn hộ tình huống lâm hằng còn hỏi thái âm tông có cái gì đối phó cường địch đòn sát thủ hắn chỉ là tùy tiện hỏi một chút lại đạt được một cái rất tin tức hữu dụng ngoại trừ thánh trận bên ngoài vị kia thái âm thánh thể còn tại thái âm tông lưu lại một đạo thánh pháp phân thần cái kia một đạo thánh pháp phân thần có thể sẽ mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ rời đi tòa thành lớn kia lâm hàng thuấn di tiến vào trong một vùng núi tùy tiện tìm một đầu sơn động hắn phục dụng viên kia thánh đan âm dương hoàn chân đan thân thể của hắn đã không kém gì phổ thông thánh thể thậm chí lực mạnh hoàn toàn có thể tiếp nhận thánh đan dược lực đợi đến âm dương hoàn chân đan dược lực hoàn toàn bạo phát lâm hằng lần nữa hướng hệ thống đưa ra kích hoạt thái âm thánh thể quả nhiên lần này kích hoạt thành công thánh đan dược lực phi thường cường đại đủ để tiêu trừ cưỡng ép kích hoạt thái âm thánh thể mang đến nghiêm trọng âm dương bất hòa hệ thống tại ký chủ thể nội kích hoạt thái âm thánh thể không cần thời gian quá dài thánh đan dược lực lại có thể tiếp tục thật lâu nắm giữ thái âm thánh thể lâm hằng có thể rõ ràng cảm giác được thể chất của mình trên diện rộng tăng vọt một ngày đi qua âm dương hoàn chân đan dược lực vẫn đang kéo dài bạo phát lâm hằng lại thuấn di đi đến thái âm tinh truyền tống pháp trận lần thứ hai ở đây đánh dấu lần này đánh dấu hắn đạt được là một kiện chuẩn thánh khí bởi vậy đã có thể kết luận tại cái kia vị thái âm thánh thể trên thân đã bắt không đến thánh phẩm mà lại ngoại trừ thái âm tông cái vị kia thái âm thánh thể cũng chưa từng có thánh cảnh cường giả đến qua thái âm tinh truyền tống pháp trận như là đã thành công thu hoạch được thái âm thánh thể lâm hằng đương nhiên rất muốn đạt được thánh cảnh thái âm thánh thể lưu lại thánh pháp tẩy lễ sau đó hắn lần nữa đi tới thái âm tông bản bộ trụ sở hắn trước tiên ở trụ sở này sơn môn đánh dấu đồng dạng không có thể thu được đến thánh phẩm khen thưởng hắn thoải mái xâm nhập thái âm tông nội bộ cùng hai lần trước một dạng không bao lâu hắn đến thì đưa tới nơi đây thánh trận bạo phát uy năng mặc nung thần tôn đã chết lâm hằng cần muốn tìm tới thái âm tông đương đại trưởng môn đem bắt sống khiến cho hắn mở ra thái âm tông bí cảnh không gian lối vào từng cái từng cái sợi tóc rút đánh tới lâm hằng hết sức tránh né những cái kia sợi tóc không có lần nữa tụ lại phong khốn hắn chỉ là không ngừng quất công kích hồ oh, bỗng nhiên một nữ nhân mang theo khí thế cực kỳ mạnh xuất hiện ở lâm hằng trước mắt